Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 11. Có cơ sở là hai bộ phim trước, nên bọn họ rất có lòng tin. Lô Minh Giai ôm mặt đi tới trước mặt Lý Tử Nhiễm, mỉm cười nói, Lý Tổng, sau khi chúng tôi đi, lĩnh vực giải trí của công ty suy sụp đúng không? Không có nền tảng là những người chúng tôi ở đây, rất khó để xây dựng đội mới trong một khoảng thời gian ngắn. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô giúp tôi trả tiền vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ quay lại. Thứ nhất, xí xóa chuyện chồng cô đánh tôi. Thứ hai, chúng tôi sẽ mang về những khoản tiền không thể tưởng tượng nổi cho công ty. Lô Minh Giai mang thái độ cao cao tại thượng, rõ ràng là bọn họ đến cầu xin Lý Tử Nhiễm thu nhận và giúp đỡ. Bây giờ cứ như kiểu Lý Tử Nhiễm đang cầu xin cậu ta vậy. Thượng Thiêu Đình và Bạch Khúc Vĩ nói phụ họa, tóm lại đây là cục diện lãi đôi, cơ hội đã cho cô. Chỉ xem cô nắm bắt thế nào thôi. Đám người Phó Quốc Thụy nghe mà muốn nôn. Rõ ràng là chính họ vắt óc suy nghĩ muốn quay lại. Thế mà lại thành cho Lý Tổng cơ hội. Họ có biết xấu hổ không vậy? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Tử Nhiễm, mong đợi câu trả lời của cô. Trong suy nghĩ của đám người Lô Minh Giai thì Lý Tử Nhiễm nhất định sẽ đồng ý. Không nói đến chuyện tập đoàn Đông Thiên không rời được họ. Chỉ vì Diệp Quân Lâm thôi, cô ấy cũng phải đồng ý rồi. Tôi từ chối. Các anh đã không còn là nhân viên của công ty tôi, không có bất cứ liên quan gì với tôi. Huống hồ từ trước tới nay tập đoàn Đông Thiên không có thói quen trọng dụng kẻ phản bội. Tiễn khách, Lý Tử Nhiễm xoay người bước đi. Nhanh nhẹn dứt khoát. Diệp Quân Lâm gật đầu hài lòng. Trong khoảng thời gian này, Lý Tử Nhiễm thay đổi khá lớn. Phong cách làm việc và tính cách rắn lên nhiều. Gì co, từ chối chúng tôi. Đám người Lô Minh Giai đều trợn tròn mắt. Trong mắt mấy người Thiêu Giật Luân đầy vẻ không thể tin nổi. Lý Tử Nhiễm, lẽ nào cô mặc kệ sống chết của chồng à hai? Lô Minh Giai hô lên. Cậu ta quay đầu thở hổn hển, lạnh giọng nói, thế thì cô hãy nhìn tôi đánh chết chồng cô thế nào đi. Thiêu Giật Luân, Vương Thước can ngăn nói, Tiểu Lô à, trước tiên đừng làm thế. Đừng quên mục đích của chúng ta. Đúng thế, chúng ta phải chú ý thái độ, chúng ta tới là để cầu xin Lý Tổng, không phải tới để uy hiếp cô ấy. Những người khác nói. Lô Minh Giai liếc mắt nhìn Diệp Quân Lâm cách đó không xa rồi nói, vật thì cứ thử lại, nếu cô ấy vẫn từ chối, tôi bảo đảm là tôi sẽ tống Diệp Quân Lâm vào tù. Diệp Quân Lâm bình tĩnh lấy điện thoại ra, gọi một số máy, Lô Minh Giai đáng bị hủy rồi. Ha 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 ha. Đám người Lô Minh Giai ở bên cạnh nghe thấy xong, cười to nhìn sang Diệp Quân Lâm. Đều nghĩ là thằng đần. Một cú điện thoại phá hủy một đại minh tinh. Dọa ai vậy? Lô Minh Giai lại nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm, cậu ta cười lạnh nói, tôi đây cũng muốn nhìn xem anh hủy tôi như thế nào. Rất nhanh, các đơn vị truyền thông lớn lần lượt tung ra một tin tức cực to, phơi bày đời tư của diễn viên đang hot Lô Minh Giai, ở chung phòng khách sạn với hai cô gái. Chính là hai cô gái mà Dư Huy sắp xếp cho cậu ta, cho người quay lén. Video, hình ảnh đồng thời tung ra. Cộng đồng mạng kinh ngạc. Lô Minh Giai hot nhanh, lịch sử đen tối cũng phơi bày nhanh. Cùng lúc đó, lại có một tin tức nặng cân truyền ra, Lô Minh Giai đã vứt bỏ cô bạn gái đã ở bên 7 năm, hơn nữa còn bạo lực gia đình, đánh đập họ, bắt họ phải ký hợp đồng, không được để lộ lịch sử yêu đương. Tiếp sau đó, càng nhiều lịch sử đen tối bị đào ra, tin tức mới Lô Minh Giai ra vào hộp đêm, ăn chơi trác táng với nhiều người phụ nữ. Bị phơi bày. Còn có, trước đó Lô Minh Giai tìm công việc bán hàng, được tập đoàn Đông Thiên thu nhận, ký hợp đồng 500.000 cũng, truyền ra. Một mặt chân thực nhất của Lô Minh Giai bị phơi bày. Hóa ra Lô Minh Giai là kẻ đã phản bội tập đoàn Đông Thiên. Cậu ta, một người sắp không có gì để ăn. Người ta nâng cậu ta lên thành đại minh tinh là hết lòng hết nghĩa rồi mà hai. Sói mắt trắng à, nổi tiếng rồi thì vứt bỏ bạn gái cũ, còn phản bội ân nhân của mình. Tôi đã nói mà, sao thằng nhóc này lại cứ dốc sức bôi nhỏ tập đoàn Đông Thiên thế? Thì ra là nguyên nhân này. Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Lô Minh Giai, trên mạng toàn là tiếng mắng chửi. Đại minh ti Lô Minh Giai này, từ trên đỉnh nháy mắt rơi xuống đáy vực. Xong rồi. Xong hoàn toàn rồi. Rằm. Sau khi Lô Minh Giai nhìn thấy những tin tức này, cả người trợn tròn mắt. Sao có thể thế được? Lô Minh Giai ngửa mặt lên trời gào thét.
Cùng lúc đó, điện thoại của cậu ta reo lên, ngân hàng gọi điện tới, đã khóa tất cả tài khoản của cậu ta. Việc này là Dư Huy làm. Lô Minh Giai tiêu tùng rồi. Cả đời này chỉ có thể làm nô lệ cho tập đoàn Tam Hưng. Diệp Quân Lâm đi tới trước mặt, cười nói, nâng cậu lên rất dễ, hủy diệt cậu cũng dễ như vậy. Phù phù. Lô Minh Giai đặt mông ngã ngồi xuống đất. Cậu ta nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt không thể tin nổi. Chỉ một cú điện thoại đã hủy diệt mọi thứ của mình ư. Đám người Tiêu Dật Luân lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Quân Lâm. Cúa khủng bố rồi đi. Diệp tiên sinh chúng tôi sai rồi. Mấy người Tiêu Dật Luân, Vương Thước phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chỉ cần Lý Tổng và Diệp tiên sinh có thể chuộc chúng tôi về, chúng tôi cam đoan cống hiến hết sức cho tập đoàn Đông Thiên. Mấy người bụp 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 dập đầu xuống đất. Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng, nói, không nghe vợ tôi nói sao. Từ trước đến giờ cô ấy không có thói quen trọng dụng kẻ phản bội. Am! Đối với bọn họ mà nói, thông tin này quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cả đời này đều bị hủy rồi. Giải quyết xong chuyện của Lô Minh Giai, gián tiếp giúp tập đoàn Đông Thiên đủ đắp lại khủng hoảng. Diệp Quân Lâm về tới tập đoàn Vân Đình. Anh Diệp, gần đây anh đi đâu vậy, biến mất không thấy. Vũ Sâm và các bảo vệ nhộn nhịp cười nói. Phương Tử Tình trông thấy Diệp Quân Lâm, anh đi đâu vậy? Không xin phép à? Sắc mặt Phương Tử Tình không được tốt, chắc là đã có chuyện rồi. Diệp Quân Lâm hỏi luôn, công ty có chuyện rồi à? Phương Tử Tình do dự rồi gật gật đầu, ừ. Chuyện gì vậy? Diệp Quân Lâm hỏi, Ngôn Tình Sủng. Phương Tử Tình day day huyệt thái dương, nói, khoảng thời gian trước chẳng phải sếp lớn để chúng ta làm hạng mục từ thiện công ích 1 tỷ sao? Chúng ta đã xây trường tiểu học Hy Vọng, viện dưỡng lão và cô nhi viện, còn giúp đỡ rất nhiều học sinh nghèo. Chúng ta đã bỏ tiền, việc cũng làm rồi. Kết quả vinh dự bị người ta lầy mắt. Diệp Quân Lâm kinh ngạc. Còn có loại chuyện này sao? Tiền từ thiện cũng làm văn vẻ được sao? Diệp Quân Lâm nhíu chặt chân mày, là ai? To gan như vậy. Tập đoàn Tam Hưng, 2 ngày trước chẳng phải bọn họ có làm đêm hội từ thiện gửi vào 1 tỷ sao? Kết quả cái này giúp cho đồ vô sỉ, 1 đồng tiền không bỏ. Bọn họ đã sửa các dự án từ thiện, tài trợ của chúng ta thành của bọn họ rồi. Giấy chứng nhận từ thiện và các loại giấy tờ đều đã đổi thành tập đoàn Tam Hưng. Phương Tử Tình tức mà không xả ra được. Diệp Quân Lâm cũng tức không nhẹ, tương đương với chúng ta bỏ tiền làm từ thiện, bọn họ cầm danh dự đi mất. Bây giờ tất cả mọi người tưởng cái này là việc từ thiện mà tập đoàn Tam Hưng làm. Chúng ta không có liên quan gì cả, đúng không? Còn không phải sao, bây giờ tiếng vang của tập đoàn Tam Hưng rất tốt. Những học sinh, cụ già mà được chúng ta giúp đỡ đều tặng cờ thi đua cho bọn họ. Trên vách tường của các trường tiểu học Hy Vọng lớn, cô nhi viện và viện dưỡng lão đều treo biểu ngữ cảm ơn tập đoàn Tam Hưng. Hoàn toàn không có ai biết, sự thật là những số tiền đó là của chúng ta bỏ ra. Chủ yếu nhất là chúng ta đã đi hỏi liên đoàn từ thiện, vì sao lại gặp phải tình huống như này. Liên đoàn từ thiện hoàn toàn không thừa nhận sự quyên tặng từ thiện của chúng ta. Họ nói là những hạng mục đó đều là tập đoàn Tam Hưng làm. Phương Tử Tình tức giận tới mức hít khí. Dầm. Diệp Quân Lâm hung hăng đạp vào vách tường. Phương Tử Tình cũng bị dọa. Thật đáng ghét, ngay cả hạng mục từ thiện cũng muốn ăn chặt, vô liêm sỉ đến cực điểm. Diệp Quân Lâm tức giận nói. Nếu tập đoàn Tam Hưng làm ra chuyện này, thì nhất định là đã thu xếp xong mọi việc với liên đoàn từ thiện. Tập đoàn Tam Hưng không biết xấu hổ nhiều chỗ rồi, tôi còn biết lão tổng của tập đoàn Tam Hưng đã hủy hoại máy bé gái 14 tuổi. Thật muốn đuổi đám hèn hạ này đi. Phương Tử Tình thở hỗn hển nói. Trong đôi mắt Diệp Quân Lâm hiện lên một tia sắc bén, chuyện này đã chọc tới trên đầu tôi, thì đừng trách ông xui xẻo. Phương Tử Tình nhìn thấy tư thế của Diệp Quân Lâm. Anh ta tưởng mình là ông chủ à? Tôi chuẩn bị đích thân đi tới liên đoàn từ thiện, xem chuyện là thế nào. Phương Tử Tình càng nghĩ càng tức. Được, tôi đi cùng cô. Diệp Quân Lâm nói. Không lâu sau, 2 người đã tới trước tòa nhà liên đoàn từ thiện Tô Hàng. Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không? Có hẹn trước, tập đoàn Vân Đình, Phương Tử Tình. Sau đó, liên đoàn từ thiện sắp xếp quản lý của hội đồng là Hà Kiện tới tiếp đón Phương Tử Tình. Đối phương biết thân phận của Phương Tử Tình, cho nên cũng phái người có chức vị cao để tiếp đón.
Chào Phương Tổng, bên cô có chuyện gì đấy? Hà Kiện mỉm cười nói. Phương Tử Tình nói thẳng, Hà tiên sinh, hôm nay tôi tới đây chỉ vì một chuyện, điều tra rõ ràng dự án từ thiện quyên tặng của tập đoàn Vân Đình tôi. Hà, gần đây tập đoàn Vân Đình có hạng mục từ thiện quyên tặng à? Hà Kiện rất ngạc nhiên hỏi. Diệp Quân Lâm cười nhạo một tiếng. Đam người này lại chối. Phương Tử Tình kìm nén tức giận, lạnh giọng nói, 8 ngày trước, tập đoàn Vân Đình đã quyên góp tổng cộng là 1 tỷ tệ, dùng để từ thiện công ích, chúng tôi đã làm thông qua liên đoàn từ thiện, anh thân là một quản lý lại không biết ư hai. Hà Kiện cười cười, xin lỗi, Phương Tổng, khoảng thời gian trước tôi vẫn ở nơi khác, thật sự là không biết chuyện này. Cô đợi một lát, tôi đi hỏi một chút. Sau khi Hà Kiện gọi điện thoại hỏi xong xuôi, anh ta mỉm cười nói, Phương Tổng nhầm rồi đúng không? Gần đây liên đoàn từ thiện Tô Hàng chỉ nhận 1 tỷ tiền quyên tặng từ tập đoàn Tam Hưng, không có ghi chép quyên tặng của quý công ty. Anh thả, anh nói linh tinh gì vậy? Rõ ràng 1 tỷ tệ là tập đoàn Vân Đình chúng tôi quyên tặng, liên đoàn từ thiện các anh lại đổi thành quyên tặng của tập đoàn Tam Hưng, các anh có mục đích gì? Phương Tử Tình tức đến nỗi suýt thì văng tục. Phương Tổng bình tĩnh đã. Thật sự là không tra ra ghi chép quyên tặng của quý công ty. Hà Kiện ngoài cười nhưng trong không cười. Thế anh tự nhìn xem đây là cái gì? Bóp! Phương Tử Tình ném ghi chép quyên tặng và thành lập hạng mục từ thiện công ích tới trước mặt Hà Kiện. Hà Kiện dò ra đọc, kinh ngạc nói, không đúng, sao ghi chép quyên tặng này lại giống y hệt với tập đoàn Tam Hưng vậy? Hơn nữa hạng mục công ích đều giống nhau. Cái này Phương Tổng đã đổi thành tên của công ty mình à? Phụt! Phương Tử Tình quả thực sắp bị tức đến hộc máu rồi. Sao lại có loại người vô liêm sỉ thế cơ chứ? Nói ngược lại thành Vân Đình ăn chặt. Và lại, gần đây tập đoàn Tam Hưng còn mở cả đêm hội từ thiện, rõ ràng trên hội nghị đã quyên góp 1 tỷ. Đây chính là số quyên góp của họ, liên quan với tập đoàn Vân Đình vậy. Cô Phương làm thế này, tôi còn nghi ngờ cô có mục đích không đơn thuần. Hà Kiện một mực khăng khăng cái này là quyên tặng của tập đoàn Tam Hưng. Ha ha, thế này đi, ghi chép chuyển khoản của ngân hàng vẫn còn, chúng ta đi kiểm tra là biết ai đã quyên. Đi thôi, quản lý Hà, chúng ta tới ngân hàng kiểm tra đi. Cho tài vụ của liên đoàn từ thiện đối chất một chút là biết liền. Phương Tử Tình cười lạnh nói. Vừa nghe tới việc đi ngân hàng kiểm tra, sắc mặt Hà Kiện biến đổi rồi. Phương Tổng, tôi hỏi cô mục đích ban đầu của việc quyên tặng là gì? Hà Kiện hỏi. Phương Tử Tình trả lời. Tất nhiên là để giúp đỡ những người cần giúp. Đúng thế, tôn chỉ của liên đoàn từ thiện chúng tôi chính là giúp người. Nếu đã đạt được mục đích, vậy thì ai là người giúp quan trọng lắm sao? Hà Kiện vươn tay ra rồi hỏi. Chẳng phải bây giờ luôn chủ trương người làm việc thiện không để lại tên sao? Sao nào, các cô quyên góp là vì danh tiếng, vì để cầm một tấm bằng khen và một tờ giấy chứng nhận ư? Phương Tổng nói như thế. Tôi sâu sắc nghi ngờ mục đích mà cô làm từ thiện. Hà Kiện hỏi ngược lại, chụp một cái mũ lớn cho Phương Tử Tình. Đều là người làm từ thiện, chỉ cần đã được mục tiêu, những thứ khác quan trọng lắm sao? Cho dù đó là quyên góp của tập đoàn Vân Đình thì sao chứ? Các cô cứ, phải tranh cái danh này à? Nếu mà muốn thì được thôi, tôi sẽ phát một đống giấy khen, giấy chứng nhận cho các cô. Anh! Phương Tử Tình sắp tức chết. Mục đích từ thiện đúng là đã đạt được. Tập đoàn Vân Đình cũng không quan tâm danh tiếng. Nhưng bị tập đoàn Tam Hưng lấy mất danh tiếng, cô không chấp nhận được. Bốp bốp bốp. Diệp Quân Lâm không nhịn phải vỗ tay. Nhanh mồm nhanh miệng, giở trò nói đạo đức giải. Diệp Quân Lâm cười nói. Hà Kiện cười lạnh, nói, vị tiên sinh này, thế nào là đạo đức giả? Từ thiện vốn là như thế. Nếu như mọi người đều làm từ thiện vì danh tiếng. Chỉ bằng đừng làm. Nói thật thì, ai là người quyên tặng không quan trọng đến thế. Vậy thì có thể biến dự án từ thiện mà người khác làm thành tập đoàn Tam Hưng làm hả? Rốt cuộc là ai cho các anh cái quyền này? Diệp Quân Lâm chợt cao giọng lên. T6 Hà Kiện đang định nói tiếp thì bị Diệp Quân Lâm cắt ngang, nếu danh tiếng đã không quan trọng, vì sao tập đoàn Tam Hưng lại muốn? Còn trắng trợn tuyên truyền, mở đêm hội từ thiện. Cái đó khác. Tập đoàn Tam Hưng cần loại danh tiếng này. Hà Kiện cười cười. Hay cho một cái tiêu chuẩn kép. Tập đoàn Vân Đình không cần, tập đoàn Tam Hưng thì cần hả? Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Tam.
Diệp Quân Lâm lại tiếp tục ngắt lời, tôi hỏi này, là ai cho? Cái quyền biến dự án từ thiện của tập đoàn Vân Đình thành dự án từ thiện của tập đoàn Tam Hưng. Quyền to đấy nhỉ, dự án 1 tỷ tệ mà sửa như vậy sao? Diệp Quân Lâm nói năng sắc bén. Đề cập đến vấn đề chính. Chẳng mấy chốc Hà Kiện đã không đỡ được nữa. Đây là ai thế Phương Tổng? Các cô tới để gây rối đúng không? Cái này đã lên tới công việc nội bộ của liên đoàn từ thiện tôi rồi. Sao nào, cô muốn kiểm tra không? Hà Kiện tức giận nói. Được thôi, kiểm tra một lát thì có sao? Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Người đâu, đuổi bọn họ ra ngoài. Hà Kiện không muốn nói chuyện nữa, anh ta thẳng thừng gọi người đuổi khách. Diệp Quân Lâm lại ngăn lại, không được, chuyện này nhất định phải nói rõ ra. Vì sao dự án từ thiện của Vân Đình lại đổi thành dự án từ thiện của tập đoàn Tam Hưng? Tôi cứ không thừa nhận số quyên góp đó là của tập đoàn Vân Đình đấy thì sao? Tôi thừa nhận là đã đổi nó thành của tập đoàn Tam Hưng đấy thì sao? Hà Kiện đã bị Diệp Quân Lâm chọc tức, anh ta hỏi ngược lại trước mặt anh. Nụ cười trên khóe môi Diệp Quân Lâm càng sâu, được, anh đừng có hối hận là được. Tôi mà hối hận á? Nực cười, nói cho các anh biết. Dự án này là tập đoàn Tam Hưng quyên tặng, không liên quan gì tới các anh. Tiễn khách. Sau khi đi ra, Phương Tử Tình bất lực khoát tay, thấy chưa? Đây chính là thái độ của liên đoàn từ thiện. Tôi phải quay về hỏi Lục Tổng xem làm thế nào, chuyện này không thể bỏ qua như này được. Hai người trở lại tập đoàn Vân Đình. Sau khi Diệp Quân Lâm về phòng làm việc của mình, anh liên lạc với thư ký chuyên dụng Nhiếp Tiểu Vân. Tiểu Vân. Người nào phụ trách liên đoàn từ thiện Tô Hàng? Diệp Quân Lâm hỏi. Lãnh đạo phụ trách là hội trưởng Thiết Trần. Nào ăn ban hùm một bấu, thế hả tốt, lập tức hẹn Thiết Trần nói chuyện. Bảo ông ta tới chỗ tôi một chuyến. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Rất nhanh, Thiết Trần và mấy vị lãnh đạo cấp cao của liên đoàn từ thiện toát mồ hôi lạnh đi tới tập đoàn Vân Đình. Trong phòng làm việc, 5 người Thiết Trần đứng đó, cúi đầu, trên trán cứ toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ còn không dám lau. Người ngồi trước mặt quá đáng sợ. Không chỉ là lãnh đạo của Tô Hàng, quan trọng hơn anh là tướng quân Côn Luân. Viên Sơn Hà sao lại chết? Chính là vì anh. Vì sao đột nhiên tập đoàn Tam Hưng lại nhảy ra, hoành hành ngang ngược ở tỉnh Giang Nam? Nguyên nhân quan trọng nhất là Viên Sơn Hà đã chết, người đè ép tập đoàn Tam Hưng không còn. Biết nguyên nhân tôi gọi các anh tới không? Diệp Quân Lâm hỏi. Mấy người Thiết Trấn đưa mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu, lãnh đạo Diệp, chúng tôi không biết. Không biết đúng không? Các anh có biết bây giờ đang ở đâu không? Diệp Quân Lâm vỗ bàn. Tập đoàn Vân Đình, hả, chẳng lẽ là dự án từ thiện công ích của tập đoàn Vân Đình? Thiết Trấn rất thông minh, lập tức phản ứng lại. Đây không phải là biết rồi sao? Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Nói đi, chuyện là thế nào? Tập đoàn Vân Đình tôi bỏ tiền ra làm dự án, sao dự án đó lại biến thành dự án của tập đoàn Tam Hưng rồi vậy? Diệp Quân Lâm cười nói. Bỗng nhiên, sắc mặt anh thay đổi, giọng nói lạnh như băng, vừa nãy tôi đã tới liên đoàn từ thiện để hỏi, kết quả người ta cứ khăng khăng là tập đoàn Tam Hưng quyên tiền, còn đuổi tôi ra ngoài. Giờ hoằng. Diệp Quân Lâm vừa nói câu này ra, 5 người Thiết Trấn sợ chết khiếp. Bùm bụp. Thiết Trấn đứng không vững. Lảo đảo một cái ngã xuống đất. Còn có cả chuyện này. Vị nhân vật này tới liên đoàn từ thiện còn bị đuổi ra ngoài. Cái này. Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu thế hả? Phạm phải sai lầm to lớn rồi. Tiêu rồi. Thế này là tiêu tùng rồi. Thiết Trấn thở hổn hển, lãnh đạo Diệp, chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Diệp Quân Lâm gõ lên bàn rồi nói, đây là chuyện thứ hai, nói chuyện thứ nhất trước đi. Nếu mà nói không rõ, Diệp Quân Lâm tôi tự đi điều tra. Phụt, mấy người sắp sợ đến hộc máu. Vị này đích thân điều tra thì còn gì nữa cơ chứ? Nếu là trước đây, sợ là Chu Ngọc Hằng đã diệt bọn họ từ lâu rồi. Tôi nói hết. Thiết Trần lập tức nói. Tổng đại diện của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ là Dư Huy tới tìm tôi, bảo tôi sửa 1 tỷ tiền quyên góp của tập đoàn Vân Đình sang danh nghĩa của tập đoàn Tam Hưng. Vừa khít với dự án quyên tặng của liên đoàn từ thiện. Anh ta hứa hẹn sau này sẽ quyên tặng cho Tô Hàng 2 tỷ, lúc đấy tôi mới đồng ý. Thiết Trần kể lại rõ ràng. Diệp Quân Lâm bật cười,
anh ta hứa hẹn sau này sẽ quyên góp 2 tỷ, xin hỏi là có làm hợp đồng với ông không? Không sai, nhận lời ngoài miệng, nhưng anh ta là tổng đại diện của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ, tôi nghĩ anh ta sẽ giữ lời. Tiết Chấn giải thích, rằm, Diệp Quân Lâm vỗ mạnh lên bàn. Dọa mấy người Tiết Trần suýt thì tè ra quần. Anh con mẹ nó là học sinh tiểu học à? Người ta nói gì tin vậy? Diệp Quân Lâm tức giận nói. Lãnh đạo Diệp, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi không nên tin lời nói dối của anh ta. Tiết Trần phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đi đi, đi tới liên đoàn từ thiện tra lại ghi chép đi. Diệp Quân Lâm nói. Vâng, vâng, tôi đi ngay đây. Tiết Trần cúi đầu khom lưng. Bên này Phương Tử Tình vừa mới gọi điện cho Kỳ Lân, thì nhìn thấy Diệp Quân Lâm dẫn theo một đám người tới tìm cô. Chào Phương Tổng, tôi xin tự giới thiệu, tôi là hội trưởng của Liên đoàn Từ thiện, Tiết Trấn, đặc biệt tới để xin lỗi. Phiền cô đi cùng chúng tôi tới Liên đoàn Từ thiện một chuyến, giải quyết sự việc. Tiết Trần vội vàng nói. Phương Tử Tình trợn tròn mắt. Nửa tiếng trước vừa mới gọi điện thoại cho Lục Nam Hiên cầu cứu. Nhanh thế mà hội trưởng liên đoàn từ thiện đích thân chạy tới xin lỗi rồi. Năng lực của ông chủ thần bí to đến đâu đây? Cái này cũng quá giỏi rồi đi. Phương Tử Tình càng ngày càng sùng bái ông chủ, cô sắp coi anh trở thành người tình trong mộng rồi. Rất nhanh, mọi người lại đi tới liên đoàn từ thiện một lần nữa. Bảo Hà Kiện ra đón tiếp tôi. Diệp Quân Lâm nói. Qua không bao lâu, Hà Kiện dẫn theo một đám bảo vệ hùng hổ xông ra. Sao thế, tập đoàn Vân Đình cứ thích gây sự đúng không? Đã đuổi các anh đi rồi, còn cứ tới gây sự tiếp hả? Hà Kiện tức giận nói. Diệp Quân Lâm nhìn anh ta, cười lạnh nói, sao nào? Đây là thái độ đón khách của anh à? Anh con mẹ nó là cái thá gì? Tôi phải tiếp đón anh á? Đi chết đi! Hà Kiện quát lên. Phương Tử Tình cãi lại, sao thế? Sao anh ngang ngược thế? Tôi muốn kiểm tra lại các khoản không được sao? Tập đoàn Vân Đình tôi đã quyên tặng 1 tỷ đấy. Không được. Hà Kiện từ chối luôn, tôi nói cho các cô biết, từ hôm nay. Trở đi, liên đoàn từ thiện không cho phép bất kỳ người nào. Của tập đoàn Vân Đình đi vào, chúng tôi cũng không nhận quyên góp của các cô. Anh quyền to thật đấy nhỉ, còn muốn một tay che trời à? Phương Tử Tình hỏi. Đúng thế, sự nghiệp từ thiện của Tô Hàng chính là do tôi định đoạt. Một tay che trời. Không phục thì cũng nhịn đi. Mấy quản lý khác cũng nhao nhao nói. Diệp Quân Lâm nhìn mấy người này, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra bình thường liên đoàn từ thiện này cũng rất ngang ngược. Hơn nữa những quản lý này béo bở không ít. Anh chỉ nhìn qua một cái là phát hiện có mấy người đeo đồng hồ hàng hiệu có giá hàng triệu. Các anh thật to gan. Lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Hội trưởng liên đoàn từ thiện Tiết Trần xuất hiện. Mẹ mày! Sao lại là hội trưởng? Hà Kiện đang mắng được một nửa thì sắc mặt đại biến, nhìn người tới với ánh mắt không thể tin nổi. Phó hội trưởng Trương, phó hội trưởng Vu, sao các ngài đều ở đây? Hà Kiện và máy quản lý khác sợ hãi. Hừ, nếu tôi mà không xuất hiện, liên đoàn từ thiện sẽ phải đóng cửa mắt. Tiết Trần đen mặt. Hả, hội trưởng nói gì kỳ vật, liên đoàn từ thiện sao mà đóng cửa được? Hà Kiện cười cười nói. Anh ta nào biết người đàn ông trước mặt đây, thật sự có thể một lời định sinh tử. Hà Kiện và mấy người các anh đều đã bị cách chức. Sau đó, đi tiếp nhận điều tra đi. Tiết Trần lạnh giọng nói. Gì cơ? Quyết định này đối với mấy người Hà Kiện mà nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Tiết Trần lại liếc mắt nhìn sang 4 phó hội trưởng ở sau lưng, rồi nói, đợi xử lý xong chuyện này. Chúng ta cũng chủ động xin tạm đình chỉ công tác tiếp nhận kiểm tra đi. Vâng vâng, hiểu rồi ạ. Mấy phó hội trưởng lập tức đồng ý. Đây là cách tốt nhất để cứu bọn họ. Đám người Hà Kiện còn kinh ngạc hơn. Tập đoàn Vân Đình này có bối cảnh gì vậy? Ngay cả hội trưởng cũng chủ động tạm đình chỉ công tác. Được rồi, đi kiểm tra ghi chép trước đi. Đừng lằng nhằng nữa. Diệp Quân Lâm ní. Vâng, thưa lãnh đạo. Mấy người Tiết Trấn lập tức đi trước dẫn đường. Phương Tử Tình nhìn sâu Diệp Quân Lâm một cái. Anh ta lại cáo mượn oai hùng. Mượn uy thế của sếp lớn, ở đây diễu võ dương oai. Còn được họ gọi là lãnh đạo. Diệp Quân Lâm đúng là giỏi ra vẻ. Sau khi nhóm người đi vào liên đoàn từ thiện,
chẳng bao lâu mọi việc đã được làm sáng tỏ. Số tiền 1 tỷ đúng là do tập đoàn Vân Đình quyên góp, không có một tí quan hệ nào với tập đoàn Tam Hưng. Tiếp theo phải làm thế nào, chắc không cần tôi nói chứ? Diệp Quân Lâm hỏi. Không cần, lãnh đạo, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Tiết Chấn lập tức sắp xếp ngay, gửi ra một công văn, khẳng định việc từ thiện mà tập đoàn Vân Đình làm. Lại liên lạc với các tòa soạn báo và truyền thông lớn, lần lượt đưa tin chuyện tập đoàn Vân Đình công ích từ thiện. Còn trao tặng giấy chứng nhận và bằng khen. Thứ này tôi có thể không cần, nhưng anh cần phải chuẩn bị. Đây là trình tự hợp pháp. Diệp Quân Lâm trừng mắt một cái, Tiết Chấn sợ tới mức suýt thì hồn bay phách lạc. Đúng rồi, công bố luôn chuyện tập đoàn Tam Hưng tổ chức đêm hội từ thiện nhưng không quyên tiền ra đi. Diệp Quân Lâm nói, tập đoàn Tam Hưng muốn gian lận à? Đừng hòng, chuyện này, Tiết Chấn hơi do dự. Dù sao tập đoàn Tam Hưng cũng có thế lực khổng lồ, còn là xí nghiệp nước ngoài. Vấn đề này quả thực là không tiện xử lý. Hử! Diệp Quân Lâm hừ lạnh một tiếng. Tôi lập tức đi làm ngay. Nhưng mà so với vị trước mắt này, tập đoàn Tam Hưng là cái thá gì? Rất nhanh, các phương tiện truyền thông lần lượt đặt ra câu hỏi, 1 tỷ tiền dự án từ thiện của tập đoàn Tam Hưng vào số lúc nào? Là làm từ thiện thực sự hay chỉ vì danh tiếng và mánh lưới? Sự việc còn nhận được giấy chứng nhận của liên đoàn từ thiện. Cho nên sau khi được công bố ra, cả Tô Hàng chấn động. Của nhiên tập đoàn Tam Hưng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Rõ ràng là 1 tỷ của tập đoàn Vân Đình người ta, lại thành của họ. Cúa là vô sỉ, trên đêm hội còn bôi nhỏ tập đoàn Đông Thiên, đám chó nhật này. Của nhiên hướng gió nghiêng về một phía, tập đoàn Tam Hưng gặp phải khủng hoảng, danh tiếng tổn hại rất lớn. Trong phòng làm việc của tập đoàn Tam Hưng chỉ nhánh Tô Hàng. Dư Huy hút một điều xì gà, vẻ mặt âm trầm. Có điều kỳ lạ, tôi đã nói chuyện ổn thỏa với Thiết Trần, còn đút lót cho mấy phó hội trưởng và quản lý, sao lại xảy ra chuyện chứ? Dư Huy trăm tư khó giải. Lúc này, người của liên đoàn từ thiện tìm tới đây. Chào Dư Tổng, số tiền 1 tỷ này chúng tôi không bắt buộc, nhưng quý công ty đã tổ chức đêm hội từ thiện và tuyên bố chuyện này. Tôi nghĩ không nuốt lời thì tốt hơn, nếu không ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn Tam Hưng thì không hay đâu. Dư Huy cắn răng, thanh toán số tiền 1 tỷ. Anh ta sắp bị tức chết rồi. Tập đoàn Tam Hưng vốn không có ý định nhả ra 1 tỷ, cái này tương đương với việc anh ta làm chuyện không lợi, không công còn thiệt hại. Bang bang bang. Dư Huy tức đến đập bàn. Hay cho một tập đoàn Vân Đình. Lúc này, Dư Huy nhận được một cú điện thoại. Đầu dây bên kia truyền tới từng trận gào thét. Dư Huy trầm mặt, nghe mắng mà không nói được một lời. Một lúc nữa cậu chủ Phác Hải Trấn sẽ tới Tô Hàng, cậu đi đón đi. Sau này, chuyện ở Tô Hàng giao cho cậu Phác Hải Trấn xử lý, cậu giúp đỡ cậu ấy là được. Vừa nghe thấy cái tên này, gương mặt Dư Huy biến sắc. Phác Hải Trấn là con trai của Phác Thiên Tín, người tổng phụ trách của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ. Hai người này là thành viên dòng chính trong gia tộc tập đoàn Tam Hưng Hàn Quốc, quản lý mọi việc ở khu vực Hoa Hạ. Hàng trăm tỷ của bè phái Viên Sơn Hà bị lấy đi trong âm thầm, chính là kiệt tác của cha con Phác Thiên Tín. Phác Thiên Tín là người có địa vị ngang với Viên Sơn Hà. Con trai của ông ta lại càng khủng bố. Dư Huy biết Phác Hải Trấn tới Tô Hàng, anh ta cảm thấy thế nào? Đó là cực kỳ khác thường. 4 giờ chiều. Dư Huy dẫn theo một đám người chờ ngã tư đường cao tốc. Không lâu sau, một đoàn xe đi tới. Chiếc xe thứ hai là chiếc Ferrari Rafa có giá 40 triệu tệ. Cửa xe mở ra, từ phía trên có một thanh niên mặc camo, nhưng bắn khuyên tai, nhuộm tóc xanh. Khóe miệng anh giữ một nụ cười. Đi tới trước mặt Dư Huy. Hoan nghênh cậu Phác tới Tô Hàng. Dư Huy khom lưng, mỉm cười nói. Xòe ti. Nhưng Phác Trấn Hải lại nắm tóc Dư Huy, sát cả người anh ta tới trước mặt. Dư Huy ăn đau, kêu lên. Bóp! Phác Hải Trấn đấm một quyền vào mặt Dư Huy, nhất thời máu tươi bắn ra. Bóp! Bóp! Phác Hải Trấn lại đấm liên tiếp vào mặt Dư Huy. Khuôn mặt Dư Huy đẫm máu. Bộp! Cuối cùng, Phác Hải Trấn đá một cước vào bụng Dư Huy bay đi 7-8 mét. Ôm bụng, cong thành con tôm đau đớn lăn lộn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Dư Huy lại sợ Phác Hải Trấn. May mà anh ta là tổng đại diện của Hoa Hạ,
địa vị tương đối cao, có giá trị đôi với tập đoàn Tam Hưng. Nếu không, chắc chắn Phác Hải Trần đã tiễn anh ta đi gặp Diêm Vương rồi. Phế vật, toàn đồ vô dụng. Phác Hải Trần phẫn nộ nói. Nuôi những phế vật như các anh thì có tác dụng gì? Không công thiệt hại mắt 1 tỷ, đến cả danh tiếng của Tam Hưng cũng thối hoang hắc. Phác Hải Trần rất tức giận, lại kéo mấy người mà Dư Huy dẫn đến tới trước mặt, đánh cho gần chết. Cậu Phác Hải Trần, tôi sai rồi, tôi bảo đảm sẽ thu lại số tiền thiệt hại đây. Dư Huy bò đến trước mặt, bảo đảm nói. Ngoài ra thì cậu Phác Hải Trần à, tôi đã sắp xếp mấy mỹ nữ, đều là nữ diễn viên siêu hot gần đây, Thượng Thiếu Đình, Lý Tuệ Văn, vân vân. Mời cậu hưởng thụ. Dư Huy lại nói tiếp. Chỉ có như thế này, mới bảo vệ được mạng của anh ta. Sắc mặt Phác Hải Trần hơi dịu đi, thế còn tạm được. Đoán chừng mấy người Thượng Thiếu Đình phản bộ tập đoàn Đông Thiên, nằm mơ cũng không ngờ, mình sẽ có kết cục như thế này. Phác Hải Trần nhớ tới cái gì, không nhịn được nói, tôi nghe nói nữ diễn viên đang hot nhất là Trịnh Tử Hàm, cả bà chủ của cô ta cũng rất xinh đẹp. Việc này, thưa cậu Phác Hải Trần, tôi khó mà làm được. Dư Huy run cầm cập. Phác Hải Trần hừ lạnh một tiếng, nói, không cần anh làm, tôi tự mình làm. Sau này nhớ kỹ, Tô Hàng chỉ có thể là thiên hạ của tập đoàn Tam Hưng. Đây chính là mục đích mà tôi tới Tô Hàng. Câu nói này của Phác Hải Trần rất bá đạo. Nhưng Dư Huy không hề nghi ngờ tính chân thực của nó. Bởi vì tập đoàn Tam Hưng đủ mạnh. Cha con Phác Thiên Tín đủ mạnh. Thực ra thế lực của cha con Phác Thiên Tín tập đoàn Tam Hưng phảng phất mạnh hơn Viên Sơn Hà một ít. Nhưng vì sao không đối đầu chính diện? Chủ yếu là cho dù thắng, thì tổn thất cũng lớn. Giết địch được 1.000, mình mắt 800. Bây giờ bè phái của Viên Sơn Hà đã sụp. Một nhà tập đoàn Tam Hưng to nhát cả tỉnh Giang Nam. Bọn họ liền có thể hoành hành ngang ngược. Tỉnh thành và 10 thành phố khác, tập đoàn Tam Hưng xưng bá mà không gặp vấn đề gì. Miếng xương khó gặm nhất chính là Tô Hàng. Nhất là sau khi Dư Huy bị bóp xẹp, Phác Thiên Tín lập tức phái con trai qua đây. Bu ỏi tối, nô lệ đã ký khế ước bán thân là đám người Thượng Thiếu Đình bị giày vò cả một đêm. Ngày hôm sau, mấy người Thượng Thiếu Đình bọn họ được khiêng vào bệnh viện. Dư Huy trong lòng sợ run. Phác Huy Trấn là một tên biến thái, có rất nhiều phụ nữ đã bị cậu ta chơi đùa. Rất nhiều người đã chết. Một nửa không chết thì cũng bị chứng uất ức hoặc là ở bệnh viện điều trị suốt đời. Lô Minh Giai cũng bị dọa cho hãi hùng. Phác Hải Cha ẩn đi ra, nhìn Lô Minh Giai. Nghe nói cậu là người đang rất hot gần đây, nhưng cậu cũng ăn chơi quá rồi đấy. Bây giờ đã thành chuột qua đường thì kiếm tiền cho tôi thế nào được? Phác Hải Trấn lạnh giọng hỏi. Lô Minh Giai run cầm cập nói, tôi có thể quay phim, quay. Rất nhiều bộ phim. Bốp bếp. Phác Hải Trần vỗ lên mặt cậu ta, mỉm cười nói, phim mà cậu đóng vẫn còn người xem à? Lô Minh Giai ngắn ra. Bẹ ti. Phác Hải Trần nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Liếm sạch đi, con người tôi thích nhổ nước bọt lung tung. Sau này nước bọt mà tôi nhỏ ra, cậu phải liếm cho sạch, đây chính là công việc của cậu. Phác Hải Trấn cười nói. Không, không. Sắc mặt Lô Minh Giai đại biến, trắng bệch không còn tí máu. Cậu ta, một đại minh tinh mà đi làm việc này ư. Nhanh lên, bụp. Phác Hải Trấn tiện chân đạp cho Lô Minh Giai một phát ngã lăn ra. Lô Minh Giai cố nhịn rồi liếm sạch. Sau đó nôn đúng một ngày. Tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến tận cùng. Nếu như ở tập đoàn Đông Thiên, cậu ta còn là một minh tinh lưu lượng. Tương lai hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng giờ đây chỉ có thể chịu đựng giày vò. Vườn hoa Đông Phương. Phương Tử Tình lái Porsche, chở Diệp Quân Lâm đi làm. Lý Tử Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Cô bạn thân này của mình là một người kiêu ngạo, bây giờ còn không phải là ngày ngày đưa Diệp Quân Lâm đi làm à. Quân Lâm cũng có mị lực nữa. Lý Tử Nhiễm cười cười. Lái xe, cô bất chợt nhìn sang làn bên trái, có một chiếc Ferrari thể thao đang lao thẳng về phía trước, không hề tuân thủ luật giao thông. Những chiếc xe bên cạnh đều né ra. Né không kịp sẽ đâm vào nhau hoặc đâm vào hàng rào bảo vệ bên cạnh. Cái gì? Một giây sau, Phương Tử Tình trợn to mắt, trong mắt như lòi ra ngoài. Bởi vì chiếc Ferrari bất ngờ vọt sang làn xe bên phải, vọt tới chỗ cô. Tốc độ lái xe của Lý Tử Nhiễm cũng không chậm, nếu đổi làn đường thì cũng không kịp,
Rầm. Hai chiếc xe hung hăng đâm vào nhau. Túi khí an toàn bung ra, nếu không Lý Tử Nhiễm sẽ bị thương. Người không sao. Nhưng hai chiếc xe thì có chuyện rồi, nhất là phần đầu của chiếc Ferrari hoàn hoàn lõm xuống, Audi AS7 của Lý Tử Nhiễm cũng bị hỏng nghiêm trọng. Phanh. Chủ nhân của chiếc Ferrari bước xuống, tóc nhuộm xanh, bắm lỗ tai, thoạt nhìn rất hung hăng. Phía sau chiếc Ferrari, còn có mấy chiếc xe, trên xe có mấy chục đại hán áo đen đi ra, quay lại đây. Cô lái xe kiểu gì vậy? Tùy tùng của Phác Hải Trần là Phác Trường Húc giơ chân hung hăng đá máy phát vào chiếc Audi của Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm xuống xe, tức giận nói, tôi lái kiểu gì ư, hai là các anh chuyển làn đường đi ngược chiều, sao lại thành vấn đề của tôi rồi? Lý Tử Nhiễm không hề sợ. Thứ nhất, bọn họ đi ngược chiều. Thứ hai, đoạn đường này có camera, ai sai ai đúng nhìn một cái là biết. Phác Trường Húc cười lạnh nói, ha ha, tôi đến từ Hàn Quốc, không hiểu luật giao thông của các cô, tôi chỉ biết là cô đã đâm vào xe của thiếu gia nhà tôi. Nhìn kỹ đi, Ferrari 40 triệu tệ, bị đâm thành thế này, cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Anh, Lý Tử Nhiễm tức lắm rồi. Cô chưa bao giờ gặp loại người trơ tráo như thế này. Đến từ Hàn Quốc thì không cần tuân thủ luật giao thông. Đạo lý chết tiệt gì vậy? Sao lại nói chuyện với người đẹp như thế? Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Phác Hải Trần tóc xanh đi tới trước mặt. Phác Trường Húc sợ đến nỗi né sang một bên. Đôi mắt cậu ta trắng trợn đánh giá Lý Tử Nhiễm, ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng và ham muốn chiếm giữ mãnh liệt. Từ lâu đã nghe nói Tô Hàng mỹ nữ như mây, quả nhiên mới sáng sớm đã cho tôi gặp được một người xinh đẹp như thế này. Phác Hải Trần cười cười. Lý Tử Nhiễm nhíu mày, lạnh lùng hỏi, vừa nãy, anh là người lái xe. Đúng vậy, sao thế? Phác Hải Trần hỏi ngược lại. Vì sao không tuân thủ luật giao thông? May là lần này người không sao, nếu mà xảy ra chuyện thì anh có chịu trách nhiệm nổi không? Lý Tử Nhiễm tức giận. Phác Hải Trần cười cười, người đẹp có điều không biết rồi, tôi đã tới Hoa Hạ khá lâu, chưa bao giờ biết cái gì là luật giao thông, tôi chỉ có quy tắc của riêng mình. Tắc nghẽn quá, tôi muốn đi nhanh hơn một tí không được sao? Tôi làm kinh doanh, mỗi phút đáng giá hàng tỷ, thời gian bị kéo dài, các cô ai chịu trách nhiệm được? Và lại nói cái luật giao thông này làm gì, là quy định cho người nghèo, Ferrari 40 triệu của tôi cần à? Nghe được một loạt ngụy biện của Phác Hải Trần, Lý Tử Nhiễm hận không thể tát cho anh ta một cái. Tôi nói cho anh biết, thứ nhất, tôi không cần biết anh đến từ đâu, chỉ cần anh tới Hoa Hạ, thì anh phải tuân thủ luật giao thông ở chỗ này. Thứ hai, ở Hoa Hạ ai ai cũng bình đẳng, thiên tử phạm pháp xử như thứ dân. Anh vi phạm luật giao thông thì chính là vi phạm, sẽ không để ý đến việc anh có cái xe máy chục triệu. Lý Tử Nhiễm nhìn chằm chằm anh ta, giảng đạo lý với anh ta. Sự cứng cỏi của Lý Tử Nhiễm lại khiến cho Phác Hải Trần sửng sốt. Trái lại, anh ta càng có hứng thú. Xinh đẹp còn cứng rắn, hiếm gặp. Phác Hải Trần cười lạnh nói, tôi không quan tâm, từ trước tới nay tôi làm việc đều theo quy tắc của mình. Bây giờ cô đâm hỏng xe của tôi, cô phải bồi thường. Thế này nhé, bỏ đi số lẻ, 40 triệu. Lý Tử Nhiễm sắp điên rồi. Rõ ràng là anh ta đi ngược chiều nên gây ra tai nạn xe. Kết quả ngược lại là bắt mình bồi thường, còn bồi thường 40 triệu. Anh điên à, tôi sẽ gọi cảnh sát giao thông tới giải quyết. Lý Tử Nhiễm định gọi điện thoại. Nhưng mấy chục người áo đen bao vây, một tên trong đó còn nhanh tay nhanh mắt cướp điện thoại của cô đi. Anh trả điện thoại cho tôi. Lý Tử Nhiễm phẫn nộ quát lên. Người xung quanh đều biết chuyện, nhưng mấy chục đại hán áo đen ở phía trước, mọi người đều không dám tiến lên. Phác Hải Trần cầm lấy điện thoại của Lý Tử Nhiễm nhìn nhìn rồi cười nói, cô muốn điện thoại thì đền tiền trước đi đất. Bắt tôi bồi thường 40 triệu. Không đời nào. Lý Tử Nhiễm chết cũng sẽ không đền tiền. Phác Hải Trần bước lên hai bước, cười nói, người đẹp không đền tiền cũng được thôi. Ngủ với tôi một tuần, 40 triệu này xí xóa. Một đêm 7 triệu, cái giá này không thiệt chứ. Cô làm gì mà kiếm được 7 triệu một đêm nhỉ? Hắc 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 hắc. Đám người Phác Trường Húc đã cười ra tiếng. Một lần này là lần mà Phác Hải Trần kiểu cách nhất. Nếu là anh ta của ngày xưa, nếu nhìn chúng cô gái nào thì sẽ không nói nhiều, trực tiếp mang đi luôn. Nói chuyện với Lý Tử Nhiễm lâu như vậy, đủ để thấy anh ta coi trọng cô.
tất nhiên là vì Lý Tử Nhiễm xinh đẹp. Hoặc là đền tiền, hoặc là bồi tôi. Chọn một cái đi, một phút đồng hồ. Phác Hải Trần cười nói. Lý Tử Nhiễm xót ruột. Bây giờ điện thoại đã bị đoạt mất, một thân một mình. Nhìn điệu bộ của đám người này, hình như là sẽ làm thật. Có chuyện gì vậy? Đúng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Diệp Quân Lâm. Là Diệp Quân Lâm. Sau khi Lý Tử Nhiễm nghe thấy giọng nói này thì lập tức chạy qua, nhào vào lòng Diệp Quân Lâm. Ông xã, bọn họ bắt nạt Imo. Lý Tử Nhiễm sắp khóc đến nơi rồi. Chưa bao giờ tủi thân như này. Cô đã gặp nhiều người không nói đạo lý. Nhưng người không nói đạo lý như thế này thì cô mới gặp lần đầu. Diệp Quân Lâm đã sắp xếp người bảo vệ Lý Tử Nhiễm. Ngay khi gặp nguy hiểm, Diệp Quân Lâm nhận được tin, anh lập tức bảo Phương Tử Tình quay xe. Cậu là người đi ngược chiều, sao nào? Cậu còn ngược lại đòi chúng tôi bồi thường. Phương Tử Tình tính tình nóng nảy. Đúng vậy, đi ngược chiều đấy, tôi đã nhìn thấy rõ. Chiếc Ferrari này không tuân thủ luật giao thông, tai nạn lần này, trách nhiệm là ở anh tai. Quần chúng xung quanh cuối cùng đã tìm được cơ hội nói chuyện, nhao nhao chỉ trích Phác Hải Trần. Sao thế, ngại đường hẹp không khoe được chiếc xe của anh, đi ngược chiều lái vào làn xe khác để khoe khoang à? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Phác Hải Trần lạnh giọng nói, tôi mặc kệ, tôi là người Hàn Quốc, tôi không tuân thủ luật giao thông của các người đây. Huống hồ tôi làm việc theo quy tắc của tôi, bây giờ là cô ta đâm vào xe tôi, hoặc là đền 40 triệu. Hoặc là theo tôi một tuần. Phác Hải Trấn lại tiếp tục khoe sự ngang ngược của mình ra. Ở tỉnh thành, đó là trắng trợn. Ai sẽ quản? Chỉ cần không làm ra chuyện quá lớn, thì đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Tới Tô Hàng, Phác Hải Trần vẫn làm theo ý mình. Gì thế, người Hàn Quốc thì kinh lắm à? Người nước ngoài thì có thêm một cái đầu à? Ở Hoa Hạ chúng tôi, thì phải theo luật của chúng tôi, nếu không thì cút đi đi. Đúng, giờ cho gì vậy, thì mình có tiền có thế thì muốn làm gì thì làm à. Mấy câu của Phác Hải Trấn đã khiến cho nhiều người phẫn nộ, mọi người ào ào lên án. Một đám dân đen kêu cái gì mà kêu, các người biết thân phận của tôi là gì không? Ba tôi là tổng phụ trách của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ. Nếu mà muốn xử lý tôi thì sớm đã có người tới rồi, vì sao bây giờ còn chưa có ai? Phác Hải Trấn đắc ý. Lúc này mọi người mới phản ứng lại. Đúng thế, chuyện lớn thế này mà không ai tới xử lý. Các giải thích duy nhất chính là không ai dám động vào Phác Hải Trần. Diệp Quân Lâm cũng không ngờ, anh sẽ gặp phải cậu chủ của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ. Phác Hải Trần tiếp tục cười nói, giờ thì sao, muốn giải quyết chuyện này, đền tiền hay bồi tôi? Bằng không, một người cũng đừng hòng chạy. Ca ca ca, mấy chục người áo đen bao vây mấy người Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tình cảm thấy hơi khiếp đảm. Bọn họ cũng không ngờ đối phương sẽ là cậu chủ của tập đoàn Tam Hưng. Diệp Quân Lâm cười cười, sẽ không đi đâu. Chuyện này nhất định phải giải quyết trong hôm nay. Diệp Quân Lâm lấy điện thoại ra, lão phó à, qua đây giải quyết chuyện. Tôi mặc kệ anh ta có bối cảnh hay quan hệ gì. Anh không xử lý được, thì tôi đích thân xử lý. Câu nói này đã dọa phó học kiệm ở đầu dây bên kia rồi. Chưa đến một lúc, còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Một chiếc xe cảnh sát chạy như bay tới. Phó học kiểm tự mình dẫn đội trưởng và phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông cũng tới. Bọn họ đã xem qua camera giám sát và biết đại khái tình hình. Chuyên môn hỏi quần chúng xung quanh về sự việc vừa rồi. Đám người Phác Hải Trấn đã bớt ngông nghênh, nhưng dáng vẻ thì vẫn cao cao tại thượng như cũ, không coi máy. Người phó học kiểm ra gì? Theo cách nói của anh ta thì là tương lai tập đoàn Tam Hưng tôi sẽ mang tới rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của Tô Hàng, ai dám động vào tôi. Rất nhanh, bên phía phó học kiểm đã có kết quả. Giờ quyết định Phác Hải Trấn đi ngược chiều, chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ tai giao thông. Đồng thời thu hồi giấy phép lái xe, trong vòng 5 năm không được thi bằng lái xe ở Hoa Hạ. Ngoài ra tạm giam 15 ngày. Mặt khác bồi thường cho cô Lý Tử Nhiễm. Phó học kiểm đọc kết quả. Còn cố ý nhìn lướt qua Diệp Quân Lâm một cái. Lý Tử Nhiễm gật đầu nói, không cần bồi thường đâu Phó Cục trưởng, tôi có bảo hiểm, tìm công ty bảo hiểm là được. Cảm ơn các anh đã chủ trì công đạo cho tôi. Được,
Quần chúng xung quanh cũng vỗ tay khen ngợi. Phó học kiểm cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vì dân phục vụ, thì ra cảm giác thành tựu lại vui như này. Cái gì? Phác Hải Trần sững sờ. Ở tỉnh thành anh ta từng làm chuyện quá đáng hơn như này nhiều, bằng lái cũng chưa từng bị thu. Tới Tô Hàng lại bị thu hồi bằng lái ư. Còn muốn tạm giam. Các anh có biết tôi là ai không? Mau hủy bỏ xử lý cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí, Phác Hải Trần phẫn nộ gào lên. Phó học kiệm lạnh lùng nhìn anh ta một cái, người đâu, dẫn đi. Những người cản trở cũng dẫn đi. Phó học kiệm hạ lệnh, Phác Hải Trần trực tiếp bị đưa đi. Đám người Phác Trường Húc muốn ngăn nhưng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trước khi lên xe, Phác Hải Trần nhìn ba người Diệp Quân Lâm rồi uy hiếp, yên tâm, tôi sẽ ra nhanh thôi, đến lúc đó mấy người chờ đấy cho tôi. Trước khi đi, Diệp Quân Lâm nói với Phó học kiệm, tới bảo lãnh thì được. Nhưng phải nộp tiền, ít nhất cũng phải 5 triệu tệ. Số tiền này dùng vào việc xây dựng phát triển Tô Hàng. Vâng, tôi hiểu rồi. Phó học kiệm gật đầu. Ánh mắt nhìn theo Diệp Quân Lâm tràn đầy sùng bái. Lúc này mà anh vẫn nghĩ đến việc xây dựng và phát triển Tô Hàng. Bá xã, em đưa anh đi làm trước đi. Sau đó lại chuẩn bị một chiếc xe cho Y Mồ. Phương Tử Tình và Lý Tử Nhiễm đều rất ngạc nhiên nhìn Diệp Quân Lâm. Một cuộc điện thoại là giải quyết xong vấn đề. Hai người liếc nhau. Trong suy nghĩ của họ, người giải quyết vấn đề là ông chủ của tập đoàn Vân Đình. Chứ không phải Diệp Quân Lâm. Trong tòa nhà làm việc của tập đoàn Tam Hưng khu vực Tô Hàng. Cái gì, cậu chủ Phác Hải Trần bị bắt đi rồi. Vẻ mặt Dư Huy là không thể tin nổi. Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu mà dám bắt cậu chủ Phác Hải Trấn đi? Chẳng lẽ không biết thân phận của cậu ấy? Dư Huy tức giận. Đích thân phó học kiểm bắt. Sắc mặt Dư Huy đại biến, hả? Ông ấy lại đích thân ra tay. À, mau đi cùng tôi, bảo lãnh người ra. Sau khi Dư Huy tới nơi, tiền bảo lãnh là 5 triệu. Dư Huy sửng sốt. Dư tiên sinh hiểu cho, dù sao chuyện này ầm ĩ rất lớn, đồn đại rất không tốt. Dư Huy trả tiền không chút do dự. Cho dù là 10 triệu hay 1 tỷ thì cũng phải thanh toán. Phác Hải Trấn được bảo lãnh ra. Nhưng bằng lái đã bị thu hồi và tiêu hủy, xe cũng không được lái. Điều tra giúp tôi mấy người, tôi sẽ không tha cho bọn họ. Phác Hải Trần lạnh giọng nói. Việc này, cậu chủ yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay. Dư Huy nói. Đưa chìa khóa xe cho tôi. Phác Hải Trấn chìa tay ra đòi. Không được đâu cậu chủ, cậu đã bị thu bằng lái, trong vòng 5 năm không được phép lái xe trong Hoa Hải. Phác Hải Trấn giật lấy chìa khóa, cười lạnh nói, tôi lái xe không có bằng lái thì sao? Ai dám động vào tôi? Lần này bị bắt coi như tôi xui xẻo, nhưng phóng mắt cả cái Tô Hàng này, kẻ nào còn dám động vào tôi lần hai? Hiển nhiên là Phác Hải Trấn rất tức giận. Tới Hoa Hạ đã mấy năm, anh ta chưa bao giờ phải chịu khuất nhục như này. Rừ mồ. Chiếc xe gầm lên một tiếng rồi phóng đi. Dư Huy bắt lực thở dài. Anh ta cũng không biết đây là tốt hay xấu. Lúc này, ông chỉ Phác Thiên Tín gọi điện thoại tới, phẫn nộ nói, sao vậy? Anh là phế vật à? Ở Tô Hàng không trông non được việc gì à? Không phải, ông chủ nghe tôi giải thích. Phác Thiên Tín không hề cho anh ta cơ hội, tôi không muốn nghe bất cứ câu giải thích nào. Anh đã làm sai hai lần rồi, còn có lần nữa thì anh biết hậu quả rồi đấy. Dư Huy kinh hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì anh ta biết Phác Thiên Tín là một người độc ác. Viên Sơn Hà có đáng sợ cũng còn coi trọng đạo nghĩa giang hồ. Nhưng những người Hàn Quốc như Phác Thiên Tín này, không hề nói lý lẽ, lòng dạ độc ác, thủ đoạn cực đoan. Ai cũng sợ. Dư Huy lập tức gọi điện thoại, triệu tập tất cả lực lượng mà chúng ta có thể triệu tập ở Tô Hàng, bảo vệ tốt cho cậu chủ Phác Hải Trấn. Cậu ấy không được có bất cứ bất trắc nào. Trong một lúc, các khu vực ở Tô Hàng đều có người lên đường. Nếu Phác Hải Trấn mà có chuyện gì thì trong vòng 10 phút có thể triệu tập được cả ngàn người bảo vệ cho anh ta. Sau khu đưa Lý Tử Nhiễm về tập đoàn Đông Thiên. Chuyện xe của vợ anh đừng lo, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường. Lý Tử Nhiễm nói. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không được, người nào đâm vào xe của em, người đó phải đền. Sắc mặt Lý Tử Nhiễm cứ thay đổi, à, không cần đâu. Đã xử phạt anh ta rồi. Chủ yếu là cô sợ Diệp Quân Lâm gây chuyện. Diệp Quân Lâm cười cười,
anh chưa từng nói bỏ qua cho anh ta. Em yên tâm đi, tối nay trước khi tan làm, chắc chắn chiếc xe mới sẽ ở trước mặt Imo. Đúng vậy. Một ít xử phạt đó Phó Học Kiệm xử phạt. Anh sẽ không bỏ qua cho Phác Hải Trấn nhẹ nhàng thế đâu. Sau khi quay về tập đoàn Vân Đình, Diệp Quân Lâm bảo Chu Tước đi điều tra xem Phác Hải Trần đang ở đâu. Tướng quân, Phác Hải Trần đang ở Sơn Trang Kim Hải. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi xuống lầu, Diệp Quân Lâm tìm được Vũ Sâm. Ông Vũ đưa tôi đến một nơi đi. Không thành vấn đề, anh Diệp. Vũ Sâm là người từng trải, nhìn ra Diệp Quân Lâm muốn đi làm việc, mỉm cười hỏi, anh Diệp, có cần tôi dẫn thêm má ấy người nữa theo không? Diệp Quân Lâm lắc đầu, không cần, hai chúng ta là đủ rồi. Sơn Trang Kim Hải. Giờ phút này, Phác Hải Trấn đang ở trong phòng tập thể thao. Trên lôi đài, anh ta mặc áo ba lỗ, lộ ra dáng người khỏe khoắn. Có 6 người xung quanh anh ta, khắp người là máu. Đứng dậy đi, một đám phế vật. Phác Hải Trấn gầm lên, đồng thời ra tay ầm ầm. Phác Hải Trấn là một cao thủ taekwondo. Đúng là rất mạnh. Chẳng mấy chốc 6 cao thủ đã bị đánh ngã xuống đất, rên rỉ đau đớn. Nhưng Phác Hải Trấn không dừng, bẻ gãy tay và chân của 6 người. A! 6 người kêu lên thảm thiết, tiếng kêu như tiếng giết heo, quanh quần bên trong phòng tập thể thao. Các tùy tùng của Phác Hải Trấn nghe thấy mà run rẩy. Phác Hải Trấn hung ác ngang ngược, là một tên biến thái chính cống. Không một ai bồi anh ta luyện quyền mà có kết cục tốt cả. Thưa cậu chủ đã tra ra rồi. Phác Trường Húc kích động chạy vào. Phác Hải Trấn lau vết máu trên tay, lạnh lùng nói. Đâm xe với cậu là bà chủ của tập đoàn Đông Thiên, Lý Tử Nhiễm, người đàn ông đến sau là chồng của cô ta tên là Diệp Quân Lâm, một người phụ nữ khác là phó tổng của tập đoàn Vân Đình tên là Phương Tử Tình. Phác Trường Húc nói. Đôi mắt Phác Hải Trấn sáng ngời, ha ha, thật không ngờ. Oan gia ngõ hẹp, mấy người mà chúng ta muốn đối phó đều đã gặp gỡ như vậy. Phác Trường Húc mỉm cười hỏi. Cậu chủ ơi, chúng ta nên làm thế nào? Thế tôi có thể tha cho bọn họ không? Phác Hải Trần nở một nụ cười dâm loạn. Phanh! Đúng lúc này, cửa của phòng tập thể thao bị người đạp một phát tung ra. Phác Hải Trần ở đâu? Một tiếng nói vang lên. Trong phòng tập thể thao, mấy chục người đều nhìn lại. Chỉ nhìn thấy hai người Diệp Quân Lâm và Vũ Sâm đi tới đây. Cậu chủ, mau nhìn, kia chẳng phải là Diệp Quân Lâm sao? Phác Trường Húc kinh ngạc hô lên. Sau khi Phác Hải Trấn nhìn thấy rõ thì cười lạnh, nói, mau mau đóng cửa lại. Không được để bọn họ chạy. Cánh cửa phòng tập thể thao lập tức bị đóng lại, mấy chục người bao vây hai người Diệp Quân Lâm lại. Phác Hải Trấn chợt quát một tiếng, anh thật to gan, tôi còn chưa đi tìm anh mà anh đã tự dâng tới rồi hả? Diệp Quân Lâm châm một điếu thuốc, hoàn toàn coi nhẹ mấy chục người xung quanh. Thằng kia tôi nói cho anh biết. Hôm nay nếu mà anh muốn tôi tha cho anh, thì chỉ có một cách. Anh đưa bã xã của anh lên giường tôi. Ha ha ha. Phác Hải Trấn cười to nói. Ha ha ha. Những người khác cũng cười vang cả căn phòng. Diệp Quân Lâm không nói năng gì, cứ thế nhìn anh ta. Ánh mắt đáng sợ đó, Phác Hải Trấn nhìn thấy mà trong lòng phát run. Anh tới đây làm gì? Phác Hải Trấn vô thức hỏi. Rất đơn giản. Cậu đâm vào xe của bà xã tôi thì phải đền. Giọng nói của Diệp Quân Lâm bình thản, lại mang theo một cỗ bá đạo. Ha ha ha. Nhưng sau khi đám người Phác Hải Trấn nghe xong thì cười lên ha ha. Bọn họ đều nhìn Diệp Quân Lâm như nhìn thằng ngốc vậy. Đần độn à. Lại dám đòi Phác Hải Trấn bồi thường. Chắc chắn là hỏng não rồi. Muốn tôi bồi thường. Phác Hải Trấn hỏi. Ừ, đúng thế. Chiếc xe không dưới 2 triệu, bồi thường. Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói. Phác Hải Trần cười nói cho anh biết, từ trước tới nay tôi chưa từng bồi thường cho người khác. Muốn bồi thường, nằm mơ đi. Diệp Quân Lâm hút một hơi thuốc lá, thản nhiên nói, thế vậy tôi cứ bắt cậu bồi thường thì sao? Ha 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 ha. Diệp Quân Lâm vừa nói ra câu này, tất cả mọi người liền cười phá lên. Nhất là Phác Hải Trần, anh ta cười ngặt nghẽo. Còn đau cả bụng. Ban ngày ở trước mặt Phó Học Kiệm thì bỏ qua. Nhưng giờ đã ở địa bàn của anh ta, còn đòi anh ta bồi thường. Muốn chết. Ha ha ha, ai ya tôi cười đau bụng quá.
Phác Hải Trần cười nhạo Diệp Quân Lâm một trận. Phốc suy. Bất thình lình, Diệp Quân Lâm nhét tàn thuốc nóng hồi vào trong miệng Phác Hải Trần. Ai ya! Nhất thời, Phác Hải Trần hét lên một tiếng thảm thiết xé lòng. Tất cả mọi người đều ngây ngắn cả người. Tốc độ của Diệp Quân Lâm nhanh như vậy. Ngay cả cao thủ Tích Quân Đô Phác Hải Trần cũng không phản ứng kịp ư. Toàn trường lặng như tờ. Ai cũng không ngờ Diệp Quân Lâm sẽ ra tay bắt ngò. Vũ Sâm cũng kinh ngạc. Buồn cười lắm à? Diệp Quân Lâm nhíu mày hỏi. Phác Hải Trần phản ứng lại thì gương mặt thống khổ, đỏ mặt gào lên, phế bọn họ cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy người họ còn đứng. Nà rưỡi mấy chục người định xông lên. Đều con mẹ mé chán sống rồi à? Tôi xem con mẹ nó ai dám. Vũ Sâm rút hai cái côn bên người ra, bá đạo nhìn lại bọn họ. Vũ Sâm là lính trinh sát giải ngũ, từng nghiêm túc trải qua chiến trường. Đối mặt với những người này, cậu không sợ tí nào. Đây cũng là lý do Diệp Quân Lâm để cậu ta làm đội trưởng đội bảo vệ. Lão Vũ có hối hận không? Diệp Quân Lâm hỏi. Hối hận cái dám, anh Diệp coi tôi như anh em, tôi cũng coi anh Diệp như anh y mồ. Vũ Sâm quát. Được. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Các cậu còn ngắn ra đó làm gì? Phế bọn họ đi cho tôi. Phác Hải Trần hỗn hển giống lên. Giết. Mấy chục người đồng loạt xông về phía Diệp Quân Lâm và Vũ Sâm. Phanh. Phanh. Vũ Sâm không hổ là lão lính trinh sát, vung hai cái côn, không ai có thể đến gần được, ngược lại còn ngã xuống khá nhiều. Bên Diệp Quân Lâm càng kinh khủng hơn. Phanh. Thế ai đến gần thì đều bị một quyền đánh bay ra ngoài hơn chục mét. Ai ôi. Một lát sau, người nằm đầy đất, liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm. Phác Hải Trần và Phác Trường Húc ngu người. Nhìn hai người Diệp Quân Lâm với vẻ không thể tin nổi. Đánh nhau giỏi quá. Cho dù Phác Hải Trần là một cao thủ Taekwondo, nhưng so sánh với Vũ Sâm thì còn kém xa. Càng đừng so sánh với Diệp Quân Lâm. Phanh. Vũ Sâm cầm một cái côn quật ngã Phác Trường Húc xuống đất. Phác Hải Trần còn chưa kịp phản kháng đã bị Vũ Sâm đá cho một cước ngã lăn xuống đất. Cuối cùng Phác Hải Trần bị giải đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Giờ thì sao, có bồi thường không? Diệp Quân Lâm vỗ vỗ vào mặt anh ta. Mặc dù Phác Hải Trần kiêu căng ngang ngược, nhưng vẫn biết đạo lý ẩn nhẫn. Anh ta vội vàng gật đầu, bồi thường, tôi bồi thường. Tốt, đưa chúng tôi đi chọn xe. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm đã chọn một chiếc McLaren 7205 trị giá 4 triệu. Nhục nhã. Nỗi nhục lớn nhất. Phác Hải Trần đỏ mặt bừng bừng, trơ mắt nhìn, lại bó tay. Anh ta tới Hoa Hạ đã bao nhiêu năm, làm gì đã phải chịu nỗi nhục như thế này. Có người đánh anh ta không nói, còn cưỡng chế bắt anh ta bồi thường. Trước khi đi, Diệp Quân Lâm lạnh giọng nói, bây giờ anh đã bị thu bằng lái. Nhưng ngàn vạn lần đừng để tôi nhìn thấy anh lái xe trên đường. Nếu không thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh! Phác Hải Trần rất muốn phản bác lại một câu, ông đây lái xe không bằng đấy thì sao? Nhưng anh ta biết nói câu này ra, chắc chắn sẽ đổi lại một trận đánh. Tôi biết rồi. Phác Hải Trần cắn răng, đồng ý. Sau khi Lý Tử Nhiễm tan làm, nhìn thấy chiếc McLaren mới tinh trước mặt, cô trợn tròn mắt. Cái này ở đâu ra vậy? Lý Tử Nhiễm kinh ngạc. Đồ bồi thường đấy. Diệp Quân Lâm nói. Hả, đồ bồi thường, làm sao anh ta sẽ bồi thường cơ chứ? Bọn anh luôn thích lấy đứa thu phục người, giảng giải đạo lý với anh ta thì chắc chắn là anh ta muốn bồi thường. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm hoài nghi nhìn anh, cô cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Sau khi hai người Diệp Quân Lâm rời đi. Phác Hải Trần nổi trận tam bành. Phê vật, toàn một đám phê vật, tôi tốn tiền chịu nuôi các người có tác dụng gì chứ? Ngay cả một bảo vệ cũng đánh không lại. Đối với thủ hạ Phác Hải Trần xuống tay độc ác, chiêu chiêu ra máu. Những bảo vệ giá cao này im lặng chịu trừng phạt. Dù sao thì mấy chục người bọn họ còn đánh không lại cả một bảo vệ. Sư Huy vội vàng chạy đến. Anh ta toát mồ hôi lạnh trên trán. Phác Thiên Tín vừa mới nói với anh ta là không có lần thứ ba, nhưng không ngờ Phác Hải Trần lại xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt. Bị đánh không nói, còn bị cưỡng chế lái đi một cái xe. Phù phù. Dư Huy quỳ luôn xuống đất. Cậu chủ là tôi làm việc không tốt, tất cả là lỗi của tôi.
cậu trừng phạt tôi đi. Bù Pi. Phác Hải Trần đá anh ta một cái bay ra ngoài. Tất cả các người đều là phế vật. Phác Hải Trần tức đến nỗi quát to. Cậu chủ, xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi bảo đảm tôi sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện này. Dư Huy toát mồ hôi lạnh, cầu xin. Khi tôi bị đánh, anh ở đâu? Không phải anh nói là Tô Hàng đã nắm trong tay anh rồi sao? Phác Hải Trần hỏi. Răng rắc. À, anh ta cứng rắn bẻ gãy một cánh tay của Dư Huy. Dư Huy đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất. Cậu chủ cậu nói nên làm thế nào? Tôi nghe theo. Cậu hết. Dư Huy nói. Phác Hải Trần lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số, ba tôi đã cho người đánh rồi. Tôi hy vọng ngài có thể phái anh em Lý Đại Trung, Lý Đại Dũng sang đây. Xin ngài đấy. Được, không thành vấn đề. Nghe thấy vậy, gương mặt Phác Hải Trần lộ ra một nụ cười điên cuồng biến thái. Chỉ cần bọn họ tới đây, tôi không phải sợ ai ở Tô Hàng hết. Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng là hai vệ sĩ riêng bên cạnh ba anh ta. Liên thủ lại thì không kém gì Bão Tố. Hai người này rất là có lai lịch. Hai anh em là đại sư Taekwondo hàng đầu Hàn Quốc. Kiêm hai học trò lớn của Lee Chae-sik, huấn luyện viên của mấy trăm nghìn binh lính Hàn Quốc. Lee Chae-sik là nhân vật cấp quốc hồn ở Hàn Quốc. Ông ấy đã tập luyện Taekwondo đến mức xuất thần nhập hóa, là người số một đương thời. Đặc biệt là ông ấy còn từng huấn luyện đặc biệt cho nhiều đơn vị bộ đội đặc chủng của Hàn Quốc, trên chiến trường năng lực đánh nhau vô cùng mạnh. Nghe nói hai gã học trò cưng của ông ấy đã đạt được 5 phần chân truyền của ông ấy. Hai gã cũng từng là một thành viên của bộ đội đặc chủng, từng lên chiến trường, giết hơn 100 người. Mấy năm nay đi cùng Phác Thiên Tín đánh đâu thắng đó ở Hoa Hạ, mở rộng bờ cõi. Phác Hải Trấn đã bị dồn cho nóng nảy, vội vàng gọi hai người này tới. Phác Hải Trấn cười lạnh nói, có người từng nói tư thái của tôi không nổi bật bắt tài, tôi không tin cái thứ tả môn đầy. Dư Huy biết, tất cả chỉ có thể làm theo ý của Phác Hải Trấn. Anh đã chọn đủ 200 vệ sĩ lão luyện bảo vệ Phác Hải Trấn. Buổi tối, Thanh Long gửi tin nhắn đến. Tướng quân, bên phía tỉnh thành có tin tức, chuyện tập đoàn Tam Hưng lén lút lấy đi gần 100 tỷ của Viên Sơn Hà, bọn họ không làm gì được, trừ phi là trực tiếp trở mặt. Bọn họ bày tỏ là rất khó xử, dù sao thì tập đoàn Tam Hưng có rất nhiều dự án hợp tác với tỉnh thành. Diệp Quân Lâm cười lạnh, bọn họ sợ trở mặt thì khó xử, vậy thì tự tôi sẽ làm. Không kẻ nào được động vào xó tiền này, Diệp Quân Lâm tôi nói đấy. Nếu như tập đoàn Tam Hưng cứ ổn định ở tỉnh thành thì còn tạm tạm, nhưng giờ đây cái tay của họ đã vươn đến Tô Hàng rồi. Diệp Quân Lâm càng có cớ để động vào tập đoàn Tam Hưng. Lúc này, Phác Hải Trấn rất hưng phán. Bởi vì hai người Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng đã đến rồi. Hai người có khí thế như long như hổ, đứng ở chỗ đó làm cho thể xác và tinh thần của người khác cực kỳ áp lực. Tràn ngập sát khí. Dư Huy cảm giác được da đầu đang run lên, lòng bàn chân có một dòng khí lạnh xông thẳng lên tập đầu. Tôi xem lần này còn ai dám động vào tôi ở Tô Hàng. Phác Hải Trần kiêu ngạo ngang ngược. Hôm sau, Phác Hải Trần tiếp tục làm theo ý mình, anh ta lái một chiếc xe thể thao phóng như bay trên đường. Đằng sau có một chiếc xe hơi màu đen theo sát, ngồi trong xe là hai anh em Lý Đại Trung. Xung quanh còn có 200 gã lành vệ sĩ lão luyện mà Dư Huy sắp xếp. Phác Hải Trấn lái xe hoàn hoàn coi thường luật giao thông, chỗ nào cũng phóng thẳng về phía trước. Những thứ như đi ngược chiều đều là chuyện nhỏ. Nhìn thấy vạch kẻ đường cho người đi bộ, anh ta vẫn tăng tốc phóng về phía trước, dọa cho những người đi người xung quanh né tránh. Một tuyến đường chính vì một mình Phác Hải Trấn mà xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, thậm chí rất nhiều nút giao xảy ra tai nạn giao thông. Rất nhanh. Theo camera giám sát của ngành giao thông đã tra ra dị thường trên tuyến đường chính này. Hơn nữa tập trung vào chiếc xe của Phác Hải Trần. Ngọn nguồn của mọi việc đều do anh ta gây ra. Anh ta không phải là bị thu bằng, trong vòng 5 năm không được thi lại sao? Sao lại lái xe đi trên đường thế này? Mọi người vô cùng hoảng sợ. Bọn họ nhanh chóng đi báo cáo. Trên tuyến đường chính, sau khi Phác Hải Trần làm xong tất cả những cái này, anh ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tôi cứ lái xe không bằng đáy. Thì sao, có giỏi thì tới bắt tôi đi hai. Phác Hải Trấn kiêu ngạo hô lên. Hướng vào màn hình camera giám sát, anh ta giơ ngón giữa lên. Anh ta bày ra vẻ kiêu ngạo ngang ngược vô cùng nhuần nhuyễn.
Diệp Quân Lâm, tôi đã lái xe không bằng rồi đấy, anh có thể làm gì được tôi? Biên bản phạm luật của Phác Hải Trần rất nhanh đã được gửi tới trước mặt Phó Học Kiệm. Đầu tiên, Phó Học Kiệm chưa xử lý luôn mà ông ta nói chuyện này cho Diệp Quân Lâm. Tướng quân xem xử lý thế nào? Phó Học Kiệm đứng trước mặt Diệp Quân Lâm, run lẫy bẩy. Ông ta có thể cảm nhận được là Diệp Quân Lâm đã tức giận. Phác Hải Trần làm như thế là coi thường tướng quân Côn Luân, còn coi thường luật pháp của Hoa Hạ. Tôi đích thân giải quyết. Diệp Quân Lâm nói ra năm chữ. Tôi hiểu rồi. Đối với hành động của Phác Hải Trấn, ông ta cũng rất tức giận. Nhưng thân phận của anh ta đặc biệt, ông toàn phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Cuối cùng đã có người quản được rồi. Tôi đích thân đi xem L. Diệp Quân Lâm vui vẻ. Đầu năm nay vẫn còn tên đệ tử quần là áo lượt kiêu ngạo như này à? Ông Vũ đưa tôi tới một nơi. Diệp Quân Lâm lại đi cùng Vũ Sâm. Giờ phút này Phác Hải Trần đã đi tới quốc lộ Tân Hải, anh ta cứ đi ngược chiều, hoành hành ngang ngược. Số điện thoại đường dây nóng của Bộ Giao thông đã bị gọi cho cháy máy rồi. Chính là vì Phác Hải Trần. Dư Huy âm thầm quan sát mọi việc thì rất lo lắng. Phác Hải Trần làm như vậy không khác nào khiêu khích tới rất nhiều người. Hành động này quả thực là quá ngu ngốc. Lấy việc lái xe không bằng để khiêu khích phía Tô Hàng. Chợt nhìn, Phác Hải Trần là một thằng hố hãm hại ba, hồ tập đoàn Tam Hưng vào đường chết. Nhưng anh ta hiểu, đây là ý của Phác Thiên Tín. Là Phác Thiên Tín cho phép Phác Hải Trần làm như vậy. Mục đích rất đơn giản, tạo áp lực cho Tô Hàng. Để cho đám người Chu Ngọc Hằng biết thái độ của tập đoàn Tam Hưng e phải đóng ở Tô Hàng, chiếm giữ thị trường. Lúc này, Phác Hải Trần bất ngờ dừng xe. Hai, đã khiêu khích hơn nửa ngày rồi, thế mà không có một người dám tới tìm tôi. Phác Hải Trần cảm thấy rất nhàm chán. Kít, nhưng giây tiếp theo, một chiếc Audi bất ngờ dừng ở trước mặt Phác Hải Trần. Từ trên xe có hai người đi xuống. Nhìn thấy họ. Sắc mặt Phác Hải Trần thay đổi gấp, phẫn nộ bốc lên. Kia chính là kẻ thù mà anh ta phải liên tục chịu nhục ở Tô Hàng. Diệp Quân Lâm và Vũ Sâm xuống xe, đi thẳng tới chỗ Phác Hải Trần. Phác Hải Trần còn chưa phản ứng kịp đã bị Diệp Quân Lâm một phát bắt được. Có phải tôi đã nhắc nhở anh đừng có lái xe không bằng, đúng không? Diệp Quân Lâm nói giọng lạnh lẽo, ánh mắt khủng bố đáng sợ. Tôi. Vậy mà Phác Hải Trần lại cảm thấy hoảng sợ, nói chuyện cũng không lưu loát. Rầm. Lúc này, chiếc xe phía sau có hai người xông tới. Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng. Hai học trò tâm đắc nhất của Đại sư Lee Chae-sik, Đại sư Taekwondo số 1 Hàn Quốc. Hai người này vừa xuất hiện, hơi thở giữa trận đã thay đổi. Vũ Sâm cảm giác được một tia ngưng trọng, cậu cảnh giác nhìn hai người kia. Thật đáng sợ. Bị hai người nhìn một cái. Giống như là bị rắn độc theo dõi vậy. Yết hầu Vũ Sâm khẽ trượt, nuốt một ngụm nước miếng. Cùng lúc đó, 200 gã vệ sĩ lão luyện mà Dư Huy sắp xếp xung quanh cũng vào vị trí, bao vây Diệp Quân Lâm và Vũ Sâm. Vào giờ phút này, Vũ Sâm đã cảm nhận được áp lực. Đầm rồng hang hỏ. Nhưng cậu không sợ, ngôn tình hay. Diệp Quân Lâm không hề để ý đến những người vây xung quanh, anh nhìn thẳng vào Phác Hải Trấn rồi hỏi. Tôi có từng nhắc nhở anh không? Láo tuê ti. Thả cậu chủ ra. Lý Đại Trung trầm giọng cảnh cáo. Diệp Quân Lâm không thèm quan tâm, anh vỗ vỗ lên mặt Phác Hải Trần rồi hỏi, tôi có từng nhắc nhở anh là đừng lái xe không bằng không? Không nói đúng không, muốn tôi tát cậu hả? Lý Đại Trung vội vàng hô lên, có gan anh thử động vào cậu ấy xem. Diệp Quân Lâm nở nụ cười. Bốp! Anh tát một bạt tai lên mặt Phác Hải Trần. Hửm, rồi sao? Diệp Quân Lâm mỉm cười hỏi. Lý Đại Trung tức đến bùng nỏ rồi. Cúa là càn rỡ. Thế mà lại đánh người ngay trước mặt hắn ta. Muốn chết hả? Lý Đại Dũng cũng sốt ruột, hắn ta tức giận quát lên, thằng khốn kia anh vừa gì vậy hả? Nghe thấy vậy, Diệp Quân Lâm cười cười, vừa rồi anh không nhìn thấy à? Được, vậy thì tôi lại làm thêm một lần nữa. Bóp! Diệp Quân Lâm lại tát một cái lên mặt Phác Hải Trấn, âm thanh phát ra vô cùng rõ ràng. Chẳng mấy chốc, gương mặt của Phác Hải Trần đã sưng lên như cái đầu heo. Hít! Hiện trường yên tĩnh không một tiếng động. Miệng từng người há to đến nỗi nhét được vào một quả trứng gà.
Nhất là anh em Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng, bọn họ lại càng trợn tròn mắt. Có người đã đánh cậu chủ ngay trước mặt bọn họ. Đây là đang khiêu khích họ đúng không? Mặt mũi của họ để ở đâu? Ăn nói thế nào với Phác Thiên Tín đây? Không nhịn được nữa. Lý Đại Dũng cũng sốt ruột, hắn ta tức giận quát lên, thằng khốn kia anh vừa gì vậy hả? Nghe thấy vậy, Diệp Quân Lâm cười cười, vừa rồi anh không nhìn thấy à? Được, vậy thì tôi lại làm thêm một lần nữa. Bóp! Diệp Quân Lâm lại tát một cái lên mặt Phác Hải Trấn, âm thanh phát ra vô cùng rõ ràng. Chẳng mấy chốc, gương mặt của Phác Hải Trần đã sưng lên như cái đầu heo. Hít! Hiện trường yên tĩnh không một tiếng động. Miệng từng người há to đến nỗi nhét được vào một quả trứng gà. Nhất là anh em Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng, bọn họ lại càng trợn tròn mắt. Có người đã đánh cậu chủ ngay trước mặt bọn họ. Đây là đang khiêu khích họ đúng không? Mặt mũi của họ để ở đâu? Ăn nói thế nào với Phác Thiên Tín đây? Không nhịn được nữa. Cậu hơi lo lắng cho Diệp Quân Lâm. Cái chân roi này mà quật lên đầu chỉ chắc chắn sẽ chết người. Nhưng bản thân muốn ngăn cũng không kịp nữa. Mắt thấy trong nháy mắt cái chân của Lý Đại Trung lia vào Diệp Quân Lâm, anh đã hành động. Sắc mặt Lý Đại Trung thay đổi gấp. Một cỗ khí tức nguy hiểm đột kích. Oanh! Diệp Quân Lâm lùi một bước để đánh trả, một cước đá ra tốc độ còn nhanh hơn Lý Đại Trung 10 lần. Như thể đại bác ra khỏi nòng. Phanh! Một cước đá vào bụng dưới, Lý Đại Trung lập tức bay ra ngoài. Phù phù! Sau khi người rơi xuống đất, sắc mặt Lý Đại Trung trắng bệch, vẻ mặt đau đớn. Chỉ có bản thân hắn ta biết một cước của Diệp Quân Lâm đã làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn ta bị thương nặng. Mọi người kinh hãi. Nhất là Phác Hải Trấn, anh ta đang không thể tin nổi. Ngay cả cao thủ như Lý Đại Trung cũng không phải đối thủ ư, hai Diệp Quân Lâm này phải mạnh đến mức nào. Chết! Lý Đại Dũng thấy thế, hắn ta lập tức di chuyển. Theo một cách khó tin, xuất hiện ở phía sau Diệp Quân Lâm. Xoẹt xoẹt tô! Cổ tay áo của hắn có một thứ gì đó có ánh sáng bạc chảy xuống tay. Kia rõ ràng là một con dao. Lý Đại Dũng nắm lấy con dao, đâm về phía cổ của Diệp Quân Lâm. Một loạt động tác liền mạch lưu loát, hoàn hảo đến không có tỉ vết. Lý Đại Dũng và Lý Đại Trung không hồ là học trò của Lee Jae-sik. Một người nắm được sự thâm sâu của Taekwondo, một người sử dụng được kỹ năng giết người của quân đội một cách nhuần nhuyễn. Một kích này của Lý Đại Dũng bất kể là tốc độ, sức mạnh, hay góc độ đều nhắm rất chính xác. Đây là kinh nghiệm và sát chiêu mà hắn tổng kết được qua hàng trăm lần chiến đấu trên chiến trường. Một kích tất sát. Chiêu thức của hắn đơn giản trực tiếp, nhanh đến mức làm cho người khác hoa cả mắt. Hai người cách rất gần là Vũ Sâm và Phác Hải Trấn cảm nhận được hàn khí xâm nhập vào người, dựng hết cả tóc gáy, rơi vào hầm băng, cơ thể không thể động đậy. Giờ khắc này, chính là cảm giác của tử vong. Vũ Sâm sợ đến mức nhắm mắt lại, không dám nhìn hình ảnh trước mặt. Lần này anh Diệp đụng vào gốc giả cứng rồi. Không tránh được chiêu này thì nhất định là chết. Phác Hải Trần tuy sợ hãi nhưng hưng phần nhiều hơn. Một kích này đi xuống, Diệp Quân Lâm tuyệt không đường sống. Con dao cách cổ của Diệp Quân Lâm ngày càng gần, Lý Đại Dũng hưng phần lắm rồi. Nếu lần này mà đâm trúng, Diệp Quân Lâm sẽ chết ngay tại chỗ. Nụ cười của Lý Đại Dũng chưa tắt. Bởi vì trước mắt hắn tối sầm, dao găm trong tay như cắm trên tảng đá, căn bản là không thể đâm lên được. Sau khi nhìn rõ, vẻ mặt hắn cực kỳ kinh hãi. Diệp Quân Lâm lại dùng hai ngón tay kẹp lấy con dao găm. Hơn nữa sức mạnh của hai ngón tay nặng ngàn cân. Hắn ta không động đậy được một tí nào. Khi nào thì Tô Hàng có nhân vật cỡ này vậy? So với Đài Phong còn mạnh hơn. Răng rắc. M thanh trong trẻo vang lên, Lý Đại Dũng trợn tròn mắt. Dao găm gãy rồi. Dao găm đã bị hai ngón tay bẻ gãy. Cái này phải biến thái đến bậc nào đây? Con dao găm này trang bị khi hắn ta làm bộ đội đặc chủng, là đồ mà quân đội chế tạo từ vật liệu đặc biệt. Có thể nói không gì là không cắt được, cho dù đạn cũng không làm gãy được. Không ngờ bây giờ đã bị người ta bẻ gãy bằng hai ngón tay. Phanh! Hắn ta không phản ứng kịp, Diệp Quân Lâm một cước đá hắn ta bay ra ngoài. Ai ya! Lý Đại Dũng rơi xuống đất xong thì hét thảm một tiếng. Mấy chục cái xương của hắn ta đã bị gãy hết rồi. Một cước này gần như là đã phế hắn ta. Khiếp sợ!
cực kỳ khiếp sợ. Phác Hải Trần sắp sợ tới mức ngất xỉu rồi. Diệp Quân Lâm là biến thái gì vậy? Hai người Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng cũng không phải là đối thủ. 200 người xung quanh run cầm cập, không một ai dám tiến lên. Ngay cả hai vị này còn thua liếng xiểng, bọn họ đi lên chắc chắc là phí công. Diệp Quân Lâm nhìn Phác Hải Trần rồi hỏi, tôi có từng cảnh cáo anh là đừng lái xe không bằng không? Cảnh cáo rồi, cảnh cáo rồi. Phác Hải Trần không còn dáng vẻ ngang ngược như lúc trước nữa, anh ta vội vàng gật đầu. Thế vì sao không nghe? Diệp Quân Lâm hỏi. Ti ôi, Phác Hải Trần ấp úng, cũng không biết giải thích thế nào. Nếu mà anh không ngồi yên được, vậy thì tôi sẽ giúp anh ngồi yên. Bóp, răng rắc, vừa rút lời. Diệp Quân Lâm liền đá một cước vào chân Phác Hải Trần. Chân của anh ta đã bị đá gãy. A! À, Phác Hải Trần kêu lên thảm thiết như tiếng giết heo. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Diệp Quân Lâm lại bẻ gãy một cái chân còn lại và hai cánh tay của Phác Hải Trần. Phác Hải Trần bị đau nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại kêu đau. Lúc này, Diệp Quân Lâm mới nở nụ cười hài lòng. Ừ, thế này thì anh sẽ không thể ra cửa được nữa. Cũng không thể lái xe không bằng nữa. Sau này nhìn thấy anh lái xe lần nào, tôi sẽ phế anh lần đầy. Ma quỷ. Anh là ma quỷ. Lần đầu tiên Phác Hải Trần nhận ra, có người còn biến thái hơn cả mình. Vũ Sâm nhìn thấy cũng lo lắng hãi hùng. Anh Diệp là một người hung hãn a. Diệp Quân Lâm vừa động, 200 người kinh hoàng nhìn anh. Tự động nhường ra một con đường cho anh. Khi Dư Huy chạy tới, lúc nhìn thấy một màn này, anh ta biết mình xong đời rồi. Cậu chủ Phác Hải Trần ở trong địa của anh ta bị người ta đánh cho tàn phế. Đây là trách nhiệm của anh ta. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Phế vật, mẹ nó toàn là phế vật. Bốp 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 bóp. Dư Huy tát cho đám người này một trận. Anh Dư không phải chúng tôi vô dụng, là thằng cha kia quá mạnh, ngay cả Lý Đại Dũng và Lý Đại Trung cũng đều thua. Mọi người oan ức nói. Còn ngắn ra làm cái gì? Đưa đi bệnh viện mô. Dư Huy quát lên. Phác Hải Trần yếu ớt nói, không, đưa chúng tôi về tỉnh thành. Dư Huy chỉ có thể sắp xếp. Anh ta gọi điện thoại cho Phác Thiên Tín, nói hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Phác tiên sinh, ngài cứ trừng phạt tôi đi, tôi tình nguyện lấy chết tạ tội. Dư Huy đã ôm xác định là hẳn phải chết rồi. Tôi đã biết chuyện rồi, không liên quan tới cậu, chuyện này cậu không giải quyết được. Tôi sẽ đích thân tới Tô Hàng. Phác Thiên Tín lạnh lùng nói. Dư Huy lộp bộp trong tròng. Chuyện này nháo lớn rồi. Phác Thiên Tín đích thân tới Tô Hàng. Tỉnh thành. Trong trang viên nhà giàu số 1. Đây là nơi ở của Phác Thiên Tín. Nhìn mấy người Phác Hải Trần được nâng xuống xe. Ông ta phẫn nộ. Cực kỳ phẫn nộ. Con trai cưng của mình bị đánh thành tàn phế. Hai vệ sĩ cũng thành nửa chết nửa sống. Đây là có người đang đánh vào mặt tập đoàn Tam Hưng. Trước kia, Viên Sơn Hà cũng không dám. Dù là đám lãnh đạo tỉnh thành cũng không dám. Bây giờ một Tô Hàng nho nhỏ, vậy mà lại xúc phạm uy nghiêm của tập đoàn Tam Hưng ư. Muốn chết, nhưng mà ngay cả Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng cũng đều bị phế. Có thể thấy đối phương có thực lực không kém. Rất có thể là mạnh hơn Viên Sơn Hà. Bên mình phải mạnh hơn thì mới giải quyết được vấn đề. Ba, Tô Hàng có cao thủ, chúng con bị thiệt rồi. Ba à, ba nhất định phải giúp con báo thủ. Phác Hải Trần gào lên. Sau khi Phác Thiên Tín suy nghĩ cặn kẽ, ông ra gọi điện thoại cho tập đoàn Tam Hưng ở Tổng bộ Hàn Quốc, đề nghị Tổng bộ giải quyết. Mời tiền bối Lee Chê Xích tới Hoa Hạ trấn thủ. Phác Thiên Tín muốn để cho tập đoàn Tam Hưng độc bá ở tỉnh Giang Nam, cho nên không tiếc để đệ nhất Taekwondo Hàn Quốc tới Hoa Hạ. Ừ, được. Chỉ cầm Lee Chê Xích tiên sinh đồng ý, thì có thể tiến lên. Tỉnh Giang Nam là một miếng thịt lớn, tập đoàn Tam Hưng không muốn từ bỏ. Bỏ ra một cái giá, chắc chắn là không thành vấn đề. Trên một hòn đảo nhỏ nào đó ở Hàn Quốc, một ông lão tóc hoa râm đang ngồi câu cá. Ông lão khí định thần nhàn, trên người có một loại khí tức tiên phong đạo cốt. Ông lão giống như có ma lực. Cần câu hạ xuống, đàn cá tập trung chỉ chít lại. Hồi lâu mà vẫn chưa có rời đi. Loại hiện tượng này không thể giải thích được. Lúc này, đằng sau vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Đại sư, không hay rồi. Hai người Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng ở Hoa Hạ,
bị người đánh phế bỏ rồi. Sống chết không rõ. Người nọ lập tức quỳ rạp xuống trước mặt ông lão, hốt ha hốt hoảng nói. Ông lão bất ngờ kéo cần câu, phát ra một tiếng nổ, ở trong biển lại hình thành một vòng xoáy lớn. Đột nhiên một con sóng lớn bị lật lên, cao tới hàng chục mét. Vô số cá dưới biển đều bị quăng lên bờ, rơi vào bờ thành từng đám chỉ chít. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ly Chê Xích có thần lực à? Phác Thiên Tín tiên sinh muốn mời đại sư tới Hoa Hạ trấn thủ, thứ nhất là để mở mang bờ cõi cho tập đoàn Tam Hưng, thứ hai là báo thù thay cho hai người Lý Đại Trung. Người này quỳ trước mặt Ly Chê Xích, thỉnh cầu. Dầm. Hơn trăm người ở phía sau đồng loạt quỳ trên mặt đất, hô to nói, tập đoàn Tam Hưng mời đại sư Ly Chê Xích tới Hoa Hạ trần áp nhiễu nhương. Cầu xin đại sư xuất núi. Tiếng nói hết một đợt lại vang lên một đợt, rung động trời đất. Ly Chê Xích đã thôi chức huấn luyện viên trưởng của hàng triệu bộ đội Hàn Quốc từ lâu, ông không có ý định ra mặt nữa. Đôi mắt Ly Chê Xích chấp lóe, ông ta nói, thôi được, tôi cũng muốn đi xem quê hương của tướng quân Côn Luân. Khi Ly Chê Xích nói câu này, lại hơi toát ra một tia sợ hãi. Ông ta rất rõ, tướng quân Côn Luân trấn thủ Hoa Hạ đáng sợ như thế nào. Ly Chê Xích nói câu này tương đương với việc đã đồng ý. Mọi người ở tập đoàn Tam Hưng vô cùng phấn khích. Xa cách 10 năm, đệ nhất Tây Côn Đô Hàn Quốc, đại sư Ly Chê Xích rời núi. Sắp tới ông sẽ đi Hoa Hạ, trợ giúp cho tập đoàn Tam Hưng một tay, nắm được tỉnh Giang Nam. Sau khi Phác Thiên Tín biết tin Ly Chê Xích đồng ý, ông ta kích động khoa chân múa tay. Trước đây, ở tỉnh Giang Nam tập đoàn Tam Hưng quét ngang hết thảy. Có vị đại thần Ly Chê Xích trợ giúp nữa. Kia quả là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Không chỉ tỉnh Giang Nam mà cả mấy tỉnh lớn xung quanh cũng muốn thu vào túi. Hôm nay, Diệp Quân Lâm vừa tan làm. Không ngờ lại có một người tới tìm anh. Thì ra là Thu Lão, lão nô của Viên Sơn Hà. Người dâu ria nên Diệp Quân Lâm vẫn chưa giết ông ta. Ông tìm tôi có việc gì? Diệp Quân Lâm ngạc nhiên hỏi. Diệp tiên sinh, tôi nói thẳng, ngài cũng biết chủ mấy chục năm nay chủ nhân tôi có được số của cải lên đến hàng trăm tỷ. Ông ấy thích sưu tầm đồ cổ như châu báu, tranh chữ. Có ba món vật báu hiếm thấy trên đời, có thể được xưng là quốc túy của Hoa Hạ tai. Nghe tới đây, Diệp Quân Lâm nghĩ tới gì đó, không nhịn được nói, hay là tập đoàn Tam Hưng đã lấy những thứ này đi rồi. Vậy thì chưa, 30 năm trước khi chủ nhân lui về ở ẩn. Ông ấy đã đặc biệt ký gửi 10 món bảo vật mà ông ấy trân quý nhất cho Quý Thành Đạt Tô Hàng bảo quản. Bây giờ Viên tiên sinh đã mất, Quý Thành Đạt ấy lại chiếm đoạt số bảo vật đấy. Đáng hận nhất là sắp tới Quý Thành Đạt muốn triển khai đấu giá những bảo vật này. Tôi nghe nói tập đoàn Tam Hưng nhất định muốn có những bảo vật này. Những món đồ này đều là quốc bảo của Hoa Hạ tôi không muốn nó rơi vào tay người nước ngoài. Mong Diệp tiên sinh giúp đỡ. Nhất là ba món bảo vật kia, nó là món đồ mà chủ nhân đã liều mạng mua được trên một hội đấu giá ở nước ngoài, ông ấy cũng không muốn quốc túy rơi vào tay ngoại bang. Thu lão phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mặc dù những tên phe phái Viên Sơn Hà bắt nạt các doanh nghiệp, lũng đoạn thị trường, thực hiện những thủ đoạn mờ ám. Nhưng đứng trước đại nghĩa dân tộc, thì vẫn có trách nhiệm. Sợ là hội đấu giá chỉ là ngụy trang. Tập đoàn Tam Hưng đã thương lượng ổn thỏa với Quý Thành Đạt từ lâu rồi, những món đồ này đều đã đưa nội bộ cho tập đoàn Tam Hưng, hội đấu giá chẳng qua là làm cho mọi người xem thôi, những món bảo vật này được lấy đi theo phương thức chính quy. Diệp Quân Lâm cười nói. Thu lão sững sờ, ngay sau đó nói, đúng thế, chính là như thế. Những món bảo vật này liên quan tới quốc túy, tập đoàn Tam Hưng không tiện trực tiếp cầm đi, liền hợp tác với Quý Thành Đạt mở hội đấu giá. Tập đoàn Tam Hưng thật quá vô sỉ, lấy mát gần trăm tỷ không nói. Ngay cả những bảo vật của chủ nhân cũng muốn cầm đi. Cực kỳ vô sỉ. Được, cho thời gian và địa chỉ, tôi tới giải quyết. Diệp Quân Lâm trầm mặt nói. Tập đoàn Tam Hưng đúng là lòng tham không đáy. 8 giờ tối mai, Sơn Trang Đông Hồ. Trong mắt Thu Lão cuối cùng đã có sắc màu. Giao cho Diệp Quân Lâm, ông ấy liền yên tâm. Tin tức Ly Chê Xích đi thẳng tới Hoa Hạ bị phong tỏa. Đó là Ly Chê Xích tự yêu cầu. Người từng lên chiến trường, đều biết Hoa Hạ là gì. Đó là nơi cắm của tất cả các quân nhân. Có chiến thần Cô Luân trấn thủ. Ai dám xâm phạm?
Cho dù Lee Chae-sik đã đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng trong nhiều thập kỷ, nhưng ông ta vẫn có nỗi sợ sâu sắc với Hoa Hạ. Đó là một loại sợ hãi trong xương. 5 năm nay, chiến thần Côn Luân dùng sức của một mình đánh cho 18 nước sợ. Cho nên Lee Chae-sik không dám khoe khoang Red Ngộ Nhỡ để cho tướng quân Côn Luân hoặc là người thân tín nghe được, thì rắc rồi to. Sau khi thuận lợi đi vào Hoa Hạ, Lee Chae-sik đã hết lo. Từ giờ trở đi, không kẻ nào quản được chuyện mà ông ta làm. Miễn là mình không chủ động đi chọc vào tướng quân Côn Luân là được. Sân bay quốc tế Kim Lăng, tỉnh Giang Nam. Dưới sự sắp xếp của Phác Thiên Tín, sân bay bị đóng cửa một nửa. Đặc biệt tới đón Lee Chae-sik. Ước chừng mấy chục chiến xe sang, hơn 100 người mặc áo đen đứng ngay ngắn chỉnh tề chờ đợi. Sau khi Lee Chae-sik xuống máy bay, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ta giật cả mình. Cúa là phô trương. Đây là sợ người khác không biết mình tới à? Chào mừng đại sư đến Hoa Hải. 100 người hô to. Trong cảm nhận của những người này, Lee Chae-sik chính là một tồn tại như thần. Vô địch Taekwondo. Ai có thể đánh cùng? Phác Thiên Tín đã tưởng tượng ra hình ảnh, dưới sự trợ giúp của vị cao thủ này quét ngang 7 tỉnh phía Nam. Lee Chae-sik vỗ vai Phác Thiên Tín rồi nói, sau này đừng làm phô trương như này nữa, cậu có việc gì khó khăn, thì nói với tôi giải quyết luôn là được. Hiểu rồi ạ. Phác Thiên Tín kinh hồn bạt vía nói. Ngoài ra đại sư nghe nói ngài thích sưu tập tranh chữ cổ. Tối mai có một hội đấu giá. Tôi chuẩn bị đấu giá một bức tranh chữ bản gốc của Đường Bá Hồ, sứ Thanh Hoa Triều Minh của Hoa Hạ, cùng với Dạ Minh Châu Nam Hải để tặng cho ngài. Phác Thiên Tín lại xum xoe nịnh bợ nói. Hử, còn có chuyện tốt này à hai? Đúng là Lee Chae-sik thích sưu tầm tranh chữ cổ. Đồ ở các nơi trên thế giới đều sưu tầm. Nhưng duy có mình bảo vật của Hoa Hạ là chưa sưu tầm được. Đây là một nỗi tiếc nuối của ông ta. Bây giờ cơ hội đã đến, ông ta một đời làm đại sư Taekwondo cũng khó nén niềm hưng phấn. Được, chỉ cần anh lấy được mấy món đồ này. Sau này, tất cả chướng ngại ở Hoa Hạ, tôi sẽ tới dẹp. Lee Chae-sik cam đoan. Tôi đã hiểu, đại sư. Tôi nhất định làm được. Phác Thiên Tín chỉ đợi mỗi câu nói này. Có Lee Chae-sik ở phía sau, ông ta có thể tự do làm việc tôi. Thậm chí có thể nói là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sau khi hội đấu giá kết thúc, ông ta lập tức muốn báo thù cho con trai mình. Đi xem hai học trò của tôi ra sao rồi. Lee Chae-sik lo lắng cho học trò cưng. Ngày hôm sau khi tan làm, Diệp Quân Lâm tới chỗ Lý Tử Nhiễm. Bà xã, anh dẫn em tới một nơi. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Lý Tử Nhiễm nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi, không phải anh lại muốn đi gây họa đấy chứ? Phi, trong mắt em anh thích gây vạ vậy sao? Diệp Quân Lâm phản bác nói. Lý Tử Nhiễm nghiêm túc gật đầu một cái. Lửa tiếng sau, Diệp Quân Lâm lái xe tới Sơn Trang Đông Hồ. Hình như nơi này là hội đấu giá, anh muốn tới đấu giá đồ vật gì đó à? Lý Tử Nhiễm hỏi. Đúng đấy, vợt máy món đồ cổ làm quà tặng cho ba mẹ. Diệp Quân Lâm cười cười. Lý Tử Nhiễm véo Diệp Quân Lâm một cái, anh đừng đùa nữa, tối nay máy món đồ bán đấu giá ít nhất là 10 triệu, động một tí là lên đến cả 100 triệu. Anh lấy tặng ba mẹ, anh đùa à? Giờ phút này, bên trong Sơn Trang Đông Hồ, Dư Huy đang cầm điện thoại, nghe căn dặn của Phác Thiên Tín. Dư Huy, anh phải nhớ kỹ. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh phải lấy 10 món bảo vật của Viên Sơn Hà vào trong tay tôi, không được rơi món nào. Nếu không anh tự biết hậu quả. Dư Huy nghe mà toát mồ hôi lạnh. Chuyện này mà làm không xong, kết cục chỉ có con đường chết. Ông chủ yên tâm đi, tôi đã lo liệu xong hội đấu giá rồi. Người dơ bảng đấu giá tôi đều đã đút lót rồi, bọn họ chỉ hét 2 tiếng cho có thôi. Tôi bảo đảm tối nay tuyệt đối sẽ không có người thứ hai dám tranh với chúng ta. Dư Huy rất là tự tin. Vừa nãy anh ta đã thả ra tin tức là, những bảo vật hôm nay, tập đoàn Tam Hưng phải có hết, không ai được đấu giá. Nếu ai mà đấu giá, người đó chính là kẻ địch của tập đoàn Tam Hưng. Dư Huy còn mời rất nhiều truyền thông, phát trực tiếp đồng thời đưa tin về hội đấu giá. Muốn để cho tỉnh thành để Hoa Hạ biết rằng, những món bảo vật này là đồ mà tập đoàn Tam Hưng đấu giá được. Không phải là đồ trộm hay là cướp. Tập đoàn Tam Hưng chơi rất thủ đoạn.
trên thực tế chính là hành vi lừa dối. Không bỏ ra một đồng liền cầm đi 10 món bảo vật. Sau khi Diệp Quân đưa vé vào cửa ra, anh và Lý Tử Nhiễm thuận lợi đi vào hội trường bán đấu giá. Vị trí của họ rất là xa. Nói trắng ra thì là đến cho đủ số lượng. Dù sao thì hội đấu giá tối nay đã bị sắp xếp trước rồi. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, Dư Huy và người phụ trách quỹ thành đạt lại xác nhận lần nữa. Dư tiên sinh, anh yên tâm đi, tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Người tổng phụ trách của quỹ thành đạt, Vệ Khoan mỉm cười nói. Tốt, nếu mà hoàn thành việc này, số tiền 3 tỷ sẽ do các anh xử lý. Dư Huy cam đoan. Thế thì thật tốt quái. Vệ Khoan đã không kìm nén được vui sướng trong lòng. Hiện trường hội đấu giá. Khách quý khắp nơi vào ngồi. Dư Huy ngồi ở vị trí trung tâm số 1. Trước khi ngồi xuống, anh ta quét mắt nhìn hiện trường một lượt, ánh mắt độc tài sắc bén, ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Cảnh cáo tất cả mọi người, tất cả bảo vật tối nay đều về sở hữu của tập đoàn Tam Hưng, không kẻ nào được đụng. Mọi người lạnh run, căn bản không dám đấu giá. Rất nhanh, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên ra tới là bản viết tay Lan Đình tập tự ở đời Minh. Ra khởi điểm là 10 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu. Người chủ trì mỉm cười nói. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Khoan đãi. Lúc này Dư Huy bất ngờ ngăn lại. Dư tiên sinh có thắc mắc gì sao? Người chủ trì tò mò hỏi. Dư Huy nhìn lướt qua mọi người rồi nói. Tới tham gia hội đấu giá toàn là tinh anh trong các giới ở Tô Hàng. Thời gian của mỗi người đều rất quý giá. Thế này đi, mang hết tất cả các sản phẩm bán đấu giá ra đấu giá một lần đi. Cái này, nghe thấy đề nghị của Dư Huy, người chủ trì hơi do dự, nhìn về phía Vệ Khoan ở dưới sân khấu. Vệ Khoan ra dấu tay ok. Được, vậy thì mang tất cả sản phẩm bán đấu giá ra đấu giá một lần. Người chủ trì nói. Dư Huy lại hỏi mọi người có ý kiến gì không? Nghe theo Dư tiên sinh. Đúng, ai ra giá cao thì được hết tất cả các sản phẩm trong một lần. Mọi người dưới sân khấu nhao nhao phụ họa. Làm gì dám đi ngược lại ý của tập đoàn Tam Hưng? Hay, Diệp Quân Lâm cũng giơ hai tay tán thành. Đấu giá một lần duy nhất sảng khoái biết bao. Anh đỡ phải đi thu từng cái một. Lý Tử Nhiễm trợn trắng mắt nhìn anh. SNS kích động cái quỷ gì? Đây là âm mưu của người ta. Tập đoàn Tam Hưng muốn đấu giá một lần vượt hết tất cả. Anh vỗ tay làm gì? Thì anh cũng có thể mua một lần hết sạch. Diệp Quân Lâm cười nói. Bây giờ 10 sản phẩm bán đấu giá đã xuất hiện trước mặt mọi người rồi. Đây là đồ cổ chân quý của Viên Sơn Hà tiên sinh trước kia. Ồ, đây là bức tranh chữ bản gốc của Đường Bá Hổ. Vật này là Sứ Thanh Hoa đời Nguyên. Vật này là Dạ Minh Châu Hải Nam. Ba vật trong đây là quốc túy của Hoa Hạ Tai. Giá khởi điểm của 10 món trưng bày là 500 triệu tệ. Mỗi lần tăng giá không dưới 10 triệu tệ. Bây giờ bắt đầu. Người chủ trì hô lên. 510 triệu. 520 triệu. Tập đoàn Tam Hưng đã sắp xếp những người đấu giá. Mỗi lần kêu giá biên độ đều rất nhỏ. Tỏi ta lúc này, Ngô Tuấn Kiệt, chúng bất động sản Tô Hàng dơ bảng định đấu giá. Hửm. Dư Huy quay đầu hung hăng trừng mắt liếc qua ông ta. Bỏ đi, tôi bỏ cuộc. Ngô Tuấn Kiệt bị ánh mắt của Dư Huy dọa sợ, miễn cưỡng từ bỏ. Các ông trùm có năng lực đấu giá khác nhau nhau từ bỏ. Những bảo vật văn hóa này mê người, không sai, nhưng không đáng để kết thù với tập đoàn Tam Hưng. Thủ đoạn tàn nhẫn của tập đoàn Tam Hưng, mọi người đều biết rất rõ. Cái loại ăn thịt người không nhả xương. Ừ, được. Dư Huy thấy những người ngày đều từ bỏ, anh ta nở nụ cười hài lòng. Đối địch với tập đoàn Tam Hưng ư. Chỉ có một đường chết. Thấy giá mà những người đó kêu cũng được kha khá rồi, Dư Huy giơ bảng hô, tập đoàn Tam Hưng 6 tỷ. Sau khi anh ta tiết lộ danh tính, sân chơi bỗng dưng đình trệ. Không có ai dám đấu giá nữa. Những người được sắp xếp tới cũng ào ào rời đi, mục đích đã đạt được rồi. Các kênh truyền thông nhìn chằm chằm Dư Huy. Nhìn khoảng rộng yên tĩnh, Dư Huy cùng Vệ Khoan nhìn nhau, lộ ra ý cười. Người chủ trì nhìn toàn trường, 600 triệu lần một. Dư Huy đã ra vẻ tươi cười vừa lòng. Nhiệm vụ này có thể hoàn thành rồi. Vị trí tổng đại lý Hoa Hạ của hắn có thể tiếp tục ngồi vững rồi. Một TT. Khi chuẩn bị xong, giữa trường lại vang lên âm thanh.
Thoáng chốc, người chủ trì cứng đờ cả người, Vệ Khoan cũng đờ cả người. Dư Huy ngây ngắn cả người. Tất cả mọi người đều ngắn ra. Mọi người ào ào nhìn phía sau. Lý Tử Nhiễm kéo tay Diệp Quân Lâm. Vì người kêu giá chính là Diệp Quân Lâm. Cái gì, là bọn họ. Dư Huy nhìn qua cũng đã thấy Diệp Quân Lâm cùng Lý Tử Nhiễm. Đây là chuyện bất luận thế nào hắn cũng không ngờ tới. Đêm nay hắn đã nghiêm khắc yêu cầu Vệ Khoan kiểm tra kỹ khách mời tham dự, không ngờ hai người kia lại có thể vào được. Dư Huy nóng vội, lập tức nói, người này ở đâu ra vậy chứ? Rõ ràng là do tôi hô giá 600 triệu trước an. Phi, anh có biết đấu giá không vậy? Cô ta còn chưa hô lần thứ ba đâu. Diệp Quân Lâm nói. Anh, Dư Huy á khẩu không trả lời được. 1 tỷ cao hơn rồi chứ? Diệp Quân Lâm hỏi. Người chủ trì bất đắc dĩ lặp lại lời Diệp Quân Lâm 1 tỷ lần một. Dư Huy cắn răng hô giá lên cao. 1 tỷ rưỡi. Diệp Quân Lâm muốn có bằng được, lập tức gọi giá. Anh, Dư Huy quả thực tức giận tới mức muốn nổ tung. Tiểu tử này rõ ràng nhằm vào mình. 1 tỷ 6. Dư Huy đành phải theo. Phác Thiên Tin giao nhiệm vụ anh ta phải hoàn thành. 2 tỷ. Diệp Quân Lâm lại lần nữa giơ bảng. Hít. Giữa sân đều là tiếng hít khí lạnh. Mọi người không tin được nhìn Diệp Quân Lâm quá mức điên cuồng. Đây là muốn cùng tập đoàn Tam Hưng đấu tới sống chết sao? Người này điên rồi. 1 tỷ rưỡi. Diệp Quân Lâm muốn có bằng được, lập tức gọi giá. Anh. Dư Huy quả thực tức giận tới mức muốn nổ tung. Tiểu tử này rõ ràng nhằm vào mình. 1 tỷ 6. Dư Huy đành phải theo. Phác Thiên Tin giao nhiệm vụ anh ta phải hoàn thành. 2 tỷ. Diệp Quân Lâm lại lần nữa giơ bảng. Hít. Giữa sân đều là tiếng hít khí lạnh. Mọi người không tin được nhìn Diệp Quân Lâm quá mức điên cuồng. Đây là muốn cùng tập đoàn Tam Hưng đấu tới sống chết sao? Người này điên rồi. 1 tỷ rưỡi. Diệp Quân Lâm muốn có bằng được, lập tức gọi giá. Anh. Dư Huy quả thực tức giận tới mức muốn nổ tung. Tiểu tử này rõ ràng nhằm vào mình. 1 tỷ 6. Dư Huy đành phải theo. Phác Thiên Tin giao nhiệm vụ anh ta phải hoàn thành. 2 tỷ, Ngôn Tình Hoàn. Diệp Quân Lâm lại lần nữa giơ bảng. Hít. Giữa sân đều là tiếng hít khí lạnh. Mọi người không tin được nhìn Diệp Quân Lâm quá mức điên cuồng. Đây là muốn cùng tập đoàn Tam Hưng đấu tới sống chết sao? Người này điên rồi. Vệ Khoan cười khách sáo. Khoan đã. Diệp Quân Lâm nhíu mày hỏi, không phải là 3 tỷ sao? Sao lại còn 200 triệu? Tiên sinh có điều không biết, đêm đấu giá này đơn vị đấu giá là đô la. Cho nên 3 tỷ đô la tương đương dưới 180 triệu nhân dân tệ, hơn nữa còn có phí thủ tục nên tổng cộng 200 triệu. Vệ Khoan nghiêm túc giải thích. Oe nhồ. Lý Tử Nhiễm trong đầu oanh một tiếng. Đây là trắng trợn lừa người a. Đấu giá thành công thì đơn vị đấu giá lại thành đô la. Gặp qua nhiều người lừa đảo, nhưng chưa thấy ai lừa gạt người như vậy. Đây là hành vi lừa gạt. Tập đoàn Tam Hưng đúng là không biết xấu hổ. Lý Tử Nhiễm lại thêm lần nữa cảm nhận được điều này. Diệp Quân Lâm lại bình tĩnh. Anh biết rằng mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Đơn vị đô la, ai quy định? Diệp Quân Lâm hỏi. Tôi quy định, quyền giải thích cuối cùng thuộc về ban tổ chức. Vệ Khoan cười lạnh. Hắn đã đồng ý giúp Dư Huy lấy được bảo vật văn hóa kia, cho nên cố ý đổi đơn vị thành đô la, chính là muốn Diệp Quân Lâm từ bỏ. Chuyện quy định về đơn vị đô là mọi người đều biết rồi. Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi. Đúng vậy, không tin anh có thể hỏi. Đi vào hội trường, Vệ Khoan hỏi, buổi đấu giá hôm nay, chuyện quy định đơn vị đô la mọi người đều biết chứ? Biết chứ, cho nên mới không dám gọi giá. Lúc tập đoàn Tam Hưng gọi giá 600 triệu, thì đổi ra nhân dân tệ chính là 2 tỷ, ai dám chứ? Đúng vậy, lần đấu giá này đơn vị là đô la, mọi người đều biết rõ. Những người này đều là người do tập đoàn Tam Hưng bố trí, tự mình gào to. Diệp Quân Lâm còn chú ý tới, bọn họ đem danh sách vật đấu giá ở giữa sân mang đi rồi. Những tờ danh sách này chính là chi tiết về món đồ đấu giá hôm nay, chi tiết từng kiện hàng đấu giá cùng giá cả. Lúc này Dư Huy đi tới, cười hỏi, Vệ Tổng sao vậy? Dư tiên sinh đến phân xử giúp tôi, hôm nay đơn vị đấu giá có phải là đô la không?
Vệ Khoan hỏi. Đúng vậy, là đô la. Cho nên 3 tỷ là 200 triệu nhân dân tệ, tôi mới bỏ cuộc. Dư Huy cùng Vệ Khoan kẻ sướng người họa. Sao thế, Lý Tiểu Thư cùng Diệp Tiên Sinh không biết. Dư Huy ra vẻ kinh ngạc. Còn không phải sao, vừa nghe là đô la, hai người không đồng ý. Vệ Khoan nói. Dư Huy cười càng tươi, hai vị từ bỏ đi. 200 triệu mua đồ vật kia đúng là không ôn. Lý Tử Nhiễm đầy Diệp Quân Lân, ý muốn anh từ bỏ. Đấu đá với tập đoàn Tam Hưng chỉ có hại. Thấy thế, Dư Huy cười. Xem ra việc này xong. 200 triệu thì 200 triệu, không thành vấn đề. Diệp Quân Lâm cười. Cái gì, 200 triệu cũng được. Dư Huy cùng Vệ Khoan kinh ngạc, trong mắt đều rơi ra. Ban đầu muốn dùng 200 triệu ép Diệp Quân Lâm rút lui. Kết quả anh lại đồng ý. Tôi có thể giao ra 200 triệu, nhưng có thể dùng được không phải xem bản lĩnh các người rồi. Diệp Quân Lâm cười thần bí. Đi thôi, trả tiền. Oe nhồ. Trong đầu Vệ Khoan cùng Dư Duy oanh một tiếng. Anh ta thực sự muốn trả. Đi vào hậu trường. Diệp Quân Lâm lấy thẻ ra trực tiếp thanh toán 2 tỷ. Vệ Khoan cùng Dung Dư Huy vô cùng hoảng hốt. Chuyện này không thể là thật được. Được rồi, đem đồ của tôi về đi, không được thiếu một thứ gì. Diệp Quân Lâm nói. Trước khi đi, Diệp Quân Lâm cười, hy vọng anh nhanh chóng dùng hết số tiền này. Vệ Khoan không hiểu ý Diệp Quân Lâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi. Trên đường về, Lý Tử Nhiễm kinh ngạc nói, chồng à, em biết đêm đấu giá này là đấu giá cho chủ tập đoàn Vân Đình, nhưng 200 triệu thì rõ ràng lừa anh mà. Sao anh lại đồng ý? Ha ha, vợ à, tiền đó bọn không dùng được. Diệp Quân Lâm cười. Mọi thứ đều nằm trong khống chế. Bên trong trang viên Đông Hồ, Vệ Khoan và Dư Huy cứ sửng sốt như này cả nửa ngày trời. Anh ta chuyển 20 tỷ tệ đến thật rồi hai? Dư Khoan hỏi. Đúng thế, chuyển vào tài khoản rồi đây. Vệ Khoan xác nhận. Dư Huy vội vàng nói, máu chốt là 20 tỷ đấy chuyển cho tôi, nếu không thì làm sao tôi ăn nói được với ông Phác đây. Vệ Khoan lập tức bảo tài vụ đi chuyển khoản. Giám đốc Vệ ơi, không ổn rồi. 20 tỷ đã bị đóng băng, chứng tỏ tài chính không bình thường, bị đóng băng rồi. Tài vụ nói to. Mau chóng gọi điện cho ngân hàng, còn ngây ra đó làm gì hả? Trong đầu Vệ Khoan lại vang lên lời nói của Diệp Quân Lâm. Bảo anh ta tiêu số tiền đó nhanh vào. Giám đốc Vệ, bên phía ngân hàng nói là Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc nhúng tay vào chuyện này. Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc sẽ đóng băng số tiền này. Sau khi nghe xong câu này, sắc mặt hai người Dư Huy và Vệ Khoan đại biến. Cái gì? Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc sẽ làm việc này á? Tít 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 tít. Đúng lúc này, bên ngoài sơn trang vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai. Mấy chiếc xe cảnh sát đã đi vào. Phía sau còn có một đoàn xe của Cục Công Thương, Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc và Cục Giá cả nữa. Chào anh, chúng tôi là 4 bộ ngành lớn hợp tác với nhau để chấp hành luật pháp. Chúng tôi nhận được tin báo, hội đấu giá mà Quý Thành đạt tổ chức có vấn đề lớn. Thứ nhất, các anh bị tình nghi có liên quan đến lừa đảo, đánh lừa người tiêu dùng, biến 3 tỷ thành 20 tỷ. Thứ hai, các anh bị tình nghi có liên quan đến việc vi phạm luật thị trường, có hành vi cạnh tranh không chính đáng. Điều quan trọng nhất là những món đồ trong hội đấu giá là của ông Viên Sơn Hà, lẽ ra phải giao cho người thừa kế mà ông Viên Sơn Hà đã chỉ định để xử lý, các anh không có quyền tiến hành đấu giá những món đồ này. Vừa liệt ra máy tội danh là Vệ Khoan đã hoảng rồi. Bọn họ biết bởi vì họ đã đổi giá của Diệp Quân Lâm thành đô la Mỹ nên mới dẫn tới tai họa này. Lúc này, Phó Học Kiệm cầm tờ đơn chi tiết của hội đấu giá rồi cười lạnh nói, trên đây viết rõ ràng, đơn vị giá là nhân dân tệ, vì sao đột nhiên các anh lại đổi nói thành đô la Mỹ vậy? Hả hai? Gương mặt Vệ Khoan biến sắc. Đơn chi tiết của những món đồ đấu giá không phải là đã bị xử lý rồi sao? Cảnh sát lầy đâu ra vậy? Bọn họ nào biết Diệp Quân Lâm đã đoán ra từ lâu rồi, cái này là anh đưa cho Phó Học Kiệm. Vừa nãy chúng tôi đã điều tra ra, khi còn sống Viên Sơn Hà đã chỉ định người thừa kế là quản gia của ông ấy, ông Thu Minh Lượng. Bây giờ ông Thu Minh Lượng đồng ý tặng những món vật báu này cho anh Diệp vô điều kiện. Cho nên lập tức trả lại 20 tỷ cho anh Diệp. Từ giờ trở đi nhóm người Vệ Khoan có tội danh khả nghi liên đến tội lừa đảo,
bắt về điều tra. Quý Thành Đạt tạm ngừng kinh doanh để điều tra. Ngoài ra tập đoàn Tam Hưng bị nghi ngờ vi phạm quy định thị trường, bị phạt 10 triệu tệ, tạm cách chức người phụ trách để kiểm điểm. Phó Học Kiệm nghiêm nghị nói. Vệ Khoan và Dư Huy sắp ngắt rồi. Không ngờ lại tặng không những món đồ đó cho Diệp Quân Lâm. Lại còn liên lụy cả Quý Thành Đạt nữa ư. Dư Huy không thể chấp nhận được kết quả này. Bởi vì có rất nhiều truyền thông vẫn đang ở hiện trường, cho nên những chuyện này nhanh chóng được công bố. Tô Hằng thậm chí là cả tỉnh Giang Nam đều biết chuyện. Phác Thiên Tín tất nhiên cũng nhận được tin. Tập đoàn Tam Hưng lại chịu thiệt ở Tô Hằng ư. Phạt tiền là chuyện nhỏ, nhưng thể diện là chuyện lớn. Phác Thiên Tín lập tức liên lạc với Dư Huy. Dư Huy, cậu xem chuyện tốt mà cậu làm đi. Chẳng phải tôi đã bảo cho cậu cơ hội cuối cùng sao? Chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong. Phác Thiên Tín tức giận nói. Ông Phác, tôi. Dư Huy sắp khóc rồi. Đến tỉnh thành nhận chết đi. Cậu không chết, thì vợ và con gái cậu phải chết. Phác Thiên Tín tức giận nói. Sao vậy? Sao ông Phác tức giận thế? Đúng lúc Ly Chê Xích đang ở bên cạnh, ông ta mỉm cười hỏi. Đại sư à, bức tranh chữ cổ tặng cho ngài đã bị người khác nắng mắt rồi, người này chính là người đã đánh đổ đệ ngài và con trai tôi bị thương. Đại sư à, mấy món đồ cổ đó tôi đã đặc biệt sắp xếp ổn rồi, nhưng cứ có người hết lần này đến lần khác không để tôi được như ý. Không chỉ nắng mất 10 món báu vật, còn khiến cho tập đoàn Tam Hưng bị phạt tiền rồi chịu nhục. Phác Thiên Tín khá là tức giận. Sắc mặt Ly Chê Xích thay đổi, ông ta hỏi, khó đối phó lắm sao? Hình như ông đã chịu thiệt mấy lần rồi thì phải. Ừ, hơi khó, nhưng nếu muốn thực hiện sách lược của tập đoàn Tam Hưng, thì nhất định phải ăn được Tô Hằng. Đây là một nơi rất quan trọng, cho nên xin đại sư hãy ra mặt giải quyết. Phác Thiên Tín lạnh lùng nói. Ly Chê Xích phân tích, suy cho cùng là do tập đoàn Vân Đình hả? Đúng thế. Tôi đã có được thông tin xác thực, ngay cả nhà họ Tiêu ở Tô Hằng cũng bị tập đoàn Vân Đình khống chế. Ông chủ của tập đoàn Vân Đình hết sức thần bí, có thực lực không hề tầm thường, còn có rất nhiều cao thủ dưới quyền. Nhân vật hàng đầu ở tỉnh Giang Nam là Viên Sơn Hà chính là thua trong tay cậu ta. Phác Thiên Tín rất kiêng dè. Được, thế thì hãy lấy danh nghĩa tập đoàn Tam Hưng gửi yêu cầu đàm phán với tập đoàn Vân Đình. Thu mua hoặc là hợp tác, nếu họ không đồng ý thì tôi sẽ trấn áp bằng vũ lực. Tiêu diệt mọi vật cản, ông cứ làm việc của mình đi. Ly Chê Xích lạnh lùng nói. Trong mắt Phác Thiên Tín sáng lên, ngôn tình hài. Cảm ơn đại sư, tôi đang nghĩ xem làm sao để khơi mào mâu thuẫn, từ đó giải quyết tập đoàn Vân Đình. Chiên đàm phán này quá tuyệt vời. Đàm phán thành công, tập đoàn Vân Đình nhượng bộ là tốt nhất. Nếu đàm phán không thành công, thế thì họ có lý do để loại bỏ tập đoàn Vân Đình rồi. Có đệ nhất đại sư Taekwondo ở đây thì không có kẻ nào lọt được vào mắt ông ta. Chuyện đàm phán phải vừa cứng vừa mềm, thôi Hồng Vạn, cậu đi đàm phán cùng đi. Ly Chê Xích nói với người đàn ông cao hơn 2 mét, nặng hơn 100 cân bên cạnh. Vâng, thưa thầy. Thôi Hồng Vạn gật đầu. Thôi Hồng Vạn là quán quân thi đấu của Hàn Quốc, xuất chiến 1000 trận chưa từng thua trận nào. Ngược lại, anh ta đã đánh chết 699 người. 301 người còn lại hơn nửa là tàn phế và bị chứng uất ức. Ở Hàn Quốc, anh ta được xưng là vũ khí hình người mạnh nhất. Sau này bái Ly Chê Xích làm thầy, nghe đầu kỹ năng chiến đấu của anh ta lại được nâng cao thêm. Thông Hồng Vạn đã là tồn tại vô địch. Anh em Lý Đại Trung và Lý Đại Dũng liên thủ lại cũng không đỡ nổi một quyền của anh ta. Có người nói đạn cũng không xuyên qua làn da của anh ta được. Phác Thiên Tín mừng rỡ, được. Không thành vấn đề. Tôi sẽ phái thủ hạ đắc lực nhất của tôi là Can Tương đi đàm phán. Mấy năm nay cô ấy chưa bao giờ thất bại trong việc đàm phán hợp tác. Nếu có thêm anh Thôi Hồng Vạn nữa thì chuyện này không cần đại sư ngài ra trận mà đã giải quyết được rồi. Ngày hôm sau, người đại diện của tập đoàn Tam Hưng chỉ nhánh Hoa Hạ đã được đổi. Từ Dư Huy đổi thành một người phụ nữ. Còn về việc Dư Huy đi đâu thì không ai biết. Người phụ nữ này có thân phận rất đặc biệt. Thứ nhất cô ta là người Hoa Hạ. Thứ hai, cô ta là vợ chưa cưới của Lý Tể Trấn, cháu trai Phác Thiên Tín, 5 ngày nữa hai người này sẽ kết hôn. Theo quy định của trụ sở tập đoàn Tam Hưng, người đại diện ở khu vực Hoa Hạ phải là người Hoa Hạ. Phác Thiên Tín sắp xếp như vậy là muốn khống chế sản nghiệp của tập đoàn Tam Hưng ở khu vực Hoa Hạ,
Dạo gần đây, tập đoàn Tam Hưng nằm ở chỗ đầu sóng ngọn gió, có khen có chê, nhưng danh tiếng đã bị tổn hại nghiêm trọng, các lĩnh vực ở thị trường tô hàng đều bị đè ép. Dưới sự chèn ép khắp nơi, tập đoàn Tam Hưng thậm chí còn không có bất kỳ không gian nào. Bên trong tập đoàn Vân Đình, Giám đốc Phương, vừa nãy tập đoàn Tam Hưng cho người tới mời chúng ta chiều nay tới khách sạn Hoàng Triều để đàm phán. Trao đổi chung về sự phát triển của tô hàng trong tương lai. Trợ lý báo lại tin cho Phương Tử Tình. Tập đoàn Tam Hưng lại muốn làm cái gì vậy? Phương Tử Tình bực mình. Dạo gần đây tập đoàn Tam Hưng cứ ngắm ngầm dở trò. Thậm chí còn phái người chuyện môn đi cướp người của công ty, mà người ở đây là các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vân Đình. Hơn nữa còn cùng với con buôn làm chuyện mờ ám ở cửa ngõ, quấy nhiễu hoạt động bình thường của tập đoàn Vân Đình. Mặc dù không gây tổn hại tới lợi ích mang tính thực chất của công ty. Nhưng ngày nào cũng làm chuyện mờ ám, thì cho dù là ai cũng không chịu ni. Những ngày này, rất nhiều trong công ty kêu khổ không thôi. Họ đều yêu cầu lên Phương Tử Tình giải quyết chuyện này. Tôi nghĩ chắc là tập đoàn Tam Hưng tính muốn giải quyết luôn chuyện này trong một lần. Nếu chúng ta không đi, e là đám người ngày sẽ không biết xấu hổ mà làm ra các loại ám chiêu. Tôi cũng nghĩ là nên đi đàm phán, cứ quấy rầy chúng ta như thế cũng không phải là cách. Dù là hợp tác cũng được, mọi người cùng nhau kiếm tiền, cùng phát triển tô hàng. Sau khi Phương Tử Tình nhận được ý kiến của mọi người, cô đã chủ động liên lạc với Lục Nam Hiên. Kỳ Lân báo với cô một tin là, ông chủ cũng đồng ý đàm phán. Nhưng lần đàm phán này chúng ta đứng ở phía có lợi, phải đi với phong cách khoan dung. Tôi nghĩ quản lý cấp cao không thể đi, phái Diệp Quân Lâm đi đi. Phương Tử Tình rất là có ý tưởng. Đồng ý đàm phán, lại phái một người dâu ria đi, rõ ràng là không coi trọng. Như vậy sẽ gây áp lực cho tập đoàn Tam Hưng. Cho dù cuối cùng có hợp tác, thì cũng sẽ vì tranh thủ lợi ích cho Vân Đình. Hả, Diệp Quân Lâm đi ư? Không coi trọng giải thích, nhưng cử cậu ta đi sẽ làm hỏng việc đây. Mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Không không không, các anh không hiểu. Ở phương diện này, Diệp Quân Lâm giỏi lắm đấy. Cứ quyết định vậy đi. Phương Tử Tình nói. Thực ra cô có lòng riêng. Cô muốn cất nhắc Diệp Quân Lâm, nhưng khổ nỗi là có cách nào làm mọi người phục. Làm cho Diệp Quân Lâm nhiều công hơn mới được. Cho nên cô mới nghĩ tới việc, lần này đàm phán với tập đoàn Tam Hưng cô cho Diệp Quân Lâm đi để tăng thêm công trạng. Hả, để tôi đi sao? Diệp Quân Lâm cũng rất ngạc nhiên. Nội dung và phương án đàm phán tôi đã viết trong đây, anh cứ làm theo đấy là được. Mọi thứ về cuộc đàm phán, Phương Tử Tình đã chuẩn bị xong cho Diệp Quân Lâm rồi. Cô hao công tốn sức muốn cất nhắc Diệp Quân Lâm. Nhưng cô nào biết? Diệp Quân Lâm chính là ông chủ của Vân Đình. Ừ, được, đến lúc đó cho Vũ đưa tôi đi là được. Diệp Quân Lâm mắt kiên nhẫn nói. Về phần tài liệu đàm phán mà Phương Tử Tình cầm tới, Diệp Quân Lâm chẳng thèm liếc mắt một cái. Tập đoàn Tam Hưng muốn đàm phán ư? Không có cửa đâu. Quỳ xuống gọi ông nội cũng không thể đàm phán. Diệp Quân Lâm muốn xem tập đoàn Tam Hưng muốn làm trò gì. 3 giờ chiều. Trong phòng hội nghị khách sạn Hoàng Triều, người của tập đoàn Tam Hưng đã tới rồi. Dưới vòng vây của mọi người, một cô gái mặc đồ công sở, tỏa sáng chói mắt xuất hiện. Sau khi cô ta đi vào, những người phụ nữ ở đây đều mờ nhạt. Khí thế của cô ra rất mạnh mẽ. Cô ta là Trịnh Tiêu Kỳ, tổng đại diện mới nhận chức của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ. Trịnh Tiêu Kỳ là một nữ cường nhân rất lợi hại, cô ta từng đỗ vào trường đại học Phục Đán. Sau đó lại đi du học ở Anh Quốc. Công tác được vài năm, cô ta giữ chức tuyển người giỏi vào tập đoàn Tam Hưng. Chuyên môn là khai thác nhân tài cấp cao ở các công ty khác cho tập đoàn Tam Hưng. Trong 5 năm, Trịnh Tiêu Kỳ đã đào được hơn 370 người tài cho tập đoàn Tam Hưng, phá luôn kỷ lục. Nhất là khi ở tập đoàn Tam Hưng, cô ta thực hiện sách lược để đối phó với những công ty khác, đầu tiên là cho những kẻ chuyên săn người của công ty ra tay. Đào hết tất cả nhân tài cấp kép của công ty đối phương đi. Nghề săn người trong công ty nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng trong giới kinh doanh thì mọi người đều coi nghề này là nghề nham hiểm. Chuyên môn chạy đi đào người của công ty người ta. Trịnh Tiêu Kỳ lại càng là một cao thủ đàm phán. Mỗi lần đàm phán hợp tác, Trịnh Tiêu Kỳ mà ra tay thì chắc chắn có thể đàm phán thành công. Phác Thiên Tín rất tín nhiệm cô ta,
cộng thêm Trịnh Tiêu Kỳ lại là người gốc Tô Hàng, vì thế ông ta đã giao vị trí người đại diện của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ cho cô ta. Ông ta còn sắp xếp hôn sự cho cô ta và đứa cháu trai nữa. Đi sau Trịnh Tiêu Kỳ còn có Thôi Hồng Vạn, đến nỗi ai cũng can đảm lên. Một lúc sau, Vũ Sâm đã đưa Diệp Quân Lâm tới đây. Hả, Diệp Quân Lâm, sao lại là anh? Khi Trịnh Tiêu Kỳ nhìn thấy Diệp Quân Lâm, cô ta kinh ngạc thốt lên. Cô, Trịnh Tiêu Kỳ. Diệp Quân Lâm cũng nhận ra người phụ nữ này. Có thể nói trước khi lên trung học, Diệp Quân Lâm có một mối liên hệ với người phụ nữ này. Bởi vì cô ta là cô con dâu mà bố nuôi mẹ nuôi Diệp Quân Lâm đã đính ước cho anh từ nhỏ. Ba ruột của Trịnh Tiêu Kỳ, Trịnh Văn Thạc là bạn thân của ba nuôi Diệp Quân Lâm. Nhà họ Trịnh cũng được tính là đại gia tộc, tuy là kém nhà họ Diệp. Sau khi nhặt được Diệp Quân Lâm, vừa khéo là Trịnh Tiêu Kỳ ra đời, Trịnh Văn Thạc liền đưa ra ý tưởng đính ước từ lúc bé, cũng là muốn dựa vào. Cây đại thụ là nhà họ Diệp. Tuy ba nuôi mẹ nuôi Diệp Quân Lâm có hơi coi thường địa vị của nhà họ Trịnh, nhưng Diệp Quân Lâm là đứa bé được nhặt về, cho nên họ liền đồng ý. Diệp Quân Lâm từng bước phát triển, nhà họ Trịnh cực kỳ vui mừng. Suy cho cùng thì Diệp Quân Lâm lớn mạnh, chứng minh nhà họ Trịnh đã cược đúng. Trịnh Tiêu Kỳ cũng ngày càng thích Diệp Quân Lâm, ngày ngày đi theo sau anh. Mãi cho đến khi Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm ở bên nhau, nhà họ Trịnh mới triệt để đoạn tuyệt với anh, hủy bỏ hôn ước thuở nhỏ. Cũng tuyên bố Diệp Quân Lâm sẽ phải hối hận. Từ đó về sau, cũng không nhắc tới Trịnh Tiêu Kỳ nữa, nghe nói họ đã đưa cô xuất ngoại học tập rồi. Còn cái hôm Diệp Quân Lâm vào tù, Trịnh Văn Thạc còn đặc biệt chạy tới bỏ đá xuống giếng. Sau khi Trịnh Tiêu Kỳ biết Diệp Quân Lâm vào tù, cô cũng cực kỳ vui sướng. Suy cho cùng Diệp Quân Lâm thất bại nhiều, trong lòng cô càng dễ chịu. Nhất là biết Lý Tử Nhiễm thủ tiết sống cuộc sống quả phụ, cô ta còn sướng như điên. Cô ta luôn nghĩ rằng Lý Tử Nhiễm đã cướp đi mọi thứ của cô ta. Vị trí phu nhân của tập đoàn Quân Lâm vốn dĩ thuộc về cô tai ha ha, anh còn nhận ra tôi à? Thật không dễ dàng gì nhỉ? Trịnh Tiêu Kỳ cười nói. Sau đó, sắc mặt cô ta thay đổi, cô ta nói, gì thế? Chẳng nhẽ anh là người đại diện cho tập đoàn Vân Đình tới đây đàm phán? Đúng, không sai, cô là đại diện của tập đoàn Tam Hưng à? Diệp Quân Lâm hỏi. Chắc là anh vẫn chưa biết thân phận của tôi nhĩ hai. Trịnh Tiêu Kỳ mỉm cười nói. Thân phận gì cơ? Diệp Quân Lâm hỏi. Nghe rõ đây, đứng trước mặt anh là tổng đại diện của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ. Bên cạnh lập tức có người giới thiệu. Sau đó người đó nói tiếp. Anh có thân thận gì? Tập đoàn Vân Đình dám cử anh đến đàm phán ư? Không đợi Diệp Quân Lâm nói, trợ lý của Trịnh Tiêu Kỳ đưa cái tablet đến trước mặt Trịnh Tiêu Kỳ rồi nói, Giám đốc Trịnh, Diệp Quân Lâm trước mặt cô là cố vấn kỹ thuật của tập đoàn Vân Đình, thực ra anh ta không có bất kỳ chức vị thực tế nào, chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Hơn nữa anh ta vào được là nhờ quan hệ, đội trưởng đội kỹ thuật Phó Vũ Tường đã kéo anh ta vào. Tổng kết lại một câu, Diệp Quân Lâm này đi cửa sau. Nghe tới đây, nụ cười của Trịnh Tiêu Kỳ càng ngày càng sâu. Sở trưởng của người đi săn chất xám đó là điều tra thông tin. Bây giờ bọn họ đã tra ra mọi thứ về Diệp Quân Lâm ở tập đoàn Vân Đình, bao gồm có những ai không thích Diệp Quân Lâm, cô ta đều biết nắm chắc từng người. Thông tin cho thấy, người ở tập đoàn Vân Đình đa số là rất bất mãn với người đi cửa sau là Diệp Quân Lâm. Sáng sớm anh bị đòi, đằng sau lại đi vào. Bảng câu hỏi khảo sát của nhân viên của tập đoàn Vân Đình, trong công ty ai là người đáng ghét nhất? 80% nhân viên điền Diệp Quân Lâm. Bởi vì tất cả nhân viên của tập đoàn Vân Đình đều đi vào bằng thực lực. Duy có mỗi Diệp Quân Lâm là đi cửa sau. Diệp Quân Lâm tôi vốn tưởng rằng sau khi anh ra tù, anh sẽ thể hiện ra thực lực của anh năm đó. Không ngờ anh ngã một cái đã gượng dậy nổi. Hàng ngày giao du với đám bảo vệ rồi nói cười cười. Sao anh lại trở nên như này? Trịnh Tiêu Kỳ cười hỏi. Vừa rồi cô nghe nói Diệp Quân Lâm tới đại diện cho tập đoàn Vân Đình, suy nghĩ đầu tiên của cô là Diệp Quân Lâm chính là ông chủ của tập đoàn Vân Đình. Nhưng sau khi đọc xong thông tin trong tài liệu, cô yên tâm tôi. Hóa ra cuộc sống trong tù đã hủy hoại hoàn toàn Diệp Quân Lâm, bây giờ anh ta chỉ là một tên sống tạm bợ. Tôi hơi thất vọng về anh đấy, anh Quân Lâm, anh nói đi con ngựa đen năm đó. Bây giờ trở thành kẻ sống tạm bợ, đi cửa xô.
theo lý mà nói thì tập đoàn Vân Đình phải là của anh chứ, sao anh lại là một cố vấn kỹ thuật quen vậy? Trịnh Tiêu Kỳ mỉm cười nói. Hôm nay cô thật sự rất vui. Lúc đầu cô đã làm công tác chuẩn bị rất kỹ. Nhưng không ngờ người cô gặp lại là vị hôn phu thuở nhỏ Diệp Quân Lâm. Còn là một Diệp Quân Lâm ngốc như này nữa. Cô thực sự rất hưng phấn. Cô lại càng tự tin vào cuộc đàm phán sắp diễn ra. Không đúng, giám đốc Trịnh, tập đoàn Vân Đình cử một kẻ đi cửa sau tới, chứng tỏ bọn họ không hề coi trọng cuộc đàm phán này. Trợ lý đột ngột nói. Nụ cười trên mặt Trịnh Tiêu Kỳ đã biến mất. Cô ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Tập đoàn Vân Đình cố tình cử một tên vô dụng tới ư? Cử một tên vô dụng tới, chẳng phải đã chứng tỏ thái độ của họ sao? Không coi tập đoàn Tam Hưng ra gì, cho dù đàm phán bọn họ cũng nằm ở thế có lợi. Tập đoàn Vân Đình làm sao vậy? Cử một tên vô dụng tới sỉ nhục chúng ta hả? Trịnh Tiêu Kỳ nói với trợ lý. Cô ta nói rất to, đủ để cho Diệp Quân Lâm nghe thấy. Trợ lý nói, giám đốc Trịnh, tôi vừa mới xác nhận lại. Diệp Quân Lâm chính là người đại diện mà họ cử tới đàm phán. Anh ấy có thể quyết định mọi việc. Hóa ra là vậy, vậy thì bắt đầu đàm phán thôi. Trịnh Tiêu Kỳ lạnh lùng nói. Khi mọi người đang sắp xếp chỗ ở hội trường cuộc đàm phán, Trịnh Tiêu Kỳ đi tới bên cạnh Diệp Quân Lâm, cô ta cười lạnh rồi nói, anh Quân Lâm, thật không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau theo cách này. Anh Quân Lâm à, mãi đến khi gặp anh, tôi mới tin câu nói kia, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Thay đổi thật là nhiều. Diệp Quân Lâm gật đầu, đúng thế, cô đã trưởng thành đến mức này rồi. Ai, còn không phải sao, các anh thay đổi còn lớn hơn. Nhà họ Diệp rõ ràng đã trở thành gia tộc trăm tỷ, thành công đưa ra thị trường, nhưng không cẩn thận một tháng suy vong thành cái dạng gì rồi. Diệp Kiến Quốc còn đi nhặt rác để mưu sinh, nhà họ Diệp người nào người nây. Cũng thảm. Trước kia nhà họ Diệp huy hoàng lắm cơ mà nhỉ. Cho dù ba anh và ba tôi là bạn thân, nhưng tôi biết ba nuôi anh luôn coi thường nhà họ Trịnh tôi, cho rằng chúng tôi là dân quê. Nhưng giờ thì sao, nhà họ Trịnh tôi đã giá trị 20 tỷ. Tôi còn là tổng đại diện của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạt, bây giờ đến lượt chúng tôi coi thường từng người trong nhà họ Diệp các anh. Kể cả anh chỉ xứng quỳ rạp xuống đất mà liếm giày cho người nhà họ Trịnh thôi. Trịnh Tiêu Kỳ chuyển đề tài, tất nhiên, anh lăn lộn tốt hơn một tẹo. Ít nhất không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng cũng chẳng ích gì, anh vẫn là tầng đáy xã hội. Từ đầu tới cuối, Diệp Quân Lâm không hề nói một lời. Anh thở dài. Đúng là hiện thực quá tàn khốc. Nó đã biến một cô gái hồn nhiên hiền lành thành cái dạng này. Thấy Diệp Quân Lâm không trả lời. Trịnh Tiêu Kỳ lập tức đổi cách nói khác, anh Quân Lâm lại làm sao vậy, chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, tôi cũng được coi như là em gái anh mà nhỉ. Hôn lễ của tôi anh phải tham dự chứ. Trịnh Tiêu Kỳ muốn bắt Diệp Quân Lâm tham dự hôn lễ của cô ta, để anh biết là năm đó anh từ chối cô ta và lựa chọn Lý Tử Nhiễm là việc làm đáng hối hận nhường nào. Ừ, được, tôi sẽ tham dự hôn lễ của cô. Cho dù Trịnh Tiêu Kỳ ở hiện tại rất ghê tởm, nhưng dầu gì cô ta cũng là đối tượng kết thông gia thuở, nhỏ của anh, Diệp Quân Lâm coi cô ta như em gái. Nếu đã sắp kết hôn, vậy thì đi thôi. Trịnh Tiêu Kỳ gật đầu đắc ý, anh Quân Lâm nhất định phải ăn mặc lộng lẫy rồi tham dự nha. Ừ, chúc cô hạnh phúc. Diệp Quân Lâm cười cười. Trịnh Tiêu Kỳ hơi do dự. Kỳ thực. Cô ta không thích Lee Dai-jin. Nhưng vì thân phận của Lee Dai-jin là cháu trai Park Chun-sin, cộng thêm việc anh ta lại có năng lực. Cho nên Trịnh Tiêu Kỳ hết hôn với anh ta, cô ta chỉ muốn sau này càng lớn mạnh, làm cho nhà họ Trịnh trở thành hào môn. Park Chun-sin cho cháu trai kết hôn với cô ta chính là nhìn chúng năng lực của cô ta. Trịnh Tiêu Kỳ trở thành cháu dâu của ông ta, tương đương với việc tất cả sản nghiệp của tập đoàn Tam Hưng ở Hoa Hạ đều nằm trong tay ông ta. Kỳ thực, ông ta muốn đá Dư Huy xuống từ lâu rồi. Nhưng tổng bộ không cho, người ngồi vào vị trí này nhất định phải là người Hoa Hạ có năng lực. Vừa hay mấy lần này Dư Huy làm việc đều hỏng, Park Chun-sin thành công đá anh ta xuống, cho Trịnh Tiêu Kỳ ngồi lên vị trí này. Trịnh Tiêu Kỳ rất hưng phấn, lập tức gọi điện thoại nói chuyện với ông bồ Trịnh Văn Thạc, ba à, ba biết không? Con đã gặp Diệp Quân Lâm, anh ta đã đồng ý tới tham dự hôn lễ của con. Ha ha ha, thật sao? Tốt quá rồi,
Tới lúc đó để cho cậu ta nhìn xem nhà họ Trịnh chúng ta bây giờ mạnh thế nào, con gái bà ưu tú ra sao. Là người mà cậu ta không với tới được, cậu ta chỉ là một tên vô dụng thôi. Trịnh Văn Thạc cũng rất phần khích. Ông ta muốn khiến Diệp Quân Lâm xem cho rõ hôn lễ hoành tráng của Trịnh Tiêu Kỳ, cho anh hối hận chết luôn. Thưa Giám đốc Trịnh, đã bố trí xong rồi. Mời cô ngồi. Trợ lý nói. Diệp Quân Lâm cũng ngồi xuống ở phía đối diện. Trịnh Tiêu Kỳ nhìn Diệp Quân Lâm rồi cười lạnh nói, bắt đầu đàm phán thôi. Chắc anh cũng biết tình hình là như, thế nào. Tôi muốn nghe anh nói. Được, thế tôi nói luôn. Diệp Quân Lâm chuyển hướng nói, thứ nhất, tập đoàn Tam Hưng phải nộp ra hơn 80 tỷ tệ đã lén lút lấy của phe phái Viên Sơn Hà, khoản tiền lớn này là khoản tiền dùng để xây dựng và phát triển tỉnh Giang Nam. Tập đoàn Tam Hưng không được động vào, lập tức giao ra đi. Thứ hai, công khai xin lỗi trên truyền thông, nói ra những hành vi xấu xa mà mình đã làm trong những năm nay. Thứ ba, tập đoàn Tam Hưng hoặc là cút khỏi Hoa Hạ, hoặc là ngoan ngoãn làm theo quy củ của Hoa Hạ. Ba điều này chính là những gì tôi cần nói. Diệp Quân Lâm nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trịnh Tiêu Kỳ trọn tròn mắt. Mọi người ở tập đoàn Tam Hưng mang vẻ mặt kỳ quặc. Đến cả Vũ Sâm cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Anh Diệp ngông cuồng quá rồi đi. Hiện tại ai cũng biết tập đoàn Tam Hưng đang xưng bá ở tỉnh Giang Nam. Kết quả Diệp Quân Lâm lại nói ra những lời bá đạo như này. Làm cho tập đoàn Tam Hưng cút xéo ư. Ngông cuồng quá rồi nhỉ. Tỉnh Giang Nam còn người có năng lực này á. Khoảng một phút đồng hồ, Trịnh Tiêu Kỳ mới phản ứng lại. Diệp Quân Lâm, anh đang nói linh tinh gì vậy? Tập đoàn Tam Hưng lén lút lây hơn 80 tỷ của Viên Sơn Hà lúc nào? Anh nghe được tin tức này ở đâu vậy? Trịnh Tiêu Kỳ tức giận nói. Thực ra cô ta rất kinh ngạc. Sao Diệp Quân Lâm biết được tin này? Tin tức này ư, ha ha ha. Diệp Quân Lâm bật cười. Trịnh Tiêu Kỳ cũng nhiễm thói không biết xấu hổ của tập đoàn Tam Hưng rồi à, hay muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Tập đoàn Tam Hưng đừng tưởng thực hiện bí mật thì không ai biết. Số tiền hàng trăm tỷ này là số tiền đã được sắp xếp riêng dùng để ủng hộ vào việc xây dựng và phát triển tỉnh Giang Nam. Đền số tiền này mà tập đoàn Tam Hưng cũng dám lấy, muốn chết hả? Vừa nói ra lời này, ngay cả Trịnh Tiêu Kỳ cũng ngẩn người. Bởi vì tập đoàn Tam Hưng lấy số tiền này mà không thanh thản. Thứ nhất, con số liên quan quá lớn. Thứ hai, đó là khoản tiền mà tỉnh thành đã có sắp xếp riêng. Cho nên bọn họ cố gắng đi làm từ thiện để tẩy trắng. Nhắc đến số tiền này, ngang với việc đâm vào chỗ yếu của tập đoàn Tam Hưng. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, nội dung cuộc đàm phán hôm nay chính là ba điều mà tôi đã nói. Thứ nhất, trả tiền, thứ hai, xin lỗi và bồi thường, thứ ba, hoặc là cút xéo hoặc là ngoan ngoãn nghe lời. Rất là bá đạo. Vũ Sâm kích động đến sắp rơi lệ luôn rồi. Anh Diệp mới là đàn ông đích thực. Trịnh Tiêu Kỳ hoàn toàn ngây ngốc. Nội dung đàm phán hôm nay không phải cái này à. Nói cái gì vậy? Cô sắp kết hôn đúng không? Tôi cho tập đoàn Tam Hưng thời gian 5 ngày. Không làm được thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Quân Lâm đưa ra kỳ hạn. Diệp Quân Lâm, nội dung nguyện vọng đàm phán của bên tôi hôm nay là. Trịnh Tiêu Kỳ đang định nói chuyện thì bị cắt ngang. Xin lỗi, các cô không có tư cách. Nếu các cô đã xin đàm phán thì mọi việc phải nghe theo tôi. Diệp Quân Lâm nói cực kỳ bá đạo. Được, thế anh đại diện cho tập đoàn Vân Đình à? Trịnh Tiêu Kỳ lạnh lùng giễu cợt nói. Đại diện, nếu tôi đã tới thì chứng minh tôi đại diện cho toàn bộ tập đoàn Vân Đình. Diệp Quân Lâm gật đầu. Cuộc đàm phán hôm nay có chấp như này hả? Đúng thế. Trịnh Tiêu Kỳ bật cười, vậy anh có gánh chịu được hậu quả không? Gánh chịu hậu quả ư, suy nghĩ về vấn đề này phải là tập đoàn Tam Hưng các cô mới đúng chứ. Tôi chỉ cho thời hạn 5 ngày, nếu như không làm được, tôi sẽ đích thân đoạt lại tất cả, sau đó đuổi tập đoàn Tam Hưng ra khỏi Hoa Hải. Diệp Quân Lâm nói với giọng bình thản, như thể đang nói về một chuyện tầm phào nhỏ bé. Ha ha ha, tất cả mọi người đang tham dự cuộc đàm phán đều bật cười. Đùa ổi tập đoàn Tam Hưng ra khỏi Hoa Hạ ư. Mắt não mới nói ra được câu này nhỉ. Ngay cả các lãnh đạo tỉnh thành còn nhắm một mắt mở một mắt. Ở tỉnh Giang Nam, ai có thể dung chuyển được tập đoàn Tam Hưng cơ chứ? Một tập đoàn Vân Đình nhỏ bé ư. Gốc rễ cứng thì đúng,
nhưng so sánh với tập đoàn Tam Hưng thì quá nhỏ bé. Hiệp Quân Lâm, anh coi lông gà là lệnh tiễn à? Người ta phái anh tới rõ ràng là để đi lướt qua thôi, anh tưởng mình là ông lớn thật à hai? Trịnh Tiêu Kỳ cười lạnh. Cô ấy, đừng thấy lạ, cô cứ chuyển lời tới người phụ trách của các cô đi. Diệp Quân Lâm nói. Ai đây, ngông cuồng thế? Lúc này, một giọng nói tiếng Hán không trôi chảy vang lên. Li Giai Jin mặc một bộ co mồ xuất hiện. U ba, em bảo này, đây chính là đối tượng kết hôn thuở nhỏ của tôi. Bây giờ thì sao, là một tên phế vật. Trịnh Tiêu Kỳ nhỏ giọng nói. Li Giai Jin ngạc nhiên nhìn Diệp Quân Lâm, cười lạnh nói, em yêu, anh ta không xứng với em. Anh chính là người muốn đuổi tập đoàn Tam Hưng chúng tôi ra khỏi Hoa Hạ hả? Li Giai Jin nhìn từ trên cao xuống đánh giá Diệp Quân Lâm. Âm ầm ầm. Đi cùng đó là một loạt âm thanh đất rung núi chuyển, choi hong man cao 2 mét, nặng hơn 100 cân xuất hiện. Như thể một pho tượng vô song đang nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm và Vũ Sâm. Vũ Sâm cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người choi hong man, cậu lập tức nói, đừng hiểu nhầm, chúng tôi chỉ là người truyền lời thôi. Đây là ý của ông chủ tập đoàn Vân Đình chúng tôi. Vũ Sâm không muốn xung đột. Cậu nghĩ Diệp Quân Lâm không phải đối thủ của Choi Hong Man. Cho nên trước tiên cứ nhẫn nại cái đã. Đúng, là tôi nói đấy. Trong vòng 5 ngày, các anh không làm được 3 điều trên thử xem. Diệp Quân Lâm nhìn Li Giai Jin. Hỏng rồi. Vũ Sâm vỗ đầu. Diệp Quân Lâm xông lên rồi. Chỉ thấy Choi Hong Man bước lên một bước, lạnh lùng nói, thử xem ư. Thể hình của Choi Hong Man làm cho anh ta trông giống như một con thú. Nói chuyện ồm ồm, tựa như sấm nổ. Trên người còn phát ra uy áp nặng nề. Khí chàng mạnh mẽ, khiến cho rất nhiều người khiếp sợ, đám người Trịnh Tiêu Kỳ vô thức vùi về sau. Choi Hong Man ngang ngược nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, giống như một con thú dữ đang theo dõi con cừu nhỏ. Vũ Sâm cảnh giác nhìn anh ta, như cậu biết rõ, cậu mà đánh với Choi Hong Man thì sẽ bị anh ta một quyền đánh chết. Đây là siêu cao thủ. Lần này, anh Diệp gặp rắc rồi, rồi 5 ngày sau các anh sẽ biết hậu quả. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Đi. Diệp Quân Lâm và Vũ Sâm rời đi. Giờ hoằm. Một giây sau, một tiếng nổ vang lên, Choi Hong Man ngang ngạnh lôi Vũ Sâm lại, đè lên ghế. Dù là lính trinh sát xuất ngũ Vũ Sâm cũng không kịp phản ứng. Cậu liền bị Choi Hong Man khống chế, gắt gao đè lên ghế, không thể động đậy được. Sắc mặt Vũ Sâm thay đi. Cúa mạnh. Còn mạnh hơn so với tưởng tượng. Anh Diệp không phải đối thủ của anh ta. Sắp nguy rồi. Đàm phán chưa kết thúc, ai dám đi. Choi Hong Man lạnh giọng nói, lời nói tựa như, sấm sét rít gào. Đám người Trịnh Tiêu Kỳ hô to sảng khoái. Vừa nấy luôn bị Diệp Quân Lâm đè ép, bọn họ có lực cũng không sử dụng được. Đúng là vũ lực mới là cách giải quyết tốt nhất. Trịnh Tiêu Kỳ vội vàng nói, đúng, đúng thế, đàm phán còn chưa bắt đầu đâu. Nội dung mà tập đoàn Tam Hưng muốn đàm phán còn chưa nêu ra, bỏ đi làm gì. Li Giai Jin cũng cười lạnh nói, tập đoàn Vân Đình ngông cuồng quá rồi đấy nhỉ. Coi thường cả tập đoàn Tam Hưng chúng tôi, tưởng chúng tôi hết cách hả? Đúng, chúng tôi chưa lên tiếng, ai dám rời đi. Có Choi Hong Man ở đây, bọn người tập đoàn Tam Hưng ngang ngược hẳn. Choi Hong Man chỉ vào Diệp Quân Lâm, ra lệnh với mấy chữ Hán không trôi chảy, anh, qua đây, ngồi xuống. Diệp Quân Lâm nhếch miệng, lộ ra nụ cười hứng thú, tôi cứ khăng khăng rời đi thì sao hai? Ha ha ha, Li Giai Jin và Trịnh Tiêu Kỳ nhìn nhau, hai người bật cười. Bọn họ nhìn về phía Choi Hong Man. Ý tứ rất rõ ràng, muốn đi, phải qua cửa của Choi Hong Man. Sau đó, Trịnh Tiêu Kỳ rời đi. Trước khi bắt đầu đàm phán, Park Chun Shin đã đưa ra hai phương án. Thứ nhất để Trịnh Tiêu Kỳ tới đàm phán, nếu không được thì để Choi Hong Man ra tay. Choi Hong Man ra sân, chính là phương án thứ hai. Chuyện kế tiếp không liên quan tới cô ta nữa. Anh Choi này, hy vọng anh ra tay nhẹ nhẹ, tôi còn muốn anh ta tham dự hôn lễ của tôi nữa. Trịnh Tiêu Kỳ mỉm cười. Li Giai Jin nhìn Diệp Quân Lâm một cái, rồi mỉm cười rời đi. Choi Hong Man cũng biết, chuyện kế tiếp anh ta sắp xong rồi. Mấy người tập đoàn Tam Hưng còn cố tình đóng cửa phòng hội nghị lại. Anh không nghe rõ lời tôi nói à hai? Thấy Diệp Quân Lâm vẫn đứng đấy, Choi Hong Man tức giận nói.
thả người ra, ở trên địa bàn Hoa Hạ tôi không tới phiên anh ngang ngược. Diệp Quân Lâm nói giọng bình thản, lại cực kỳ uy nghiêm. Khí thế như một nguyên soái thống lĩnh trăm vạn quân, khiến cho người khác không rét mà run. Ngay cả Choi Hong Man cũng hơi hoảng hốt, người đàn ông trước mặt có thể mang đến uy hiếp cho anh ta. Hừ, cậu ta tôi không thả, còn anh tôi cũng sắp chế ngự. Rút lời, Choi Hong Man ra tay luôn. Đừng nhìn anh ta có hình thể như núi, tốc độ lại nhanh như tia chớp. Mọi người chưa nhìn rõ, anh ta đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân Lâm, chộp vào vai anh. Ý đồ quật Diệp Quân Lâm xuống ghé. Tuy Diệp Quân Lâm cao 1m8, nhưng Choi Hong Man cao hơn 2m nặng hơn 100 cân, trước mặt vẫn rất nhỏ bé. Đám người Vũ Sâm đã nhắm mắt lại, không dám nhìn hình ảnh thê thảm này. Thế nhưng sắc mặt Choi Hong Man lại biến đổi, bởi vì Diệp Quân Lâm như một ngọn núi, dưới lực tác động của anh ta mà vẫn không nhúc nhích tí nào. Khiếp sợ, cực kỳ khiếp sợ. Choi Hong Man hiểu rõ sức lực của mình khủng thế nào. Tùy tiện đá một cái cũng đá bay được một con voi, nhưng lại không lung lay được Diệp Quân Lâm. Cút! Bỗng nhiên Diệp Quân Lâm mở lời như sấm mùa xuân, trên người bộc phát ra một cỗ năng lượng vô hình. Am! Choi Hong Man lại bị đánh lui ra ngoài. Bịch bịch bịch! Anh ta thất tha thất thiểu đập vào chiếc bàn hội nghị, rồi mới dừng lại. Trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Mày muốn chết hải! Choi Hong Man hét lên như thú hoang, sau đó bất ngờ. Chạy! Rầm! Anh ta nhảy lên, nhảy cao hơn 1m, như đạn ra khỏi nòng, cuốn theo khí thế sấm vang chớp giật. Mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được một cơn gió mạnh quét qua, hai má nóng bừng và đau nhức như có lửa đốt. Răng rắc! Hàng ghế bên cạnh và chiếc bàn họp không chịu nổi luồng sức mạnh này đã nát tươm. Choi Hong Man đã bày ra kỹ năng chiến đấu mạnh nhất, thậm chí có thể nói là kỹ năng giết người. Si! Vũ Sân hít một hơi thật sâu. Choi Hong Man này quá mạnh, quá quá mạnh. Đòn đá trên không trung của Choi Hong Man cực nhanh, cái chân này chắc chắn có thể đá nứt hòn đá. Si! Choi Hong Man lại gầm nhẹ một tiếng nữa, khắp người anh ta tràn ngập sát khí, lực đạo ở đùi phải ngang ngược như một ngọn lửa. Àm! Tóc mái ở trước trán Diệp Quân Lâm đã bị vén lên. Sức lực của cả người Choi Hong Man tập trung vào chân phải, chắc chắn là muốn một đòn chết luôn. Anh ta rất tự tin, đòn này đã từng đá tung được vách tường dày 3 mét. Càng đừng nói đến Diệp Quân Lâm. Nếu mà bị anh ta quét trúng, thì chắc chắc sẽ vỡ nát xương. Vũ Sâm đã tuyệt vọng rồi. Quá mạnh. Thực sự là quá mạnh. Một mình Choi Hong Man có thể cản nghìn quân. Không hồ là quán quân của cuộc thi quyết đấu không giới hạn Hàn Quốc, cả người giống như một bảo kiếm không gì địch nổi. Của không hổ danh vũ khí hình người mạnh nhát. Diệp Quân Lâm đứng yên tại chỗ, tựa như đã bị dọa sợ. Nhưng ngay lúc mà một chân của Choi Hong Man quét xuống, Diệp Quân Lâm đã nhúc nhích. Một cú đấm giống như một cái lò xo được kéo căng, tung ra trong nháy mắt, hung hăng đánh ra, đánh vào đùi phải của Choi Hong Man. Am! Thế mà lại vang lên một âm thanh nặng nề như sấm, tất cả mọi người đều điếc tai. Tiêu rồi! Vũ Sâm biết một cước này mà đánh xuống, Diệp Quân Lâm không chết cũng trọng thương. Răng rắc! Nhưng nào ngờ đâu, Choi Hong Man như thể gặp phải tai nạn xe, chân phải gãy xương gấp khúc quỷ dị, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc! Cơ thể của Choi Hong Man đập vào khoảng 10 mấy cái bàn, rồi lại đụng vào cửa thủy tinh vỡ tan tành, tốc độ vẫn chưa giảm mà bay ra ngoài. Lại bay thêm mấy chục mét nữa, vượt qua hàng rào bảo vệ của tầng 2, hung hăng nện xuống đại sảnh tầng 1. Lúc này, vừa khéo là Trịnh Tiêu Kỳ và Lee Jae Jin đang đi cạnh nhau ở đại sảnh tầng 1. Trịnh Tiêu Kỳ mỉm cười hỏi, anh yêu, anh nói xem Choi Hong Man sẽ làm Diệp Quân Lâm ra sao? Lee Jae Jin cười lạnh nói, Choi Hong Man là một dã thú. Tên điên, Diệp Quân Lâm thảm rồi, không chết thì cũng gãy tay gãy chân. Ha ha, vậy em yên tâm rồi. Trịnh Tiêu Kỳ hài lòng mỉm cười. Vừa nãy nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Diệp Quân Lâm, cô ta rất tức giận. Được, bây giờ chúng ta qua đó đi, chắc sắp xong rồi đấy. Hai người đi tới trước phòng hội nghị. Am, em yêu mau nhìn, kia là cái gì? Bắt thình lình, Lee Jae Jin thét lên chói tai. Bởi vì thân ảnh to như con bò bay từ tầng 2 xuống. Sự tự tin của Lee Jae Jin nháy mắt, Trịnh Tiêu Kỳ đã trợn tròn mắt.
Li Zai Jin sợ đến ngây người. Phanh! Bóng đen đó bay khoảng mấy chục mét nữa, cuối cùng hung hăng đụng trên mặt đất, làm truyền ra một tiếng ầm vang. Thậm chí dưới chân họ còn hơi lắc lư, như thể động đất vậy. Phụt phụt phụt! Choi Hong Man rơi xuống đất, cả người run rẩy, miệng ứa máu, răng và máu trộn lẫn vào nhau. Đây, đây đây đây! Trịnh Tiêu Kỳ lắp bắp. Anh không nhìn nhầm chứ? Hình như một người đã bay ra ngoài. Li Zai Jin hoang mang nói. Mau đi xem L. Trịnh Tiêu Kỳ phản ứng lại, lập tức chạy tới. Đúng rồi, là Diệp Quân Lâm. Chắc chắn là Diệp Quân Lâm đã bị đánh. Li Zai Jin một mực chắc chắn. Chẳng mấy chốc đã đi tới hiện trường. Cơ thể Choi Hong Man vẫn đang co giật. Cái gì? Khi Trịnh Tiêu Kỳ và Li Zai Jin nhìn thấy rõ, bọn họ ngây ngắn cả người. Thôi, Choi Hong Man, vậy mà lại là Choi Hong Man ư? Chẳng phải bảo là Diệp Quân Lâm sao? Sao có thể là Choi Hong Man chứ? Trịnh Tiêu Kỳ và Li Zai Jin có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Cúa là đáng sợ. Sau khi Choi Hong Man co giật xong, anh ta nằm trên đất không động đậy nữa. Như là đã chết. Làm thế nào mà quán quân đánh nhau như Choi Hong Man lại bay ra từ trong phòng hội nghị chứ? Đánh từ tầng 2 xuống tầng 1 ư? Thật quá khó tin. Đây đây đây. Li Zai Jin đã bị dọa thật rồi. Hình ảnh người bay xuống vừa nãy làm cho anh ta không thể nào quên. Là một người Hàn Quốc, anh ta rất rõ Choi Hong Man mạnh như nào. Trong lòng người dân Hàn Quốc, Choi Hong Man chính là chiến thần vô địch không thể đánh lại được. Đại đại rằng cơ thể của Choi Hong Man rất cứng rắn, đạn cũng không xuyên qua được. Có một lần Choi Hong Man đánh nhau to với một bang hội nào đấy, trong người có 7 viên đạn, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc tiêu diệt bang phái ấy. 7 viên đạn bắn vào da anh ta không thể xuyên qua, cũng sẽ không tổn thương tới xương cốt. Cơ thể anh ta chính là tường đồng vách sắt. Tới Hoa Hạ sao lại thành ra thế này? Bị đánh thành dạng này luôn. Người khác sao có thể tin được điều này cơ chứ? Mau đưa tới bệnh viện, em còn ngây ra đó làm gì? Em đi xem Diệp Quân Lâm. Trịnh Tiêu Kỳ lập tức chạy lên tầng, đi vào phòng hội nghị. Nhưng làm gì còn người? Diệp Quân Lâm đã bỏ đi từ lâu rồi. Chắc chắn là tập đoàn Vân Đình có người khác tới. Diệp Quân Lâm thật may mắn, lúc này lại được người cứu. Trịnh Tiêu Kỳ lắm bẩm nói. Nhưng mà tập đoàn Vân Đình mạnh thật đấy, đến cả cao thủ như Choi Hong Man cũng không phải đối thủ. Park Chun Shin ở tỉnh thành xa xôi nhận được điện thoại của Li Zai Jin. Cái gì, xảy ra chuyện rồi á? Park Chun Shin trợn tròn mắt. Chú à, Choi Hong Man đã bị đánh, hiện tại đã đưa vào bệnh viện, sống chết chưa rõ. Sau khi Li Zai Jin nói sự thật ra, điện thoại trong tay Park Chun Shin bộp một tiếng rơi xuống đất. Vẻ mắt ông ta rung động. Sao thế ông Park, Choi Hong Man không phải đối thủ hả? Vẻ mặt Li Chê Xích ngược lại khá trấn tĩnh, chậm rãi thưởng trà. Park Chun Shin ngạc nhiên nhìn ông ta, hả? Đại sư đoán ra à? Bình thường thôi, vị vệ sĩ kia của tập đoàn Vân Đình còn đánh được cả Li Đê Dung và Li Đê Yong liên thủ cơ mà, đánh bại Choi Hong Man không phải chuyện khó. Suy cho cùng thì Choi Hong Man không mạnh hơn hai anh em kia là mấy. Li Chê Xích trần định phân tích. Park Chun Shin lập tức nói, đại sư có chắc chắn thành công không? Ha ha ha, bọn họ mạnh một chút thì tôi mới có hứng thú. Nếu không hạ đo ván trong một giây thì quá là vô vị. Li Chê Xích cười cười. Thấy Li Chê Xích tự tin như vậy, Park Chun Shin nở nụ cười. Mau hỏi xem, đàm phán thế nào rồi? Nghe vạt, Park Chun Shin nhặt điện thoại lên gọi lại. Nháy mắt, Trịnh Tiêu Kỳ đã trợn tròn mắt. Li Zai Jin sợ đến ngây người. Phanh! Bóng đen đó bay khoảng mấy chục mét nữa, cuối cùng hung hăng đụng trên mặt đất, làm truyền ra một tiếng ầm vang. Thậm chí dưới chân họ còn hơi lắc lư, như thể động đất vậy. Phụt phụt phụt! Choi Hong Man rơi xuống đất, cả người run rẩy, miệng ứa máu, răng và máu trộn lẫn vào nhau. Đây, đây đây đây! Trịnh Tiêu Kỳ lắp bắp. Anh không nhìn nhầm chứ? Hình như một người đã bay ra ngoài. Li Zai Jin hoang mang nói. Mau đi xem. Trịnh Tiêu Kỳ phản ứng lại, lập tức chạy tới. Đúng rồi, là Diệp Quân Lâm. Chắc chắn là Diệp Quân Lâm đã bị đánh. Li Zai Jin một mực chắc chắn. Chẳng mấy chốc đã đi tới hiện trường. Cơ thể Choi Hong Man vẫn đang co giật. Cái gì?
Khi Trịnh Tiêu Kỳ và Ly Giai Diên nhìn thấy rõ, bọn họ ngây ngắn cả người. Thôi, Choi Hong Man, vậy mà lại là Choi Hong Man ư? Hai, chẳng phải bảo là Diệp Quân Lâm sao? Sao có thể là Choi Hong Man chứ? Trịnh Tiêu Kỳ và Ly Giai Diên có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Cúa là đáng sợ. Sau khi Choi Hong Man co giật xong, anh ta nằm trên đất không động đậy nữa. Như là đã chết. Làm thế nào mà quán quân đánh nhau như Choi Hong Man lại bay ra từ trong phòng hội nghị chứ? Đánh từ tầng 2 xuống tầng 1 ư? Thật quá khó tin. Đây đây đây. Ly Giai Jin đã bị dọa thật rồi. Hình ảnh người bay xuống vừa nãy làm cho anh ta không thể nào quên. Là một người Hàn Quốc, anh ta rất rõ Choi Hong Man mạnh như nào. Trong lòng người dân Hàn Quốc, Choi Hong Man chính là chiến thần vô địch không thể đánh lại được. Đại đại rằng cơ thể của Choi Hong Man rất cứng rắn, đạn cũng không xuyên qua được. Có một lần Choi Hong Man đánh nhau to với một bang hội nào đấy, trong người có 7 viên đạn, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc tiêu diệt bang phái ấy. 7 viên đạn bắn vào da anh ta không thể xuyên qua, cũng sẽ không tổn thương tới xương cốt. Cơ thể anh ta chính là tường đồng vách sắt. Tới Hoa Hạ sao lại thành ra thế này? Bị đánh thành dạng này luôn. Người khác sao có thể tin được điều này cơ chứ? Mau đưa tới bệnh viện, em còn ngây ra đó làm gì? Em đi xem Diệp Quân Lâm. Trịnh Tiêu Kỳ lập tức chạy lên tầng, đi vào phòng hội nghị. Nhưng làm gì còn người? Diệp Quân Lâm đã bỏ đi từ lâu rồi. Chắc chắn là tập đoàn Vân Đình có người khác tới. Diệp Quân Lâm thật may mắn, lúc này lại được người cứu. Trịnh Tiêu Kỳ lắm bảm nói. Nhưng mà tập đoàn Vân Đình mạnh thật đấy, đến cả cao thủ như Choi Hong Man cũng không phải đối thủ. Park Chun Shin ở tỉnh thành xa xôi nhận được điện thoại của Ly Giai Jin. Cái gì, xảy ra chuyện rồi á? Park Chun Shin trợn tròn mắt. Chú à, Choi Hong Man đã bị đánh, hiện tại đã đưa vào bệnh viện, sống chết chưa rõ. Sau khi Ly Giai Jin nói sự thật ra, điện thoại trong tay Park Chun Shin bộp một tiếng rơi xuống đất. Vẻ mắt ông ta rung động. Sao thế ông Park, Choi Hong Man không phải đối thủ hả? Vẻ mặt Ly Chê Xích ngược lại khá trấn tĩnh, chậm rãi thưởng trà. Park Chun Shin ngạc nhiên nhìn ông ta, hả? Đại sư đoán ra à? Bình thường thôi, vị vệ sĩ kia của tập đoàn Vân Đình còn đánh được cả Ly Đê Dung và Ly Đê Yong liên thủ cơ mà, đánh bại Choi Hong Man không phải chuyện khó. Suy cho cùng thì Choi Hong Man không mạnh hơn hai anh em kia là mấy. Ly Chê Xích trần định phân tích. Park Chun Shin lập tức nói, đại sư có chắc chắn thành công không? Ha ha ha, bọn họ mạnh một chút thì tôi mới có hứng thú. Nếu không hạ đo ván trong một giây thì quá là vô vị. Ly Chê Xích cười cười. Thấy Ly Chê Xích tự tin như vậy, Park Chun Shin nở nụ cười. Mau hỏi xem, đàm phán thế nào rồi? Nghe vạt, Park Chun Shin nhặt điện thoại lên gọi lại. Cái gì, cảnh cáo chúng ta, chỉ cho chúng ta thời gian 5 ngày, nếu không sẽ đuổi chúng ta ra khỏi Hoa Hạ. Park Chun Shin cực kỳ phẫn nộ. Ông ta kể ba cái cảnh cáo của Diệp Quân Lâm cho Ly Đê Xích nghe. Am! Ly Chê Xích hung hăng vỗ lên bàn, thật ngông cuồng. Cậu ta lại dám đuổi tập đoàn Tam Hưng ra khỏi Hoa Hạ ư. Thật nực cười. Đại sư bất giận, với tình hình trước mắt, thì vẫn cần ông ra mặt giải quyết chuyện này. Park Chun Shin nói. Ừ, ông sắp xếp đi, tôi có thể ra tay bất cứ lúc nào. Con người Ly Chê Xích lóe ra tỉnh quang. Ba đồ đệ của ông ta lần lượt bị đánh cho tàn phế, bây giờ còn chịu nhục. Sao mà ông ta chấp nhận được? Đôi mắt Park Chun Shin chợt lóe, ông ta nói, đại sư, 5 ngày sau chính là ngày đại hôn của cháu trai tôi. Tôi muốn giải quyết chuyện này vào ngày hôm sau đấy. Ừ, được. Ngoài ra, tôi mời đại sư tham dự hôn lễ của cháu trai tôi. Diệp bởi có ngài tham dự. Hôn lễ của chúng nó chắc chắn sẽ khó quên. Park Chun Shin yêu cầu. Được, đúng dịp đến Tô Hàng, sau khi kết thúc hôn lễ thì giải quyết tập đoàn Vân Đình. Sau khi Ly Giai Jin nhận được tin, anh ta lập tức báo tin cho Trịnh Tiêu Kỳ. Cái gì, nhân vật đẳng cấp quốc hồn cũng sẽ tham dự hôn lễ của chúng ta á? Trịnh Tiêu Kỳ kích động không thôi. Bởi vì sự lo lắng về cuộc đàm phán đã được quét sạch. Chú nói. Để cho chúng ta yên tâm chuẩn bị hôn lễ, tạm thời không cần để ý tới tập đoàn Vân Đình. Ngoài ra, thanh thế của hôn lễ này chắc chắn sẽ rất lớn, để cho truyền thông đưa tin. Ly Giai Jin nói,
hôn lễ lần này không đơn giản chỉ là hôn lễ, mà còn là phương tiện để tập đoàn Tam Hưng tạo thanh thế rất nhanh. Các tạp chí lớn của Tô Hàng đã đưa tin, Trịnh Tiêu Kỳ, người đại diện tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ sẽ kết hôn với Lý Giai Jin, cháu trai của người phụ trách tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ, 5 ngày sau hôn lễ sẽ được tổ chức ở trang viên Tân Hải. Tin tức càng xôn xao hơn là Lee Chae-sik, đại sư Taekwondo số 1 Hàn Quốc, kiêm huấn luyện viên của hàng trăm nghìn bộ đội Hàn Quốc cũng sẽ tham dự hôn lễ và là người chứng hôn. Trong lúc nhất thời, Tô Hàng và thậm chí là cả tỉnh Giang Nam đều xôn xao. Hôn lễ này vốn đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bây giờ ngay cả đại sư cấp bậc quốc hồn của Hàn Quốc cũng tới tham dự, sức hấp dẫn quá là lớn. Hôn lễ này thể nào cũng được mọi người nhìn chăm chú. Bên trong tổ trạch nhà họ Trịnh. Tốt quá, thật là quá tốt. Ông trời phù hộ cho nhà họ Trịnh tai. Trịnh Văn Thạc ngửa mặt lên trời cười to. Ông nội của Trịnh Tiêu Kỳ là Trịnh Nguyên Bác chống quải trượng kích động hỏi, cái gì? Đệ nhất đại sư Taekwondo Lee Chae-sik sẽ làm người chứng hôn hả? Ba, đúng rồi ạ. Lee Chae-sik là nhân vật cấp quốc bảo, minh tinh nào cũng không bằng. Người này tương đương với Tần Bắc Sơn của Hoa Hạ chúng ta đó ạ. Trịnh Văn Thạc hào hứng nói. Lôi một kẻ ngoại bang vào làm niềm tự hào. Ha ha ha, đúng là ông trời phù hộ cho nhà họ Trịnh chúng ta, nhà họ Trịnh ta có Phượng Hoàng rồi. Trịnh Nguyên Bác ha ha cười lớn nói. Nhìn Trịnh Tiêu Kỳ với vẻ khen ngợi. Ừ, đúng là tam hỷ lâm môn, con gái tôi lên làm giám đốc, còn kết hôn với người Hàn Quốc, bây giờ nhân vật cấp quốc bảo sắp tới chứng hôn. Tôi vui vẻ quá đi. Mẹ của Trịnh Tiêu Kỳ rất là vui mừng. Trịnh Văn Thạc đột nhiên thở dài nói, con gái tôi tốt xó, nếu năm đó mà lấy Diệp Quân Lâm thì bây giờ chẳng được cái gì. Tất nhiên rồi, tôi đã nói rồi mà. Con gái nhà họ Trịnh ta há lại để Diệp Quân Lâm cậu ta trèo cao hả? Trịnh Nguyên Bác tức giận nói. Năm đó sau khi Diệp Quân Lâm lựa chọn Lý Tử Nhiễm, Trịnh Nguyên Bác khổ sở đi cầu xin Diệp Kiện Sâm. Kết quả bị đám người Diệp Kiện Sâm sỉ nhục, mối hận này bọn họ ghi nhớ trong lòng. Phải rồi, hôn lễ nhất định phải mời đám người Diệp Kiện Sâm tham dự nhá. Cho bọn họ nhìn cho kỹ cháu gái ta là nhân vật như thế nào. Trịnh Nguyên Bác muốn xả nỗi hận này. Chắc chắn rồi, con sẽ tới nhà họ Diệp một chuyến. Trịnh Văn Thạc lập tức lái xe đi tới tổ trạch nhà họ Diệp. Tất cả sản nghiệp của nhà họ Diệp đều đã bị thu hồi. Diệp Quân Lâm chỉ để lại mỗi căn nhà tổ cho bọn họ. Nhà họ Diệp hôm nay đã sa sút. Xe sang cũng đã không nhìn thấy. Thay vào đó là xe điện, chiếc tốt nhất là một chiếc Zeta. Nhìn thấy cảnh tiêu điều suy tàn của nhà họ Diệp. Trịnh Văn Thạc cảm thấy khắp người vô cùng dễ chịu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Năm đó nhà họ Trịnh chúng ta gần như là quỳ xuống khổ sở cầu xin bọn họ đừng hủy hôn ước thuở nhỏ, khi đó hèn mọn như con kiến. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, thời gian 10 năm, tình hình đã đảo ngược. Nhà họ Diệp nghèo túng như chó, nhà họ Trịnh như mặt trời ban trưa. Nghĩ tới đây, Trịnh Văn Thạc bật cười. Bạn nói có tức không? Hửm. Văn Thạc, sao anh lại tới đây? Trước mặt là ba mẹ nuôi của Diệp Quân Lâm, Diệp Đông Huy và Ngô Vạn Nhã. Bọn họ ngạc nhiên nhìn Trịnh Văn Thạc. Lại lần nữa đối diện với bản thân, trong lòng hai người rất thấp thỏm. Diệp Kiện Sâm đâu, ra đây đi. Trịnh Văn Thạc đút hai tay vào trong túi quần, cười lạnh nói. Năm đó nhìn thấy Diệp Kiện Sâm, ông ta còn khom lưng không dám nhìn thẳng. Hôm nay ông ta lên đời. Căn bản là coi thường Diệp Kiện Sâm. Chẳng mấy chốc, đám người Diệp Kiện Sâm đã ra đủ. Anh Trịnh có việc gì vậy? Diệp Kiện Sâm khẽ hỏi. Sau khi sa sút, nhà họ Diệp đã bị bắt nạt rất nhiều. Cho nên Diệp Kiện Sâm có thể cúi đầu thì sẽ cúi đầu. Tôi tới để thông báo cho các ông một chuyện, 5 ngày nữa con gái tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Các ông nhất định phải tham dự hết đấy. Trịnh Văn Thạc nói với giọng ra lệnh. Chúc mừng, chúng tôi nhất định sẽ tham dự. Nhà họ Trịnh còn nhớ đến chúng tôi, thật là vinh hạnh. Diệp Kiện Sâm cười nói. Trịnh Văn Thạc nhếch miệng cười càng sâu, ông có biết sức nặng của Tiêu Kỳ nhà tôi không? Nó là tổng đại diện của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ, hoa hồng một năm là 2 tỷ. Chồng chưa cưới của con bé là dòng chính nhà họ Lý của tập đoàn Tam Hưng, có cổ phần ở tập đoàn Tam Hưng. Ít nhất cũng được hơn chục tỷ. So với nhà họ Diệp các người lúc hưng thịnh nhất còn mạnh hơn.
Đám người Diệp Kiện Sâm ngạc nhiên, phụ họa nói, đúng thế. Nhà họ Trịnh vốn đã rất mạnh, cô Trịnh Tiêu Kỳ còn là người tài nữa chứ. Biết thế là tốt, năm đó khi Diệp Quân Lâm nhà họ Diệp các ông từ chối, nhà họ Trịnh chúng tôi cầu xin, các ông lại thẳng thừng hủy bỏ hôn ước thuở nhỏ. Trịnh Văn Thạc quét mắt nhìn về phía đám người Diệp Kiện Sâm. Mấy người Diệp Kiện Sâm chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng. Mọi chuyện năm đó người ta lại trả lại. Các ông cũng có ngày hôm nay nhỉ, khi đó tôi đã nói Diệp Quân Lâm nhà ông không xứng với con gái tôi đúng không? Bây giờ thì các ông tin rồi chứ? Ha ha! Trịnh Văn Thạc càng nói càng sảng khoái. Chẳng bao lâu, nụ cười trên mặt ông ta đã tắt. Bởi vì người nhà họ Diệp không trả lời câu hỏi của ông ta. Trước đó ông ta nói cái gì đều có người phụ họa. Nhưng khi nhắc tới Diệp Quân Lâm, người nhà họ Diệp lại không trả lời, vẻ mặt cũng không bình thường. Thấy thế, Trịnh Văn Thạc hơi tức giận, ông ta cười lạnh nói, sao thế? Chắc ông phải bây giờ các ông vẫn nghĩ con gái tôi không xứng với Diệp Quân Lâm đấy chứ? Diệp Đông Huy và Ngô Vạn Nhã nhìn nhau, cùng gật đầu rồi nói, ừ, không xứng. Mặc dù những người khác không nói, nhưng ý tứ cũng là như thế. Trịnh Tiêu Kỳ mãi mãi không xứng với Diệp Quân Lâm. Anh là chiến thần Côn Luân, chiến thần bảo vệ Tổ quốc, vũ khí hạng nặng của Tổ quốc đó. Há lại là người mà con gái ông có thể xứng đôi. Cái gì? Nghe xong, Trịnh Văn Thạc thẹn quá hóa giận. Diệp Quân Lâm nhà ông là cái gì thá gì? Con gái tôi không xứng với cậu ta ư hai. Trịnh Văn Thạc chỉ tay vào mũi Diệp Đông Huy nói, đừng nói là Diệp Quân Lâm bây giờ, cho dù có là Diệp Quân Lâm huy hoàng của 6 năm trước cũng là cái thá gì. Bây giờ con gái tôi là nhân viên cấp cao của tập đoàn Tam Hưng đấy. Các ông phải hiểu là, tập đoàn Tam Hưng là một đại tài phiệt, không phải công ty mà công ty bình thường có thể so sánh được. Huống hồ bây giờ con gái tôi sắp gả cho dòng chính của tập đoàn Tam Hưng nữa. Một thằng Diệp Quân Lâm căn bản không xứng với con gái tôi. Ha ha ha! Diệp Đông Huy bật cười. Là cười nhạo. Ông Trịnh này, may mà ông còn là người Hoa Hạ nhỉ. Con gái lấy người Hàn Quốc vẻ vang lắm sao? Con gái giữ chức ở công ty ngoại bang giỏi lắm à? Đây là vốn để lấy ra khoe hả? Còn nữa này, cho dù con gái ông có lên làm chủ tịch của tập đoàn Tam Hưng thì vẫn không xứng với Quân Lâm nhà tôi nhé. Diệp Đông Huy cười lạnh nói. Đúng thế. Chẳng qua là dựa vào doanh nghiệp Hàn Quốc thôi mà, có gì mà tự hào, còn muốn xứng với Diệp Quân Lâm hả, nằm mơ. Những người khác cũng phụ họa theo. Cho dù nhà họ Diệp làm nhiều việc xấu, cho dù nhà họ Diệp có rất nhiều người tam quan bát chính. Nhưng trước đại nghĩa dân tộc, trước mặt quốc gia vẫn thấy rõ phải trái. Dựa vào một đứa con rể người Hàn Quốc thì có gì mà tự hào cơ chứ. Trịnh Văn Thạc thở hổn hển. Được. Nhà họ Diệp các ông thật mạnh miệng, đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn tưởng là giống như trước kia hả? Trịnh Văn Thạc quát lên. Diệp Đông Huy khuyên nhủ, ông Trịnh à, chúng tôi có thể tới tham dự hôn lễ. Nhưng tôi khuyên ông tuyệt đối đừng mời Quân Lâm nhà tôi đi, nếu ông mà mời nó tới, chắc chắn là sai lầm. Ngô Vạn Nhã cũng nói chắc nịch, đúng rồi, phải đấy. Nếu ông muốn mời Diệp Quân Lâm tham dự hôn lễ, nếu ông tính toán khiến nó hối hận thì ngược lại nhà họ Trịnh các ông sẽ hối hận đấy. Đúng đấy, tuyệt đối đừng mời Diệp Quân Lâm tham dự hôn lễ. Hào quang của nó sẽ làm mờ đi tất cả mọi người, nó sẽ khiến cho con gái ông, khiến cho tất cả mọi người nhà họ Trịnh hối hận đấy. Diệp Kiện Sâm cũng nói như vậy. Thế nhưng người nhà Diệp càng nói thế. Trịnh Văn Thạc lại càng không phục. Được lắm, Diệp Quân Lâm. Tôi nhất định phải khiến cậu tới tham dự hôn lễ. Tôi ngược lại muốn xem là cậu sẽ khiến nhà họ Trịnh tôi hối hận như thế nào. Để xem cậu ta có che được hào quang của con rể tôi không. Trịnh Văn Thạc không tin. Sau khi Trịnh Văn Thạc rời đi, Diệp Đông Huy bắt đắc dĩ thở dài nói, lại thêm một kẻ mù quáng giống chúng ta trước kia, cứ thế không tin. Buổi tối, hoa viên Phương Đông. Quân Lâm ơi, anh đã xem chưa? Đối tượng kết thông gia thuở nhỏ của anh Trịnh Tiêu Kỳ sắp kết hôn rồi đấy. Kết hôn với một anh Hàn Quốc. Lý Tử Nhiễm mỉm cười hỏi. Anh biết, tin tức về hôn lễ của họ dày đặc đây này. Diệp Quân Lâm bực mình. Thế em hỏi này anh có hối hận không? Bây giờ Trịnh Tiêu Kỳ xinh đẹp, ưu tú như thế. Lý Tử Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm rồi hỏi. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói,
bà xã học cái xấu từ lúc nào đây, còn trêu anh nữa. Nói xong, Diệp Quân Lâm bắt đầu quầy nhiễu. Lý Tử Nhiễm không ngừng né tránh. Ông xã ơi, em sai rồi, chúng ta bàn chính sự đi. Cô ta kết hôn có mời anh không? Lý Tử Nhiễm hỏi. Mời rồi, anh đã đồng ý tham dự. Lý Tử Nhiễm nhéo tay anh, thế mà anh lại tham dự, vậy thì chúng ta hãy đối xử long trọng nhé. Ngày mai em sẽ dành thời gian đi mua quần áo cho anh, không thể để mất mặt được. Ha ha, cái này thì không cần đâu. Anh đã chuẩn bị xong quần áo rồi, chắc chắn khí phách. Diệp Quân Lâm cười cười. Bởi vì đi tham dự hôn lễ của Trịnh Tiêu Kỳ, anh chuẩn bị mặc bộ đồ tướng quân của anh. Thế thì tốt, anh đây, anh đừng tham dự nữa. Em biết là nhà họ Trịnh vẫn luôn coi anh như kẻ thù. Lý Tử Nhiễm cười cười. Ha ha, tuy nói là kết thông gia thuở bé, nhưng cho tới giờ anh vẫn luôn đối xử với cô ấy như em gái. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm cười cười, ông xã à, anh không hiểu tâm tư của phụ nữ đâu. Anh coi cô ấy như em gái, cô ấy không coi anh là anh trai đâu. Khi xưa nói thế nào cũng là anh đã phụ lòng cô ấy, hôn lễ lần này anh hãy chuẩn bị quà to vào. Nếu không đủ tiền thì anh hãy cầm lấy tấm thẻ này. Cô rất là hào phóng đưa cho Diệp Quân Lâm một tấm thẻ ngân hàng. Diệp Quân Lâm cương chiều vuốt tóc cô. Chính là bởi ý Tử Nhiễm hiền lành như vậy. Nếu mà là người phụ nữ khác, đừng nói là đi tham dự hôn lễ của đối tượng kết thông gia thuở bé, đến tham dự hôn lễ của giới tính nữ cũng sẽ không vui. Càng đừng nói đến việc đưa tiền đi mua quà. Diệp Quân Lâm mỉm cười, được, ngược lại thì anh chưa nghĩ đến điểm này, anh sẽ chuẩn bị một món quà to. Diệp Quân Lâm thông báo cho Thanh Long đi chuẩn bị một món quà lớn. Mây hôm nay, tập đoàn Tam Hưng đang thâm nhập vào từng lĩnh vực ở Tô Hàng, chuẩn bị trước cho cuộc chuyển nhà quy mô lớn. Cái gọi là hôn lễ, chẳng qua là công cụ bị lợi dụng mà thôi. Tất cả đều là những bước đi để tập đoàn Tam Hưng chiếm lấy thị trường Tô Hàng. Diệp Quân Lâm cho người mở một mắt nhắm một mắt không quản. Chẳng mấy chốc, vài ngày đã trôi qua. Khoảng cách đến hôn lễ của Trịnh Tiêu Kỳ còn một ngày thời gian. Nhà họ Trịnh đã chuẩn bị xong mọi việc. Trang viên Tân Hải đã chi rất nhiều tiền để xây dựng địa điểm tổ chức hôn lễ. Con gái ba thật giỏi, hôn lễ thế kỷ này. Trịnh Văn Thạc cất giọng cười to. Nào nào nào, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Trịnh Nguyên Bác mỉm cười nói. Sau ngày mai cháu gái ông đã là người của tập đoàn Tam Hưng rồi, nhà họ Trịnh chúng ta cũng được thơm lây cháu. Mọi người nhà họ Trịnh đều vui vẻ. Trịnh Tiêu Kỳ đang thử các loại áo cưới. Ngày mai cô muốn kết hôn với dáng vẻ xinh đẹp nhát. Nói cho những người từng coi thường cô biết rằng, cô đã trở thành nhân vật tối cao. Đam mỹ sắc. Khiến cho những người từng vứt bỏ cô phải hối hận. Con gái à, hôn lễ ngày mai con muốn gặp ai nhất? Ngô Lam hỏi. Diệp Quân Lâm. Trong mắt Trịnh Tiêu Kỳ lóe lên một tia sắc bén. Thực ra người nhà họ Trịnh đều biết cô một mực thích Diệp Quân Lâm, nhưng sau khi Diệp Quân Lâm chọn Lý Tử Nhiễm, cô đã tổn thương sâu sắc. Trịnh Tiêu Kỳ vì yêu mà hận. Hôm nay đối với Diệp Quân Lâm, cô chỉ còn hận ý. Năm đó cô đã thề, mình phải trở nên mạnh mẽ, trở nên yêu một ú. Yêu tú đến mức vượt qua cả Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm. Khiến cho Diệp Quân Lâm hồi hận. Cô còn muốn gả cho một người đàn ông xuất sắc hơn Diệp Quân Lâm gấp trăm lần. Khiến cho Diệp Quân Lâm nhìn cho thật kỹ. Là anh ta không xứng với mình. Lâu như thế, cuối cùng cô cũng đợi được ngày này. Trịnh Tiêu Kỳ mong thời gian trôi qua nhanh hơn. Cô nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ hối hận của Diệp Quân Lâm và người nhà họ Diệp. Người nhà họ Trịnh mang vẻ mặt sảng khoái, thoải mái. Trịnh Tiêu Kỳ mở tỷ vi lên xem tin tức. Tin đưa từ hải ngoại, hôm nay trên hội đấu giá ở Hawaii, một sợi dây chuyền tên là Tình Yêu Thế Kỷ đã được một người đấu giá về với cái giá trên trời, 8 tỷ. Theo thông tin được công bố thì người mua là người Hoa Hạ, sợi dây chuyền đang được vận chuyển về Hoa Hải. Tôi còn nghe nói, sợi dây chuyền này được dùng làm quà tặng cho hôn lễ. Bản thân Tình Yêu Thế Kỷ là biểu tượng cho tình yêu trong sáng không thay đổi, nó đã trải qua mấy thế kỷ rồi. Không biết là cô dâu nào ở Hoa Hạ sẽ may mắn như vậy nhỉ? Tin tức này đã hấp dẫn người nhà họ Trịnh, nhất là Trịnh Tiêu Kỳ. Bởi vì tín vật đỉnh tình mà Lee Jae Jin chuẩn bị cho cô ta cũng là một sợi dây chuyền bản số lượng giới hạn. Trị giá lên đến hàng triệu tệ.
các chị em của cô ta cực kỳ hâm mộ. Vốn dĩ cô ta rất vui, nhưng sau khi nhìn thấy tình yêu thế kỷ, thì lập tức không còn hứng thú. Nếu sợi dây chuyền tình yêu thế kỷ này mà là của mình thì tốt biết mấy nhỉ. Đeo sợi dây chuyền này lên, cô chắc chắn sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời. Thôi bỏ đi, kiểu vận may này không thể thuộc về mình đâu. Trước khi đi nghỉ, Trịnh Tiêu Kỳ lại gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm, yêu cầu anh ngày mai nhất định phải đến. Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ tới, tôi còn chuẩn bị quà cho cô rồi đây. Diệp Quân Lâm nói. Của bốn. Trịnh Tiêu Kỳ cười tự giễu. Diệp Quân Lâm thì chuẩn bị được món quà gì chứ? Ngày mai cô có thể nhìn thấy rồi. Diệp Quân Lâm cười cười. Ngày hôm sau, ngày cưới của Trịnh Tiêu Kỳ và Ly Giai Jin. Sơn Trang Tân Hải cực kỳ náo nhiệt. Ô tô liên tục nối đuôi nhau đi vào. Nhà bố mẹ vợ ở Tô Hàng tới tham dự hôn lễ. Chúc cô Trịnh Tiêu Kỳ và anh Ly Giai Jin trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Nhà họ Đồng ở Tô Hàng tới tham dự hôn lễ. Hồ Tiểu Long, chủ tịch tập đoàn Nhuận Thiên chúc mừng cô dâu chú rể. Trừ những anh em nhà họ Trịnh thì người ở những gia đình quyền thế khác cũng tới. Đây là điều mà nhà họ Trịnh không ngờ. Ha ha ha, nhà họ Trịnh ta trở thành hào môn thật rồi. Trước kia chúng ta toàn phải nhìn lên những gia tộc này. Trịnh Uyên Bác cười nói, sắc mặt hồng hào. Tiêu Quốc Phỏ, gia chủ nhà họ Tiêu tới. Hàn Thiếu Côn, gia chủ nhà họ Hàn tới. Các ông lớn tới tham dự hôn lễ sau đó thực sự khiến ông ta kinh ngạc. Bởi vì tất cả đều là người cai quản của nhà giàu trăm tỷ. Đại diện cho nhóm người mạnh nhất Tô Hàng. Nhất là Tiêu Quốc Phổ cũng tới. Tiêu Quốc Phổ là người nhiều tiền nhất Tô Hàng hiện tại. Ngay cả ông ta mà cũng đến. Ha ha ha, mặt mũi của nhà họ Trịnh ta lớn quá nhỉ. Trịnh Uyên Bác hít thở dồn dập, vẻ mặt khiếp sợ. Những người khác của nhà họ Trịnh cũng kích động đến nỗi trái tim sắp bay ra ngoài. Trịnh Văn Thạc cười cười, mọi người bình tĩnh một chút. Những nhân vật siêu máu mặt này tới đây chắc chắn là vì tập đoàn Tam Hưng. Đúng, đúng thế, chắc chắn là họ nể mặt tập đoàn Tam Hưng đấy. Mọi người thoải mái. Khách khước vào liên tục. Gần như bao gồm hết tất cả nhân vật máu mặt ở Tô Hàng. Trịnh Tiêu Kỳ tươi cười. Hôn lễ của cô lại thu hút nhiều nhân vật lớn thế ư. Diệp Quân Lâm, anh đã thấy chưa? Đây chính là hôn lễ của tôi. Ngay cả Thảm Mặc Sơn, người giàu có nhất Tô Hàng và người giàu nhất ở thời điểm hiện tại là Tiêu Quốc Phổ cũng đã tới. Tôi xuất sắc hơn anh đấy. Là anh không xứng với tôi. Trong lòng Trịnh Tiêu Kỳ cực kỳ kích động. Ánh mắt cô ta đang tìm kiếm bóng dáng của Diệp Quân Lâm. Không nhìn thấy Diệp Quân Lâm đâu. Nhưng Diệp Kiện Sâm dẫn theo người nhà họ Diệp đã tới. Ha ha ha, gia đình từng là hào môn Diệp ra tới, thật vẻ vang cho kẻ hèn chúng tôi. Trịnh Văn Thạc cười lạnh nói. Ánh mắt của mọi người cũng ào ào nhìn vào đám người nhà họ Diệp. Bọn họ còn mặt mũi mà tới tham dự hôn lễ cơ à? Khi xưa là nhà họ Diệp vô tình hủy bỏ hôn ước thuở nhỏ giữa Diệp Quân Lâm và Trịnh Tiêu Kỳ. Bây giờ nhà họ Trịnh mạnh rồi. Lại nhìn nhà họ Diệp suy bại thành dạng gì rồi. Thật là mất mặt. Nếu tôi mà là người nhà họ Diệp, tôi sẽ kiên quyết không tới tham dự hôn lễ. Mất mặt lắm. Đám người Diệp Kiện Sâm không để ý tới những lời châm chọc của mọi người xung quanh. Cô Trịnh tân hôn vui vẻ. Mong cô hạnh phúc, không hối hận. Diệp Kiện Sâm cười nói. Ý gì đấy, cái gì gọi là không hối hận hả? Chẳng lẽ cô Trịnh sẽ hối hận vì không gả cho Diệp Quân Lâm chắc? Thật là nực cười nhỉ. Mọi người cười lạnh nói. Trịnh Tiêu Kỳ cười cười, yên tâm, còn lâu tôi mới hối hận. Phải rồi, Diệp Quân Lâm đâu? Cô hỏi sang chuyện khác. Diệp Đông Huy mỉm cười nói, yên tâm đi, nếu nó đã đồng ý tới thì chắc chắn sẽ tới. Trong lòng ông lại bổ sung thêm một câu, nó mới là vị khách có thân phận cao quý nhất trong hôn lễ này. Ngô Vạn Nhã cười nói, cô bé ơi, các bác khuyên cháu hãy chuẩn bị tâm lý, đừng để lát nữa không chịu nổi. Diệp Kiện Sâm phụ họa nói, không chỉ cô nhóc Trịnh, còn tất cả mọi người nhà họ Trịnh cũng phải chuẩn bị tâm lý tốt vào. Nhất là anh Trịnh, lát nữa anh đừng qua đây. Nghe thấy câu này, người nhà họ Trịnh tức điên. Diệp Kiện Sâm, ông có ý gì hả? Ông đang mắng ba tôi hả? Phiêu sao nào, ông nghĩ chúng tôi vẫn là nhà họ Trịnh trước kia hả? Trịnh Văn Thác chỉ vào mũi Diệp Kiện Sâm rồi quát. Tôi nói cho ông biết,
Hiện tại nhà họ Trịnh tôi đã tiến vào hào môn rồi. Con rể tôi là cổ đông của tập đoàn Tam Hưng, con gái tôi là tổng đại diện ở khu vực Hoa Hạt, ngược lại nhà họ Diệp các ông giờ đã trở thành chuột qua đường. Trong mắt nhà họ Trịnh, các ông chỉ là mấy con chó mà thôi. Cái gì vậy? Sao nào? Chẳng nhẽ Diệp Quân Lâm có thân phận cao quý gì chắc? Lại còn chúng tôi không chấp nhận nổi. Thật là nực cười. Người nhà họ Trịnh gào lên. Trịnh Tiêu Kỳ cũng cười lạnh nói, tôi cảm ơn lời chúc của các trưởng bối nhà họ Diệp. Năng lực tiếp nhận của tôi rất tốt, ngược lại là Diệp Quân Lâm, tôi sợ lát nữa anh ta sẽ không chấp nhận nổi ấy. Nhìn thấy tôi ưu tú như này, chồng tôi lại giỏi hơn anh ta gấp trăm ngàn lần, người hồi hận phải là anh ta chứ. Nghe vật, Diệp Đông Huy ha ha cười lớn nói, cháu yên tâm, người hối hận chắc chắn là cháu. Ngoài ra, nhà họ Diệp tôi có nghèo túng hay không, tất cả chỉ dựa vào một câu nói của thằng bé. Chỉ cần Quân Lâm nói một câu, nhà họ Diệp tôi sẽ trở thành nhà giàu số một Tô Hàng, thậm chí là nhà giàu số một tỉnh Giang Nam ngay lập tức. Nói tới đây, người nhà họ Diệp tràn đầy kiêu ngạo. Cho dù Diệp Quân Lâm đã tuyên bố không có bất kỳ quan hệ nào với họ. Nhưng trong lòng mọi người, Diệp Quân Lâm chính là người nhà họ Diệp. Là niềm tự hào lớn nhất của nhà họ Diệp, không gì sánh được. Ha 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 ha. Nhưng những người khác ở hiện trường nghe được câu này xong thì đều cười to. Người nhà họ Diệp có vấn đề về đầu óc hả? Cùng ở Tô Hàng, chẳng nhẽ chúng tôi không biết Diệp Quân Lâm như nào hả? Một kẻ vô dụng sống tạm bợ khắp nơi. Hàng ngày chơi cùng với đám bảo vệ, anh ta có thể có thành tựu gì? Mọi người cười nhạo nói. Trịnh Tiêu Kỳ vòng hai tay trước ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng. Diệp Quân Lâm của hôm nay không thể đánh đồng với cô ta được. Sao thế em yêu? Đúng lúc này, chú rể Ly Giai Jin chậm rãi đi tới. Ly Giai Jin hôm nay rực rỡ chói mắt, xuất hiện trong đám người. Bất kể là tướng mạo, chiều cao hay khí chất đều nghiền nát nam giới khác ở đây. Âu chú rể đẹp trai quá nhỉ, lại còn xuất thân quý tộc, cổ đông của tập đoàn Tam Hưng. Trịnh Tiêu Kỳ thật hạnh phúc, ngưỡng mộ quá đi. Toàn trường nơi nơi đều là tiếng cảm thán và hâm mộ. Trịnh Tiêu Kỳ nghe thấy, trong lòng rất là tự hào. Các người đã thấy chưa? Chồng tôi vạn người ngưỡng mộ ước ao. Diệp Quân Lâm anh bì nổi à? Vô số nhân vật nổi tiếng Tô Hàng vừa nhìn thấy Ly Giai Jin tới thì lập tức đi lên đưa danh thiếp kết bạn. Có mấy người đều là những nhân vật không thua gì Diệp Kiện Sâm lúc huy hoàng nhất. Ly Giai Jin vừa đi ra đã trở thành tiêu điểm. Cô bé nhà ông Trịnh tốt số thật đấy. Bị Diệp Quân Lâm vứt bỏ, không ngờ lại tìm được một người tốt như này. Còn không phải sao, năm đó ông Trịnh còn quỳ xuống cầu xin Diệp Kiện Sâm, Diệp Kiện Sâm còn xé bỏ hôn ước đi, bây giờ có khi hối hận chết đi được. Báo ứng tới thật là nhanh, bây giờ nhà họ Diệp thành cái dạng gì rồi. Nhà họ Diệp còn tới tham dự hôn lễ, không xấu hổ à? Mọi người đều chế giễu. Trịnh Tiêu Kỳ nhỏ giọng nói với Ly Giai Jin, người nhà họ Diệp nói rằng lát nữa em gặp Diệp Quân Lâm, em sẽ hối hận. Ly Giai Jin nghe xong, ha ha cười to nói la ha ha, thật nực cười. Với thân phận người nhà họ Lý tập đoàn Tam Hưng của anh, đừng nói là một Diệp Quân Lâm nho nhỏ, cho dù có là con trai của nhà giàu nhất Tô Hàng thì sao? Vẫn không xứng với em. Ly Giai Jin quét mắt nhìn mấy người nhà họ Diệp một cái, em yêu đừng để ý, mấy con chó này không đáng để em tức giận. Anh ta hoàn toàn coi thường nhà họ Diệp. Cho dù nhà họ Diệp lúc huy hoàng, thì ở trước mặt tập đoàn Tam Hưng cũng chỉ như con kiến thôi. Trịnh Tiêu Kỳ cũng kiêu ngạo nhìn người nhà họ Diệp. Nhưng người nhà họ Diệp làm lơ, khiến cho cô ta rất tức giận. Không đúng. Nhìn thấy con gái nhà mình gả cho người ưu tú như này. Người nhà họ Diệp phải hối hận mới đúng chứ. Sao lại chẳng có phản ứng gì vậy? Điều này làm cho người nhà họ Trịnh rất nghi ngờ. Lúc này, trên quốc lộ từ tỉnh thành tới Tô Hàng, đoàn xe dài đang đi. Bọn họ là Park Chun Shin và Lee Che Sik. Tới Tô Hàng tham dự hôn lễ. Tất nhiên, mục đích chính là ra tay với Tô Hàng, bá chiếm toàn bộ Tô Hàng. Vừa xuống giao lộ cao tốc, đầu xe lại bị người chặn lại. Trước mặt có một người đi tới, chính là Vũ Sâm. Có chuyện gì? Vẻ mặt Park Chun Shin bực mình. Vừa tới Tô Hàng đã bị chặn xe, đây không phải điểm tốt. Quản lý tập đoàn Tam Hưng là vị nào? Vũ Sâm hỏi. Là tôi, có việc gì? Park Chun Shin xuống xe.
ông đã nhận được cảnh cáo của cuộc đàm phán trước đó chưa? Vũ Sâm hỏi. Nhận được rồi. Park Chun-sin nhìn cậu ta. Thời gian 5 ngày sắp tới rồi, quyết định của các ông như nào? Hẳn là tới trả tiền và xin lỗi hả? Vũ Sâm mỉm cười hỏi. Láo toét. Tôi lại phải để bụng lời cái cảnh cáo của một tập đoàn Vân Đình nho nhỏ ư. Thực là nực cười. Park Chun-sin tức giận nói. Đúng thế, trước nay chưa từng có kẻ nào dám cảnh cáo tập đoàn Tam Hưng. Những người khác cũng quát lên. Vũ Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, các ông không có ý định sám hối rồi. Ông chủ nhà tôi đã nói rồi, thế thì cuối cùng các ông phải cút khỏi Tô Hàng, cút khỏi Hoa Hại. Ha 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 ha. Nghe thấy lời nói của Vũ Sâm, người của tập đoàn Tam Hưng bật cười. Bọn họ nhìn Vũ Sâm như nhìn một thằng ngốc. Lại còn làm cho tập đoàn Tam Hưng cút khỏi Hoa Hạ ư. Sao có thể chứ? Ha ha ha, đi về nói với ông chủ các cậu rằng, chưa biết ai là người cút khỏi Hoa Hạ đâu. Lần này tới, thù mới hận cũ tính một thể luôn đi. Park Chun-sin cười nói. Có Lee Chae-sik ở bên cạnh, ông ta còn sợ ai chứ? Lần này, nhất định phải quét sạch tập đoàn Vân Đình. Khi đội xe của tập đoàn Tam Hưng đi tới Sơn Trang Tân Hải, hiện trường sục sôi. Người này là tổng phụ trách tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ đấy. Tập đoàn Tam Hưng có sản nghiệp hơn 100 tỷ ở tỉnh thành, kiêu ngạo khắp tỉnh thành. Cộng thêm 100 tỷ của bè phái Viên Sơn Hà nữa, tổng cộng có hơn 200 tỷ rồi. Đơn giản hơn thì Park Chun-sin chính là đệ nhất ở tỉnh Giang Nam. Người nhà họ Trịnh cực kỳ kích động. Nhân vật cỡ này đã là chú của Trịnh Tiêu Kỳ. Nhà họ Trịnh há chẳng phải sắp trở thành hào môn chân chính sao? Điều này khiến cho rất nhiều người dân Tô Hàng hâm mộ. Đại sư Taekwondo số 1 Hàn Quốc, huấn luyện viên trưởng của 100.000 bộ đội, nhân vật cấp quốc bảo, ông Lee Chae-sik tới tham dự hôn lễ. Mời mọi người đứng dậy, Lee Chae-sik vào bàn. Không khí của hôn lễ được đẩy lên cao. Trịnh Tiêu Kỳ cực kỳ mừng rỡ. Đến cả nhân vật cấp quốc bảo cũng tới tham dự hôn lễ của cô ta. Diệp Quân Lâm, anh xứng với tôi sao? Lee Chae-sik xoát hiện, những nhân vật máu mặt như Tiêu Quốc Phổ, Thẩm Vạn Sơn cũng ảo ảo đứng dậy. Nhân vật cấp bậc quốc bảo này có thân phận, bối cảnh đè bẹp tất cả mọi người. Cho dù ông ta tới từ Hàn Quốc, nhưng vẫn phải nể ề mặt. Nhìn thấy hiệu quả này, ngay cả đám người Diệp Kiện Sâm cũng thay đổi sắc mặt. Nếu Diệp Quân Lâm mà không có thân phận kia, thì đúng là sẽ bị đè. Nhà họ Trịnh bám vào cây đại thụ đây mà. Nhìn thấy mọi người đứng hết lên. Người nhà họ Trịnh nở nụ cười tươi. Nhất là Trịnh Tiêu Kỳ, cô ta cảm thấy cực kỳ tự hào. Hôn lễ của người phụ nữ nào mà được tổ chức ở trình độ này, chắc là đỉnh cao nhất rồi nhỉ. Tôi chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất đó. Lee Chae-sik chúc mừng, từ giờ trở đi, cô đã là con dâu của tập đoàn Tam Hưng tôi. Cô phải ghi nhớ thân phận cao quý của cô, đừng bị những chuyện tầm thường làm mất thời gian. Lee Chae-sik nói câu này không khác nào thừa nhận sự thực Trịnh Tiêu Kỳ trở thành người của tài phiệt nhà họ Lý, tập đoàn Tam Hưng. Đây mới là quý tộc thực sự. Ý ông ta là ông ta đang bảo Trịnh Tiêu Kỳ có thân phận quý tộc, đừng dây dưa với một số người thường. Như thế là mất thân phận. Còn nữa, sau này nhà họ Trịnh mà có bất cứ việc gì, tập đoàn Tam Hưng đều có thể giải quyết cho các ông. Lee Chae-sik lại nhắc đến nhà họ Trịnh. Trời ban hạnh phúc, đám người Trịnh Nguyên Bác kích động đến nỗi suýt thì ngất đi. Trịnh Nguyên Bác xông tới chỗ Diệp Kiện Sâm rồi quát to, Diệp Kiện Sâm, năm đó khi tôi quỳ dưới chân ông, chẳng phải ông đã nói nhà họ Trịnh mãi mãi không thể với tới nhà họ Diệp sao? Bây giờ thì sao? Ông mở to mắt ra mà nhìn đi, nhà họ Trịnh bây giờ như thế nào? Sự bực bội của người nhà họ Trịnh 10 năm trước cuối cùng đã phát tiết ra ngoài. Thật là sảng khoái. Nhà họ Trịnh cũng sẽ có một ngày, dẫm lên mũi nhà họ Diệp nhỉ. Cảm ơn Diệp Quân Lâm năm đó đã có ơn từ chối, nếu không có lời từ chối của anh ta, Trịnh Tiêu Kỳ tôi sẽ không có ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Trịnh Tiêu Kỳ cực kỳ hoan hỉ. Sau đó cô nhìn đám người Diệp Kiện Sâm rồi cười nói, cảm ơn các bậc bề trên của nhà họ Diệp, các ông xé bỏ hôn ước, đã cho tôi hạnh phúc. Tôi chân thành cảm ơn mọi người. Sắc mặt của người nhà họ Diệp có hơi khó xem. Đây đâu phải cảm ơn. Đây rõ ràng là đang sỉ nhục nhà họ Diệp mà. Sao Diệp Quân Lâm vẫn chưa tới vậy? Bây giờ Trịnh Tiêu Kỳ rất khao khát nhìn thấy Diệp Quân Lâm,
hy vọng nhìn thấy vẻ mặt hối hận tột cùng của anh. Trong đầu, cô đã tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Quân Lâm quỳ dưới đất khóc lóc chảy nước mắt hối hận. Hôn lễ sắp bắt đầu. Vì thế tân khách ngồi xuống. Với thân phận hiện tại của nhà họ Diệp, theo lý mà nói thì phải bị sắp xếp vào vị trí ở góc xó. Nhưng nhà họ Trịnh vì để sỉ nhục nhà họ Diệp nên đã bố trí cho nhà họ Diệp ngồi ở hàng đầu. Bàn bên cạnh là những nhân vật như Park Chun-sin, Lee E-sik. 5 phút nữa là bắt đầu hôn lễ, ông Lee, cô Trịnh, hai người chuẩn bị đi. Người dẫn chương trình tới nhắc nhở. Trịnh Tiêu Kỳ vẫn nhìn về phía trước, mong chờ sự xuất hiện của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm không tới, cô chưa nỡ làm lễ cưới. Có thể nói sau khi gặp Diệp Quân Lâm, đám cưới này của cô đơn thuần là để nhục nhã Diệp Quân Lâm. Anh không thể không tới. Thưa cô chủ, có người tới đưa quà. Lúc này, quản gia chạy vào nói. Hả, đưa quà thì ông nhận là được rồi. Làm gì mà luống cuống vậy? Trịnh Tiêu Kỳ nhíu mày, tỏ ra hơi bực mình. Cô chủ, người đưa quà nói là món quà này quá quý giá, nhất định phải giao tận tay cho cô. Quản gia nói. Được, ông cho anh ta vào đi. Chẳng mấy chốc, một chiếc trực thăng tư nhân đã xuất hiện trên bãi cỏ nơi tổ chức đám cưới. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Ngay cả Trịnh Tiêu Kỳ cũng sợ ngây người. Đây là quà gì thế? Vậy mà dùng trực thăng đưa tới 2-6 người mặc combo đi giày ra xuông trực thăng. Một người trong số đó đang cầm một hộp quà tinh xảo trong tay. Những người khác bảo vệ xung quanh, sợ cái hộp rớt mất. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của mấy người này, hình như thứ trong hộp quà có giá trị rất lớn. Điều này khiến cho mọi người rất nghi hoặc. Rốt cuộc là món quà gì? Ánh mắt ở toàn trường đều tập trung vào mấy người này. Tôi biết những người này, họ là Thiên Lang, công ty bảo vệ nổi tiếng trên trường quốc tế, họ chỉ nhận hộ tông những vật phẩm có giá trị trên 100 triệu. Park Chun-sin nhìn thấy biểu tượng đầu sói trên quần áo những người này, không nhịn được kinh ngạc nói. Hít! Những người khác nghe thấy vậy xong, hít vào một hơi thật sâu. Lễ vật trị giá 500 triệu ư? Lễ vật giá trên trời gì vậy? Trịnh Tiêu Kỳ vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Không có bạn bè bạn học nào đi tặng mình món quà giá trị như này đi. Món quà giá trị nhất mà hôm nay nhận được chính là món quà hàng triệu. Rất nhanh, 6 người hộ tống chiếc hôm đi tới trước mặt Trịnh Tiêu Kỳ. Cô Trịnh, mời cô mở ra. Người đàn ông cầm chiếc hộp trong tay, đưa tới trước mặt Trịnh Tiêu Kỳ. Mở ra xem là gì? Mọi người thúc giục. Hai tay Trịnh Tiêu Kỳ run rẩy, cẩn thận mở hộp quà tinh xảo ra. Lạch cạch. Mở hộp ra, toàn trường kinh ngạc. Mọi người ngưng thần nín thở, mắt không nháy nhìn chiếc hộp chằm chằm. Bởi vì trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền, đặc biệt là một viên kim cương to lấp lánh chói mắt. Sáng rực đến nỗi người không thể mở mắt. Cái gì? Sau khi nhìn rõ chiếc vòng cổ, Trịnh Tiêu Kỳ như bị sét đánh. Con người trợn tròn như sắp bay ra ngoài. Nguyên nhân? Vì món quà trong chiếc hộp lại là tình yêu thế kỷ vừa được bán đấu giá với giá 800 triệu ở Hawaii vừa rồi. Sợi dây chuyền đã trải qua 10 thế kỷ. Tượng trưng cho tình yêu thuần khiết không thay đổi. Là chứng nhân tuyệt vời nhất cho tình yêu. Cô Trịnh, giới thiệu với cô, đây là vật báu tình yêu thế kỷ trong truyền thuyết. Nó đã được khách hàng cao quý nhất đấu giá về với giá 800 triệu. Món hàng tuyệt đối là thật. Trong đây có giấy chứng nhận kiểm tra đạt chuẩn của các ngành lớn trên thế giới. Nói xong, một người cầm một đống giấy chứng nhận lên phía trước. Trịnh Tiêu Kỳ kích động đến nỗi chảy nước mắt luôn rồi. Trịnh Tiêu Kỳ kích động hỏi. Vị tiên sinh đó không đồng ý tiết lộ tính danh, nhưng lát nữa anh ấy cũng sẽ tới hôn lễ. Ở đây, anh ấy có lời nhắn là chúc cô Trịnh có được tình yêu hạnh phúc mỹ mãn. Sợi dây chuyền này là lời chúc nho nhỏ của anh ấy. Những người này hộ tống xong thì lập tức rời đi. Là ai được nhỉ? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người ở buổi lễ. Trịnh Tiêu Kỳ lại càng tò mò. Trong số bạn thân của mình, người nào sẽ tặng mình món quà quý giá như này nhỉ? Cô ta nghĩ một vòng. Không có bất kỳ ai phù hợp. Thôi bỏ đi. Chẳng phải lát nữa người đó sẽ xuất hiện sao? Vậy thì cứ đợi thôi. Trịnh Tiêu Kỳ nhận món quà quý này, người nhà họ Trịnh hoan hỉ tột độ. Nhà họ Trịnh tôi quật khởi với khí thế không thể cản nhỉ. Tôi nằm mơ cũng không ngờ,
con gái tôi kết hôn sẽ có người tặng quà trị giá 800 triệu. Người nhà họ Trịnh cười không ngậm được mồm. Nhưng người này là ai nhỉ? Chẳng lẽ là người thầm mến con gái tôi? Trịnh Văn Thạc nói lắm bẩm. Phải đấy, tôi cũng không đoán ra là người nào. Mọi người vắt hết óc suy nghĩ mà vẫn chưa nghĩ ra ai tặng quà. Lúc này người nhà họ Diệp đưa mắt nhìn nhau, bật cười. Các ông cười gì hả? Cứ như thể các ông biết người nào tặng quà ấy nhỉ? Trịnh Văn Thạc phẫn nộ nói. Đúng rồi, chúng tôi biết người nào tặng đấy. Diệp Kiện Sâm thừa nhận nói. Không đợi Trịnh Văn Thạc nói, Trịnh Nguyên Bác đã cười lạnh nói, dẹp đi. Nếu nhà họ Diệp các ông biết nhân vật cỡ này, làm sao mà các ông sa sút đến bước này được? Người nhà họ Trịnh không để ý tới nhà họ Diệp. Trong mắt họ, nhà họ Diệp là một tồn tại xấu xí. Nếu không phải vì sỉ nhục nhà họ Diệp, bọn họ căn bản không có tư cách tới tham dự hôn lễ. Càng không có tư cách nói chuyện ở đây. Mọi người đều mong đợi gặp người đã tặng tình yêu thế kỷ. Nhà họ Trịnh lại càng mong đợi. Tiếp theo là thủ tục đưa tiền mừng cưới. Sau khi nhà họ Trịnh nâng cao địa vị, rất nhiều người đều theo đó mà mừng mấy vạn hay mấy chục vạn. Tiêu Quốc Phổ đã mừng 1 triệu. Bác Chun Xin mừng một mạch 10 triệu, điều này khiến cho mấy người Trịnh Nguyên Bác vui vẻ cười lớn. Tổ chức một lễ cưới, lãi hơn 2-30 triệu tệ. Tất nhiên, còn có sợi dây chuyền 800 triệu nữa. Lời lớn rồi. Sau khi tất cả mọi người đưa tiền mừng cưới xong, thắm họa mặc, quản lý cấp cao của ngân hàng Tô Hàng tới. Hả, sao cô Thẩm lại tới đây? Rất nhiều người ở hôn lễ nhận ra Thẩm họa mặc. Người nhà họ Trịnh kính cẩn ra đón tiếp, sau này còn phải qua lại với ngân hàng nữa. Chắc hẳn cô Thẩm cũng tới tham dự hôn lễ của con gái phải không? Trịnh Văn Thạc mỉm cười hỏi. Thẩm họa mặc lắc đầu, chào cô Trịnh Tiêu Kỳ, tôi thay mặt một vị khách tới đây để đưa tiền mừng. Bởi vì số tiền mà anh ấy mừng quá lớn, cho nên tôi phải đích thân tới. Hả? Trịnh Tiêu Kỳ vừa vui vừa sợ. Số tiền này phải lớn bằng nào đây? Quản lý cấp cao của ngân hàng đích thân tới làm việc. Trước đó cô Trịnh đã nhận được tình yêu thế kỷ rồi đúng không? Thẩm họa mặc mỉm cười hỏi. À, tôi đã nhận được. Trịnh Tiêu Kỳ kinh ngạc. Không ngờ người tặng dây chuyền còn tới đưa tiền mừng nữa. Đã tặng quà rồi còn cần mừng cả tiền nữa sao? Trịnh Tiêu Kỳ hơi ngại ngùng. Cần chứ, chuyện nào ra chuyện đó. Thẩm họa mặc rút chỉ phiếu ra, thì thầm, số tiền mà vị tiên sinh đó mừng tính theo đô la Mỹ. Khi nhìn thấy một dãy số dài trên tấm séc, Trịnh Tiêu Kỳ sốc đến nỗi suýt thì ngất xỉu. Trịnh Nguyên Bác suýt thì ngất luôn. Số tiền mừng là hơn 880 triệu. Gì mà phô trương thế? Rốt cuộc người đó là nhân vật nào vậy? Ừ, đưa cho cô tấm séc, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm họa mặc và nhân viên ngân hàng rời đi. Trịnh Tiêu Kỳ run rẩy cầm tấm séc, sau khi xác nhận nhiều lần, số tiền có 9 số 8. Hơn nữa tấm séc này được đích thân Thẩm họa mặc đưa, không thể là giả. Trời ơi! Rốt cuộc là ai? Món quà thì tặng dây chuyền 800 triệu. Tiền mừng thì hơn 880 triệu. Người nhà họ Trịnh cực kỳ khấn khởi. Có người bạn thân như này, nhà họ đủ vẻ vang, hãnh diện. Sau này, nhà họ Trịnh chính là nhà đỉnh nhất Tô Hàng rồi. Lúc này, Park Chun Shin và Lee Chae Sik đều ngơ ngắn. Người này ra tay qua là hào phóng. Một lúc gần 2 tỷ. Hơn nữa điệu bộ này chứng tỏ không phú tức quý. Không ổn. Park Chun Shin chau mày. Ông ta đã điều tra rất rõ về bối cảnh của nhà họ Trịnh. Căn bản không có nhân vật lợi hại như này. Kể cả họ Hàng xa máy đời ông ta cũng đã điều tra, không có ai lợi hại mà. Rốt cuộc người này là ai? Trịnh Tiêu Kỳ cảm thấy mọi việc quá không chân thực. Mình có người bạn như này ư? Lễ cưới sẽ chơi phô trương như này á? Bây giờ cô ta cực kỳ muốn biết rốt cuộc người đó là ai? Thưa cô chủ, đã đến giờ cử hành hôn lễ, có bắt đầu không ạ? Người điều khiển nghi thức buổi lễ hỏi. Cứ đợi đã, anh ấy vẫn chưa tới. Trịnh Tiêu Kỳ nói. Mặc dù cô không biết người đó là ai. Nhưng hôn lễ hôm nay, anh phải tới thì mới được bắt đầu. Đúng rồi. Sao Diệp Quân Lâm còn chưa tới? Diệp Quân Lâm còn dám tới hả? Có khi anh ta đến cửa Sơn Trang nhìn thấy nhiều ô tô sang, nên sợ quá đi về rồi. Đúng đấy,
Diệp Quân Lâm là người thông minh. Anh ta biết anh ta tới tham dự hôn lễ chắc chắn sẽ chịu nhục, anh ta làm gì dám đến. Thật đáng tiếc, không được tận mắt chứng kiến hình ảnh Diệp Quân Lâm hối hận khóc lóc. Đám người Trịnh Văn Thạc lắc đầu tiếc nuối. Đối với Trịnh Tiêu Kỳ thì đây cũng là một niềm tiếc nuối. Sao Diệp Quân Lâm không tới? Bây giờ cô ta muốn cho anh xem sợi dây chuyền 800 triệu, tắm xét 880 triệu. Muốn nói cho anh ta biết rằng, đây là hôn lễ của Trịnh Tiêu Kỳ cô. Sau khi Diệp Đông Huy nghe thấy vậy, ông cười lạnh nói, yên tâm đi, Quân Lâm sẽ tới. Nó sẽ không vắng mặt. Ngược lại là các cô đấy, các cô hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt vào, tôi sợ lát nữa các cô sẽ không chịu nổi. Im miệng, ông không cần nói chuyện. Nghe được những lời này lần nữa, khiến cho Trịnh Văn Thạc rất tức giận. Ông ta hận không thể đám cho Diệp Đông Huy mấy phát. Lúc này, có mấy chiếc ô tô bình thường đi tới cổng Sơn Trang. Người phụ trách đón tiếp ở cổng nhìn thấy chiếc xe thì cười lạnh nói, loại xe này mà cũng dám tới tham dự hôn lễ cấp bậc này hả? Nhưng sau khi người trên xe đi xuống, vẻ mặt anh ta cứng lại. Bởi vì người mà anh ta nhìn thấy là một nhân vật siêu cấp tổ những nhà lãnh đạo thực sự của Tô Hàng. Sau khi những người này đi vào hội trường hôn lễ, toàn trường xôn xao. Ngoài mấy người Park Chun-sin không biết chân tướng ra, những người khác đều nhao nhao đứng dậy. Thị trưởng Chu, sao ông lại tới đây? Còn có ba vị phó thị trưởng nữa, Bí Thư Vương, Cục trưởng Phó, Khu trưởng Hạ. Trịnh Tiêu Kỳ lảo đảo suýt thì ngã xuống đất. Bởi vì người tới là nhóm người Chu Ngọc Hằng. Các lãnh đạo lớn của Tô Hàng gần như đến đủ cả. Những nhân vật này mà cũng tới tham dự hôn lễ ư. Đám người Trịnh Văn Thạc trợn tròn mắt. Cô Trịnh tân hôn vui vẻ. Hôm nay, chúng tôi đến với danh nghĩa cá nhân, cô đừng lo lắng. Chu Ngọc Hằng cười nói. Trịnh Tiêu Kỳ nhéo mặt mình, xác nhận đây không phải là mơ. Ngay cả các lãnh đạo của Tô Hàng cũng tới tham sự hôn lễ của mình hả? Mình có mặt mũi lớn thế sao? Chu Ngọc Hằng đi qua chào hỏi Lee Jae Jin, chúc phúc cho chú rể. Ông Park, chúng tôi biết ông đấy. Mấy người Chu Ngọc Hằng lại đi chào hỏi Park Chun-sin. Người nhà họ Trịnh ngơ ngác nhìn nhau. Nháy mắt bọn họ đã hiểu rồi. Mấy người Chu Ngọc Hằng tới tham dự hôn lễ là nẻ mặt tập đoàn Tam Hưng. Thông qua điều này, Trịnh Tiêu Kỳ lập tức liên tưởng, cái người mà tặng cô ta dây chuyền phải chăng là người có quan hệ với tập đoàn Tam Hưng. Thậm chí người đó chính là người mà tập đoàn Tam Hưng phái đến. Đúng rồi. Sao Diệp Quân Lâm vẫn chưa tới? Anh ta đã để mất quá nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Trịnh Tiêu Kỳ lập tức gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm. Anh đã tới chưa? Trịnh Tiêu Kỳ hỏi. Tới rồi, trên đường kẹt xe. Tôi tới ngay đây. Diệp Quân Lâm nói. Anh đến thì thật mừng quá. Trịnh Tiêu Kỳ cười nói. Tôi sẽ ăn mặc long trọng tới tham dự hôn lễ của cô, tôi cũng tới với lễ nghi cao nhất. Diệp Quân Lâm thật lòng coi cô như em gái, suy cho cùng thì lúc nhỏ cô vẫn luôn đi phía sau anh. Màu xanh quân đội. Sau khi được Lý Tử Nhiễm nhắc nhở, Diệp Quân Lâm cư xử rất cẩn trọng. Rất nhanh, mấy chiếc xe quân đội dừng ở cổng Sơn Trang. Cạch cạch cạch. Hai đội quân sĩ cạch 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 tiến vào hội trường hôn lễ, sau đó đứng hai bên dọc theo thảm đỏ. Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Trịnh Tiêu Kỳ đỏ mắt mong chờ nhìn về phía cửa. Chỉ thấy mấy người xuất hiện ở cửa đều mặc quân trang. Trong vòng vây của mấy người đó, một bóng người hiên ngang xuất hiện. Một thân quân phục màu xanh, năm sao trên veo. Trong giây phút hai hàng quân sĩ tiền vào, hô hấp của mọi người đều ngưng trệ, ánh mắt như đông cứng lại. Ngay cả Lee Jae-sik và Park Chun-sin cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt cứng lại. Hôm lễ đang êm đẹp sao lại có quân sĩ xông vào. Lúc này, mọi người ở hôn lễ đứng lên, xôn xao nhìn ra ngoài cửa. Kể cả đám người Chu Ngọc Hằng. Bọn họ biết rõ người tới là ai sao? Người nhà họ Diệp quét sạch khói mù trước đó, lộ ra ý cười. Cuối cùng đã tới. Ở cuối tầm mắt, xuất hiện một người mặc trang phục quan quân. Quân hàm phía trên toàn là sao. Ngoài Đoạn Thiên Dương có hai sao trên vai ra, còn có năm người vai có một sao. Một vị trung tướng, năm vị thiếu tướng. Trận thế này thực sự là quá dọa người. Lee Jae-sik rất hiểu điều này nghĩa là gì. Lẽ nào những người này cũng tới chúc mừng hôn lễ của con gái tôi à hai?
Trịnh Văn Thạc sửng sốt nói, vui mừng đến nỗi tròng mắt sắp lòi ra rồi. Người nhà họ Trịnh cũng nghĩ tới điều này đầu tiên. Mọi người suy đoán, chắc chắn là cái người tặng cho Trịnh Tiêu Kỳ tình yêu thế kỷ và 880 triệu tiền mừng đã xuất hiện. Trời ơi, tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ người đó là lão đại trong quân đội. Đây là thời khắc đỉnh cao nhất của nhà họ Trịnh ta. Trịnh Nguyên Bác vui mừng khóc thút thít, hét to. Những ông lớn quyền lực nhất của ba giới quân thương chính tề tựu, chỉ vì tham dự hôn lễ của Trịnh Tiêu Kỳ. Đối với Trịnh Tiêu Kỳ, đối với nhà họ Trịnh mà nói thì thời khắc này chắc chắn là thời khắc vinh quang nhất. Tất cả thành viên nhà họ Trịnh đều đang kích động đến rớt nước mắt. Nhưng một câu hỏi ập đến, rốt cuộc người này là ai? Trịnh Tiêu Kỳ đứng ngắn người ở đó, nghĩ mãi mà cũng không rõ, mình đâu có quan hệ với người nào trong quân đội đâu nhỉ? Ly Chê Xích vẫn đang run rẩy, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Ông ta tới Hoa Hạ, sợ nhất là gặp phải quân nhân. Không ngờ ông ta lại gặp phải một vị trung tướng và 5 vị thiếu tướng. Park Chun Shin và Lee Chê Xích trợn tròn mắt. Một nhà họ Trịnh nho nhỏ, đầu tiên là kinh động tới lãnh đạo cao nhất ở Tô Hàng, bây giờ lại thêm mấy vị cấp tướng nữa tới. Đây có còn là nhà họ Trịnh không vậy? Vốn dĩ họ đã điều tra kỹ mọi thứ về nhà họ Trịnh, gia thế trong sạch, không có hậu thuẫn mạnh. Như thế thì dễ kiểm soát. Nhưng hôm nay xem ra đây là gia tộc cao cấp nhất. Mấy người Chu Ngọc Hằng, Phó Học Kiệm lập tức đi lên đón. Trịnh Nguyên Bác cũng hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, vội vàng đi theo. Người nhà họ Trịnh sôi nổi đi theo sau. Trịnh Tiêu Kỳ cũng hết sức hồi hộp và kích động. Đúng rồi, chẳng phải Diệp Quân Lâm sắp tới sao, nhưng tuyệt đối đừng tới vào lúc này. Nếu đụng phải những người này thì tiêu đời. Lúc đi ra Trịnh Tiêu Kỳ vội vàng ân gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại có kết nối nhưng không ai bắt máy. Mau nghe đi nào Diệp Quân Lâm, anh đang làm gì vậy? Trịnh Tiêu Kỳ sốt ruột nói. Điều làm cô kinh hãi hơn là cô mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Sẽ không trùng hợp thế chứ? Anh ấy tới vào lúc này thật sao? Trịnh Tiêu Kỳ sắp hóa đá rồi. Diệp Quân Lâm, anh mau nghe điện thoại. Trịnh Tiêu Kỳ gấp chết đi được. Rất nhanh, mọi người đi tới đằng trước. Đã nhìn thấy gương mặt của Đoạn Thiên Dương cùng với 5 người Thanh Long. Đúng là 5 vị tướng quân. Ly Chê Xích hít một hơi thật sâu, hận không thể trốn đi. Đúng lúc này, cùng với tiếng chuông điện thoại, có một người đi tới. Trịnh Tiêu Kỳ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sao Diệp Quân Lâm lại tới vào lúc này? Chết tiệt! Đúng rồi, nhanh tắt điện thoại. Trịnh Tiêu Kỳ phản ứng lại, vội vàng cúp điện thoại. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Diệp Quân Lâm tới rồi. Diệp! Hiển nhiên người nhà họ Trịnh cũng nhìn thấy Diệp Quân Lâm, lúc đang định lên tiếng thì nhận ra không đúng. 6 vị tướng quân tự động đứng ra hai bên, tách ra một con đường cho Diệp Quân Lâm. Càng đáng sợ hơn là bộ quần áo mà Diệp Quân Lâm đang mặc. Không phải co mồ, mà là... Cái gì? Anh ta mặc quân phục sao? Khi đám người Trịnh Tiêu Kỳ nhìn thấy rõ ràng là Diệp Quân Lâm cũng mặc một bộ quân phục, họ kinh ngạc đến sái quai hàm. Mọi người trợn to mắt nhìn kỹ. Ngược lại xác nhận. Đây không phải là mơ. Diệp Quân Lâm đang mặc quân trang thật. Nhìn tới quân hàm. Ánh mắt của mấy trăm người tại hội trường đều tập trung lên quân hàm của Diệp Quân Lâm. 1, 2, 3. Bến. Cái gì? 5. 5 ngôi sao. Đầy đủ 5 ngôi sao ư. Thượng tướng 5 sao á. Hoa Hạ chỉ có một vị thượng tướng 5 sao, chiến thần Côn Luân bảo vệ tổ quốc. Cái gì? Diệp Quân Lâm là chiến thần số 1 Hoa Hạ, tướng quân Côn Luân ư. Này 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 này. Sau khi mọi người hiểu rõ chuyện này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, hóa đá rồi. Ly Chê Xích nhìn Diệp Quân Lâm, lại nhìn nhóm người Kỳ Lân. Ngũ đại chiến vương dưới trướng chiến thần Côn Luân, đều là quân hàm thiếu tướng. Xem ra đúng rồi. Anh ta chính là tướng quân Côn Luân. Đó là tướng quân Côn Luân đang áp đảo thiên hạ, một người đánh cho 18 nước cúi đầu đó. Chiến thần là ác mộng của tất cả lính đánh thuê thế giới, cũng là nỗi sợ của các nước lớn. Cũng là người mà Ly Chê Xích ông sợ nhất, không ai bì được. Trời ơi, sao tôi lại gặp phải tướng quân Côn Luân vậy? Bùm bùm. Khoảnh khắc tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Quân Lâm, cuối cùng Ly Chê Xích không chịu đựng nổi.
bụp một tiếp quỳ rạp xuống đất. Làm gì còn phong thái của đệ nhát taekwondo nữa chứ? Park Chun Shin cũng bị dọa quá trời. Diệp Quân Lâm lại chính là chiến thần Côn Luân ư? Tướng quân duy nhất của Hoa Hạ có 5 sao. Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu hết rồi. Ông chủ sau lưng tập đoàn Vân Đình chính là tướng quân Côn Luân. Nếu không thì tại sao lại không điều tra được gì? Nếu không thì sao có thể xưng bá Tô Hàng trong thời gian ngắn? Nếu không thì tại sao Viên Sơn Hà lại chết? Thì ra là tướng quân Côn Luân. Chẳng trách anh ta dám cảnh cáo tập đoàn Tam Hưng như vậy. Toang rồi. Như này thì toang thật rồi. Bùm bụp. Hai chân Park Chun Shin mềm nhũn, nhoáng cái đã quỳ xuống đất. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt người ông ta, ướt như tắm. Những người xung quanh đều trợn tròn mắt. Sao thế này? Sao hai ông lớn của tập đoàn Tam Hưng lại sợ đến mức quỳ xuống đất thế này? Mấy người Chu Ngọc Hằng đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm, đồng thời hô to, tướng quân Côn Luân. Cái này tương đương với việc nói cho mọi người biết, đây đúng là tướng quân Côn Luân. Tướng quân Côn Luân á? Là tướng quân Côn Luân thật à? Sinh thời, thế mà tôi lại được nhìn thấy tướng quân Côn Luân á? Toàn trường sôi nổi, tất cả mọi người Diệp Quân Lâm với ánh mắt tôn kính. Đây là chiến thần bảo vệ tổ quốc của họ Hạ. Là tín ngưỡng của mọi người. Người nhà họ Diệp nhìn cảnh này thì rất vui mừng. Bọn họ rất kiêu hãnh và tự hào. Mặc kệ ra sao thì Diệp Quân Lâm vẫn mang họ Diệp. Cũng từng là một thành viên của nhà họ Diệp. Nhóm người Diệp Kiện Sâm đã nhìn sang chỗ người nhà họ Trịnh. Người nhà họ Trịnh như thể bị sét đánh, cả đám kinh ngạc đứng ở nơi đó, không suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng. Cộc cộc cộc. Diệp Quân Lâm đi giày quân đội, bước từng bước tới trước mặt Trịnh Tiêu Kỳ và Ly Giai Jin. Anh mỉm cười nói, Tiêu Kỳ, tân hôn vui vẻ. Mong cô mãi mãi hạnh phúc, em gái ngoan của tôi. Trịnh Tiêu Kỳ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Diệp Quân Lâm. Cô không chịu đựng được nữa, nước mắt tràn mi. Diệp Quân Lâm lại nhìn sang Ly Giai Jin rồi nói, nếu cô ấy đã chọn anh hãy đối xử tốt với cô ấy. Tôi. Ly Giai Jin đắm chìm trong sự rung động. Người anh ta đang run, khớp hàm đang run rẩy. Không biết nói cái gì. Diệp Quân Lâm đứng trước mặt anh ta, giống như núi cao vậy. Cô áp lực đó, Ly Giai Jin sắp không thở nổi. Hận không thể quỳ gối với Diệp Quân Lâm. Hu hu hu. Trịnh Tiêu Kỳ đã khóc đến nỗi không thành tiếng. Hôn lễ im lặng đến nỗi cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được. Chỉ có tiếng khóc của Trịnh Tiêu Kỳ đang vang vọng. Thê thảm mà bi thương. Mọi người càng nghe càng cảm thấy lạnh lẽo. Ông Trịnh, chú Trịnh, gì, lâu rồi không gặp. Diệp Quân Lâm mỉm cười, chào hỏi từng người nhà họ Trịnh. Ngao. Phù phù. Sau khi Trịnh Nguyên Bác nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Quân Lâm, ông ta hô lên một tiếng, một hơi nghẽn thở, hôn mê bất tỉnh. Cạch cạch cạch. Những người khác, mấy người Trịnh Văn Thạc, Ngô Lam hai chân run cầm cập, đi không ni. Trong lúc nhất thời, mồ hôi chảy như mưa. Bọn họ quá sốc. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Sao Diệp Quân Lâm lại là tướng quân Côn Luân? Không phải cậu ta từng đi tù à? Sao lại trở thành tướng quân có 102 rồi thế này? Đối với họ mà nói thì chuyện này quá chấn động, quá đả kích. Nhất thời, họ chưa thể chấp nhận được. Điều này đã đả kích lên phòng tuyến tâm lý của họ. Rất có thể là kích thích quá, đi đời nhà ma. Cuối cùng bọn họ đã hiểu câu hối hận mà người nhà họ Diệp nói là ý gì. Người nhà họ Diệp đã biết thân phận của Diệp Quân Lâm từ lâu. Cảnh cáo sớm cho họ, đừng hối hận, tâm lý cần có khả năng tiếp nhận. Của nhiên ông cụ Trịnh chịu được, ngất xỉu. Trong mắt người nhà họ Diệp, bọn họ như thằng hề vậy. Hối hận, cực kỳ hối hận. Người nhà họ Trịnh cảm thấy trống trải, cảm thấy thoáng cái đã mất đi thứ gì đó. Có lẽ bỏ qua lần này chính là nỗi tiếc nuối cả đời. Người nhà họ Diệp nói đúng. Diệp Quân Lâm sẽ không hối hận, người hối hận chỉ có thể là nhà họ Trịnh. Trước mặt tướng quân Côn Luân, một thằng Ly, Giai Jin là cái dám gì? Dù là tập đoàn Tam Hưng thì sao? Có tư cách gì chứ? Đứng cùng với Diệp Quân Lâm cũng không có tư cách. Từng người nhà họ Trịnh ngã trên mặt đất, cả người vô lực, đến tay cũng không nhắc lên được. Cố chấn động. Chuyện ngày hôm nay sẽ trở thành nỗi đau cả đời họ.
suốt đời khó quên. Còn đám người Diệp Kiện Sâm thì vênh mặt ưỡn ngực tự hào. Lúc này, Trịnh Tiêu Kỳ đã khóc sưng cả mắt. Hóa ra người trong lòng cô đã sớm phong hầu bái tướng, dưới một người trên vạn người. Hóa ra người trong lòng cô vẫn là con trời, vô địch trong từng lĩnh vực. Hóa ra ánh mắt của cô vẫn đúng, người trong lòng chính là anh hùng. Hóa ra Lý Tử Nhiễm, người mà cô vẫn luôn xem thường mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Hối hận. Cúa là hối hận. Trịnh Tiêu Kỳ lớn tiếng khóc nức nở. Cô ta đã hiểu mình đã đánh mất cái gì. Cô ta còn hiểu ra rằng mình mãi mãi không xứng với người đàn ông này. Cho dù cô ta có cố gắng nhiều hơn, trở nên ưu tú hơn, thì cô ta vẫn mãi mãi không đuổi kịp anh. Càng khỏi phải nói đến việc làm cho anh hối hận. Một chuyện không thể xảy ra ở đời này. Cô đã nhận được quà rồi chứ. Cô có thể giành được tình yêu, tôi rất vui. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Trịnh Tiêu Kỳ. Món quà mà anh nói tất nhiên là tình yêu thế kỷ. Hồi còn trẻ, đúng là tôi đã giải quyết chuyện kia không ổn. Xin lỗi cô, nhưng nhìn thấy cô đã kết hôn, tôi yên tâm nhiều rồi. Cô kết hôn tôi nhất thiết phải ăn mặc đẹp, tham dự với lễ nghỉ cao nhất rồi. Cô nhất định phải hạnh phúc nhé. Diệp Quân Lâm dặn dò mấy câu xong, anh quay người rời đi. Đừng, đừng mà. Lễ cưới này tôi không cưới nữa. Đột nhiên Trịnh Tiêu Kỳ như phát điên xông ra ngoài, chạy tới chỗ Diệp Quân Lâm. Xoẹt xoẹt. Cô ta xé rách váy cưới, vứt hết trang sức trên đầu xuống. Cô ta chạy tới sau lưng Diệp Quân Lâm, ôm chặt Diệp Quân Lâm. Lạch cạch. Bó hoa trong tay Ly Giai Jin rơi xuống đất. Anh ta trợn tròn mắt. Tất cả mọi người ở hôn lễ cũng trợn tròn mắt. Không cưới nữa bốn. Ai cũng không dự đoán được kết quả sẽ như thế này. Nhưng dưới loại tình huống này, không ai dám đi ngăn, càng không ai dám lên tiếng. Em không kê hôn nữa. Em không kê hôn nữa. Trịnh Tiêu Kỳ khóc nức nở nói. Bất ngờ bị ôm, Diệp Quân Lâm đang định cởi ra. Trịnh Tiêu Kỳ nhỏ giọng nói, để em ôm một lúc thôi được không? Một lúc thôi. Diệp Quân Lâm gật đầu. Trịnh Tiêu Kỳ dán chặt lên lưng Diệp Quân Lâm, hưởng thụ một khắc này. Cô ta cũng hiểu, chỉ có một lúc ngắn ngủi này là Diệp Quân Lâm thuộc về cô ta. Thời gian trôi qua, Diệp Quân Lâm sẽ không còn quan hệ gì với cô ta nữa. Cô ta chỉ quan tâm giờ khắc này. Ít nhất cũng từng có được. Tất cả mọi người im lặng không tiếng động nhìn chằm chằm hai người Trịnh Tiêu Kỳ. Khoảng một phút sau, Trịnh Tiêu Kỳ cực kỳ tiếc nuối mà buông tay. Giờ phút này, nước mắt trào ra như vỡ đê. Cô ta sắp bỏ lỡ cả thế giới. Tôi không hy vọng cô vì tôi mà không kết hôn. Diệp Quân Lâm đưa lưng về phía cô ta mà nói. Không, một khắc vừa rồi em đã nghĩ thông suốt. Hôn nhận của em không phải như thế này, em không thể lấy một người mà em không yêu. Nếu gả cũng phải gả cho tình yêu trong sáng, không liên quan đến thứ khác. Trịnh Tiêu Kỳ nói. Sau đó cô ta nhìn về phía Ly Giai Jin, xin lỗi, em chưa từng thích anh. Em kết hôn với anh, chỉ vì lợi ích. Anh tôn trọng lựa chọn của em. Không cưới nữa. Ly Giai Jin cũng khó khăn đưa ra lựa chọn. Toàn trường ò lên. Tuyên truyền lâu như vậy, được gọi là hôn lễ thế kỷ, vậy mà không tổ chức nữa sao? Nhưng mà sau khi Diệp Quân Lâm xuất hiện, khắp nơi đều hiểu, hôn lễ này đã biến chất. Không cử hành mới là đúng. Ừ, cô tự lựa chọn là tốt rồi. Diệp Quân Lâm nói xong, liền rời khỏi chỗ này. Nhìn Diệp Quân Lâm từ từ biến mất, Trịnh Tiêu Kỳ hét lên, ngoài anh ra, cả đời này em sẽ không lây ai hê. Phù phù. Nói xong, Trịnh Tiêu Kỳ ngã ngồi xuống đất. Cô đã quyết định, đời này không lấy chồng. Chuyện đã đến nước này. Nhà họ Trịnh ngang với lại phế đi một nửa. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Trước khi đi, người nhà họ Diệp cười lạnh nói, đã nói sớm để các ông chuẩn bị tâm lý, lại cứ không nghe cơ. Chúng tôi cũng đi đây. Đám người Ly chê xích, Park Chun Shin hốt hoảng lo sợ, rời đi. Bây giờ họ đang gấp rút muốn quay về tỉnh thành. Biết sớm thì đến Tô Hàng làm cái gì chứ? Bọn họ nhớ tới lời cảnh cáo của Vũ Sâm trên cao tốc vừa nãy. Không ổn. Hôm nay là thời hạn cuối cùng rồi. Cái trán Park Chun Shin đổ mồ hôi lạnh. Người sợ nhát là Lee Chae-sik. Tướng Côn Côn Luân chính là kẻ thù của họ, không sợ mà được à. Đoàn xe của tập đoàn Tam Hưng vội vàng rời đi.
nhưng đang trên đường đi ra Sơn Trang Tân Hải, phía trước bị chặn lại. Một chiếc xe Việt dã quân đội màu xanh chặn ở chính giữa. Xe có mui, người ngồi trên xe là Diệp Quân Lâm. Sáu đại tướng quân đứng hai bên, nhìn bọn họ với ánh mắt lãnh liệt. Cuống cuồng rời đi làm gì đấy? Hơn nữa, Tô Hàng dễ vào không dễ ra đâu. Diệp Quân Lâm mỉm cười hỏi. Đám người Park Chun-sin và Lee Chae-sik ào ào xuống xe, đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm, bọn họ giống như đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu không dám ngẩng lên. Diệp Quân Lâm quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại chỗ Lee Chae-sik. Ông chạy tới Hoa Hạ rồi à hai? Diệp Quân Lâm hỏi. Hả? Lee Chae-sik bị dọa cho ngơ người. Sao vị này lại biết ông ta? Tôi biết ông, máy thủ hạ Hàn Quốc bại trận đều là học sinh của ông. Huấn luyện viên của trăm ngàn quân lính Hàn Quốc. Không ở yên chỗ của ông, chạy tới Hoa Hạ làm gì? Diệp Quân Lâm tròn đề cao giọng, dọa Lee Chae-sik sợ tới mức bụp một tiếp quỳ xuống đất. Chiến thần Côn Luân à, tôi sai rồi. Tôi sai rồi, tôi không nên chạy vào địa giới Hoa Hải, tôi sai rồi. Lee Chae-sik quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Quần áo trên người ông ta đã ướt nhẹt vì mồ hôi, đỉnh đầu bốc khói. Không phải là bị nóng, mà là bị sợ. Những thành viên khác của tập đoàn Tam Hưng đều kinh sợ. Ai cũng không ngờ đại sư Taekwondo cấp quốc bảo bị dọa thành thế này. Bạch Hổ liếm khóe miệng, hứng thú nói, nghe nói ông này là đệ nhất Taekwondo, tôi lại muốn thử xem. Chiến vương Bạch Hổ. Lee Chae-sik lập tức đoán ra người này là ai, sợ đến mức sắc mặt đại biến. Không dám, tại hạ không dám, trên đất Hoa Hạ, tôi không dám. Lee Chae-sik hối hận. Cúa là hối hận. Rõ ràng biết Hoa Hạ có chiến thần Côn Luân, vì sao còn cứ tới đây chứ? Vậy sao được, Hoa Hạ không phải nơi ông nên tới, muốn rời đi, tiếp một quyền của tôi này. Bạch Hồ từng bước tiến lên. Nhớ đây, tiếp được một quyền của tôi mà không ngã, mới được rời đi. Bạch Hổ lại bổ sung thêm một câu. Lee Chae-sik hiểu. Thân phận của ông ta đặt chân tới Hoa Hạ thì chỉ có một con đường chết. Muốn sống rồi rời khỏi đây, nhất định phải tiếp một quyền này, còn phải lấy hết ra ứng phó. Nào! Lee Chae-sik phẫn nộ hét một tiếng, hai chân dẫm lên đất phát ra tiếng ầm ầm. Ông ta không hồ là nhân vật cấp bậc thầy. Chỉ mới ra tay, đã có thế như kinh lôi. Ông ta đứng vững như núi, không nhúc nhích tí nào. Bạch Hổ đi tới, bất ngờ ra quyền. Một quyền đánh về phía Lee Chae-sik. Trong mắt Lee Chae-sik lóe ra tinh quang, bỗng nhiên chạy như một tia chớp. Am! Một cú đá kinh điển nhất trong Taekwondo hướng về phía Bạch Hổ. Tuy động tác rất bình thường, nhưng Lee Chae-sik đánh ra lại là kỹ năng giết người mạnh nhát. Một chiêu này có uy của thần quỷ. Am! Kinh phong cuồng bạo đập xuống xung quanh, lá cây đá vụn bị quét bay, mọi người xung quanh bị bước lui mấy chục mét. Suy suy! Suy suy! Mấy chục cái lá cây xung quanh đã vỡ tan tành. So sánh ra thì một quyền này của Bạch Hổ giản dị tự nhiên. Phanh! Một quyền một cước gặp nhau, phát ra tiếng vang dữ dội. Âm! Nhưng trong nháy mắt, Lee Chae-sik đã bay đi mấy chục mét, sau khi đập gãy một cây đại thụ, thì không ngồi dậy được nữa. Bạch Hổ sờ sờ nắm tay, trên nắm tay máu tươi ồ ạt chảy ra, trên nắm tay có mấy vết máu. Anh mỉm cười thỏa mãn, cuối cùng thì cũng có một cái đánh được rồi. Lee Chae-sik không tiếp được một quyền này, mãi mãi không được rời khỏi Hoa Hạ. Nhìn thấy đại sư Taekwondo bị giải quyết nhẹ nhàng như vậy, mọi người đều sợ đến choáng váng. Nhất là Park Chun-sin, ông ta đã tè ra quần rồi. Park Chun-sin đúng không? Ông có nghe được ba cảnh cáo của tôi không? Diệp Quân Lâm chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Park Chun-sin rồi nói. Đã nghe được, tôi biết rồi. Tôi lập tức làm theo. Park Chun-sin nói ngay. Muộn rồi. Cút khỏi Hoa Hạ. Trong vòng một ngày, nếu trước ngày mai tôi còn nhìn thấy tập đoàn những thứ liên quan đến Tam Hưng ở Hoa Hạ, tôi sẽ tìm ông. Diệp Quân Lâm rất là bá đạo. Âm. Park Chun-sin sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Toi rồi. Toi thật rồi. Kế hoạch lớn của tập đoàn Tam Hưng nhằm độc chiếm thị trường Hoa Hạ đã bị dập tắt. Thưa tướng quân Côn Luân, bây giờ chúng tôi sẽ rời đi ngay. Lee Jae-jin run bần bật nói. Tôi nói là cút ra. Ánh mắt Diệp Quân Lâm sắc bén. Tiếp sau đó, trên đường lớn xuất hiện một hình ảnh như,
này, các nhân viên cấp cao của tập đoàn Tam Hưng đều quỳ trên mặt đất, từng bước cút khỏi Tô Hàng. Bi thảm biết bao. Mấy tiếng sau, tập đoàn Tam Hưng bất ngờ tuyên bố, trả lại hơn 80 tỷ đã lấy, số tiền dành cho việc từ thiện công ích. Lại một tiếng sau đó, tập đoàn Tam Hưng tổ chức họp báo, họ sám hối và xin lỗi toàn thể Hoa Hạ về những hành vi tội ác mà họ đã gây ra trước đây, đồng thời trả lại số tiền họ đã lừa đảo và rửa tiền trước đó, và còn bồi thường cho những người bị hại. Nhất thời, toàn mạng vỗ tay khen ngợi. Sau đó, tổng bộ tập đoàn Tam Hưng thông báo, rút khỏi thị trường Hoa Hạ. Trong vòng một ngày giảm giá toàn bộ sản phẩm ở Hoa Hạ, tin tức này chấn động một thời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tập đoàn Tam Hưng đang ở thời kỳ đỉnh cao đột ngột rút khỏi Hoa Hạ Á. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nhưng mà những công ty hoặc cá nhân từng bị tập đoàn Tam Hưng chèn ép đều hò to sảng khoái. Nói ra thì tập đoàn Tam Hưng chính là khối u ác tính ở thị trường. Toàn làm chuyện xấu, không biết đã bòn rút của bao nhiêu người rồi. Rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì. Họ đều hy vọng tập đoàn Tam Hưng sụp đổ và rút về nước. Cuối cùng bây giờ hy vọng đã thành hiện thực. Mọi người đều muốn nổ pháo chúc mừng. Bởi vì sản phẩm chính của tập đoàn Tam Hưng là sản phẩm điện tử, nên có quá nhiều công ty tập đoàn tương tự. Cho nên sự rút khỏi của nó sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn. Cùng ngày, Diệp Quân Lâm và người tổng phụ trách trên danh nghĩa của tập đoàn Vân Đình nói với Phương Tử Tình, thêm một hướng kinh doanh nữa, sản phẩm điện tử. Cố gắng tạo ra các sản phẩm điện tử tiết kiệm chi phí nhất. Đánh vào những công ty vô lương đó. Làm ra hàng loạt sản phẩm vì lợi ích của nhân dân. Thúc đẩy sự phát lành mạnh của thị trường. Đây chính là những việc mà tập đoàn Vân Đình vẫn luôn làm. Bất kể là sản phẩm y tế hay là những sản phẩm khác. Tất cả đều cố gắng cho chất lượng tốt nhất bán với giá thấp nhất. Một tôn chỉ, vì sự phát triển của thành phố, vì mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Các nhân viên của tập đoàn Vân Đình đều chăm chỉ làm việc. Ở đây, không chỉ được trả lương cao mà còn có cảm giác vinh dự. Hiện tại những người trẻ ở Tô Hàng đều lấy việc vào được tập đoàn Vân Đình làm niềm tự hào. Trước đây tập đoàn Vân Đình vẫn làm sản phẩm điện tử, bây giờ tương đương với việc mở rộng quy mô. Do sự ra đi của tập đoàn Tam Hưng, thị phần thị trường rất lớn. Phương Tử Tình còn chia một phần nghiệp vụ của sản phẩm điện tử cho tập đoàn Đông Thiên. Lý Tử Nhiễm cũng rất có năng lực, trong thời gian ngắn. Lợi nhuận của tập đoàn Đông Thiên do cô quản lý đã tăng lên nhanh chóng. Cô vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Sau khi về tới nhà, Lý Tử Nhiễm hỏi, ông xã, tham dự hôn lễ thế nào? Diệp Quân Lâm bắt đắc dĩ cười cười, dù sao thì anh đã bù đắp lại lỗi lầm rồi, cô ấy cũng đưa ra lựa chọn mà cô ấy muốn. Vậy thì tốt, nhưng hôn lễ của cô ấy cũng có tiếc nuối, vừa mới ngồi lên ghế tổng đại diện của tập đoàn Tam Hưng khu vực Hoa Hạ. Không ngờ tập đoàn Tam Hưng lại rút khỏi thị trường. Lý Tử Nhiễm thở dài nói, một lễ cưới có tiếc nuối mới làm người khó quên. Diệp Quân Lâm biết Lý Tử Nhiễm đang nhớ tới hôn lễ 6 năm trước của họ. Hôn lễ đó là hôn lễ không hoàn hảo. Đó là nỗi tiếc nuối của anh và Lý Tử Nhiễm. Bà xã, anh quyết định anh sẽ tổ chức cho em một hôn lễ nữa. Tới lúc đó anh sẽ nói cho em biết một số chuyện. Diệp Quân Lâm quyết định tổ chức một hôn lễ nữa cho Lý Tử Nhiễm. Tới lúc đó anh muốn nói ra thân phận thật. Lý Tử Nhiễm cười tít mắt, được, em đợi anh cho em một hôn lễ hoàn hảo. Được, vậy anh sẽ chọn một ngày lành. Diệp Quân Lâm gật đầu. Lý Tử Nhiễm chỉ nghĩ là Diệp Quân Lâm nói đùa. Nhưng cô nào biết Diệp Quân Lâm nói nghiêm túc đấy. Sau này hôn lễ đó được xưng là hôn lễ đứng nhất trong 100 năm. Tất nhiên đây là việc sau này. Kế tiếp mọi việc diễn ra như bình thường. Diệp Quân Lâm ngồi trong phòng làm việc, hút thuốc uống rượu. Thanh Long gọi điện tới, nói rằng bên phía tỉnh thành đang rối loạn. Sau khi tập đoàn Tam Hưng và bè phái Viên Sơn Hà ngã ngựa, các gia tộc lớn có thế lực điên cuồng cướp đoạt địa bàn. Ngay cả các thế lực ở tỉnh khác cũng trà trộn tiền vào. Tóm lại, tỉnh thành đã loạn như nồi cháo rồi. Đây là điều mà Diệp Quân Lâm không ngờ tới. Anh vốn nghĩ rằng sau khi loại bỏ hai tai họa lớn là Viên Sơn Hà và tập đoàn Tam Hưng, tỉnh Giang Nam sẽ có xu thế yên bình. Tất cả mọi người sẽ an phận. Nào biết không có một tí tác dụng khuyên giải nào. Ngược lại, những người này điên rồi. Bọn họ nghĩ rằng, hai ngọn núi lớn đã đổ,
địa bàn và tài sản tư hữu sẽ lòi ra. Bọn họ muốn cướp. Bên phía tỉnh thành cũng không dễ kiểm soát. Thanh Long do dự nói. Được rồi, tôi sẽ đích thân tới tỉnh thành một chuyến. Chuyện này vì tôi mà ra, tôi nhất định phải xử lý. Trong mắt Diệp Quân Lâm xoẹt qua một tia sắc bén. Buổi tối Diệp Quân Lâm nói với Lâm Thanh Nhã, anh phải đi tỉnh thành. Lâm Thanh Nhã sáng mắt, vừa hay trước đó Tiêu Thắm còn nói với em là cô ấy phải về tỉnh thành, trong nhà có chuyện gấp bắt cô ấy phải về. Nhà họ Triệu cũng không nói việc gấp gì, ba mẹ rất lo lắng. Anh và Tiêu Thắm cùng về đi, xem nhà họ Triệu đã xảy ra chuyện gì. Được, không vấn đề gì. Diệp Quân Lâm đồng ý. Ngày hôm sau khi lên xe, Tiêu Thám lập tức ôm cổ Diệp Quân Lâm. Anh rẻ, anh thật nhẫn tâm, sao lâu lắm rồi không tới thăm em. Ánh mắt Tiêu Thám u oán giống như một cô vợ nhỏ. Diệp Quân Lâm nhanh chóng đẩy cô ta ra. Có gì thì từ từ nói, đừng động tay. Tiêu Thám trợn mắt nhìn anh nói, có phải gần đây anh có người khác rồi không? Diệp Quân Lâm nhíu mày, hả? Em nghe nói anh còn đi dự hôn lễ của đối tượng kết thông gia thuở nhỏ, lại còn ra ngoài trêu ghẹo người khác, bản thân của chị em cũng bị anh chinh phục rồi, còn cả Minh Tinh mới ở công ty chị em tên là Trịnh Tử Hàn cứ nhớ,